chương 71. 71. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục xuyên xuất hiện tại, tư mệnh, kịch tổ khi, vừa vặn vượt qua bùi cảnh trạch ở quay phim. Lý thủ vốn hết sức chăm chú xem giám thị khí lý hình ảnh, kết quả lại nghe đến hiện trường từ xa lại gần từng đợt không hiểu xôn xao. Lý đạo tức thời liền vượt ngoài phẫn nộ, đầu tiên là trầm giọng hô ca, sau đó lại là cầm khuếch đại âm thanh khí hướng về phía một đống đầu người toàn động địa phương gầm lên giận dữ, ai đặt sao ở bên kia cho ta chế tạo tạp âm đâu. Không biết hiện trường im tiếng đâu sao. Vây xem nhân viên công tác lập tức cấp, tạp âm chế tạo giả, nhường ra một cái thông đạo, lục xuyên nhưng là rất nhạc định, bị lý thụ như vậy đỏ mặt tía tai mắng trên mặt chẳng những không có lộ ra nửa điểm út sắc, ngược lại chậm rãi dơ lên khóe miệng, bước đại chân dài hướng lý thụ vị trí đi rồi đi qua. Lý Thụ gặp người đến là Lục Xuyên, hai mắt trừng lão đại, nhìn chầm chầm cái kia hướng bản thân đi tới thân ảnh sững sờ sau một lúc lâu. Này thật đúng là mặt trời mọc ra từ hướng Tây. Quay đầu xem bùi cảnh trạch một mặt bình tĩnh cũng đã đi tới, Lý Thụ tiểu nhãn tình tại đây hai người trên người vòng vo vài vòng, luôn cảm thấy có quỷ. Lục Xuyên đến gần sau, dẫn đầu nhìn về phía ngồi ở đạo diễn chuyên chúc tịch thượng Lý Thụ, cười cười. Lý đạo tỳ khí vẫn là như vậy, đáng yêu. Lý thụ nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, phản ứng thập phần nhanh chóng. Ngươi đừng cho là ta không biết người trẻ tuổi nói đáng yêu là mắng chửi người. Lục xuyên sững sờ, nghĩ nghĩ mới nghiêm cẩn mở miệng. Ta hiện tại là thật cảm thấy ngươi đáng yêu. Lý thụ tức giận đến cắn răng, hắn luôn luôn nhìn thấy lục xuyên liền không có gì hay tỳ khí, trong ngày thường ở công khai trường hợp cũng liền thôi, chạy đến của hắn địa bàn đến khiêu khích là tìm ngược đâu sao? Không là, ta nói ai đặt sao đem ngươi phóng vào. Không biết ta đây thanh tràng quay chụp đâu sao? Còn có. Đại danh đỉnh đỉnh xuyên thần chạy đến ta kịch cổ lý đến làm chi? Muốn hát bài hát làm an ủi diễn xuất A. Vừa ra khỏi miệng chính là liên tiếp chất vấn thêm trào phúng, không mang theo kẹp. Lục xuyên cũng không phải coi tự mình là thành ngoại nhân, trực tiếp xả một phen ghế dựa ngồi ở lý đạo bên cạnh ta đảm đương nhiên là tới tham bang a phóng ta vào là các ngươi tràn vụ hắn vừa nghe nói ta là đến tham của ngươi bang liền đặt cao hứng phóng ta vào được về phần ca hát muốn không hay là thôi đi ta xuất trướng phí cũng rất đắt tiền sợ hát vang một khúc sau ngươi nơi này ngày mai liền không có gì ăn lý thụ nghe xong lời này miên bản liền khí không thuận trái tim nhỏ quả thực giống như tao ngộ rồi sấm đánh Đương trường liền bạo phát, phóng đặt sao cái gì chó má đâu. Ngươi tới tham của ta bang. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chất vấn, nhưng lại có năng lực làm cho người ta nghe ra một tia không hiểu rất quen. Ít nhất, luôn luôn ngồi ở lý thủ dưới chân dịp từ căn cứ trong khoảng thời gian này đối của hắn quan sát cùng nghiền ngẫm. Vị này tỳ khí không làm gì tốt đại đạo diễn giờ phút này tuy rằng khẩu khí kém chút, âm lượng cao chút, chữ thô tục hơn chút, lại là không có chân chính tức giận thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được còn có chút cao hứng. Lục xuyên như trước dương khóe miệng, trong ánh mắt là dịp từ mới gặp hắn khi liền cảm thấy thập phần ấm áp trong suốt. Nghe được lý thụ nói như vậy, cũng không có gì phản ứng, chậm rãi cúi đầu, lục xuyên rốt cục đem bản thân tầm mắt đặt ở chính ngửa đầu nhìn phía bản thân dịp từ trên người. Góc độ vừa vặn tốt, khoát tay chính là nữ nhân đỉnh đầu. Lục xuyên nỗ lực khắc chế bản thân muốn vươn tay xúc động, cười đến thật nhẹ nhàng, mở miệng ngữ điệu cũng thật tự nhiên, thật lâu không thấy. Diệp từ nghĩ nghĩ, bọn họ kỳ thực cũng không có bao lâu không có gặp mặt. Đại khái cũng chính là hơn nửa tháng thời gian. Hơn nửa lục xuyên phía trước còn có đánh bất ngờ nàng kịch tổ hắc lịch sử, Diệp từ lần này tái kiến hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh. Ân, thật lâu không thấy. Diệp từ đi theo ôm nhu trả lời, trong ánh mắt là chính nàng đều không biết ôm nhu lý thụ xem hai người ở chỗ này như thế hàm xúc hỏi hảo bỗng nhiên sát một câu miệng nga ta đều đã quên nha đầu kia là ngươi đần độn phấn lục xuyên cảm thấy đi vợ hắn phấn hắn là không tật xấu nhưng là đần độn là vài cái ý tứ quay đầu không nói một lời nhìn chằm chằm lý thụ nhìn vài giây cho đến khi lý đạo bị hắn loại này không ở trầm mặt trung bùng nổ ngay tại trầm mặt trung tử vong khí tràn khiến cho có chút cứng ngắc không được tự nhiên mở miệng khí tràn lại thiếu vài phần ngươi xem xét gì ta nói sai rồi a à. nhất sốt ruột lý đạo đông bắc khang cũng đi theo nóng nảy xuất ra lục xuyên cười ta nhìn nhìn không được a à, hắn nói ngươi tưởng ta tầm mắt không có dời, ngón tay lại chỉ hướng về phía đứng ở một bên uống nước bùi cảnh trạch lý thụ nghe vậy quay đầu trừng mắt bùi cảnh trạch ngươi nói như vậy cũng rất quá đáng đừng cho là ta không dám sang của ngươi diễn. Bùi cảnh trạch hoàn toàn không để ý lý thụ lời nói, uống hết nước sau thông dông ninh hảo chén cái, đi đến lục xuyên bên người đá đá hắn ngồi ghế dựa, cút đi. Lục xuyên. Trên mặt tươi cười khó được cương vài giây, sau đó mới chậm rì rì đứng lên, cấp bùi cảnh trạch nhường ra vị trí, cái bàn mặt sau viết chói lọi bùi cảnh trạch ba cái chữ to. Lục xuyên luôn luôn không thích này chỉ so với hắn đại chín tuổi tiểu cậu, nghiêm cẩn lại nhắc đến là tiểu cậu trước không thích của hắn ở lục xuyên sinh ra tiền bùi cảnh trạch làm bùi gia lão đến tử thật sự có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái cho một thân khả bùi cảnh trạch này sủng ái cũng liền hưởng thụ chín năm cùng giáo dục bắt buộc một cái khi dài ngay cả của hắn thời thanh xuân cũng chưa chống được tự thành công bị đại tỷ bùi tâm lam sinh hạ đồ ranh con đoạt cái tinh quang lão tới tử thành đáng quý lão tới tôn giới rất cao loại này lão một thế hệ nhân cách đại cưng chiều phát tác đứng lên quả thực yếu nhân mệnh. Bùi gia coi như là danh môn vọng tộc, đổ không đến mức ở về vật chất nhường bùi gia thiếu gia thiếu ăn thiếu mặt, một buổi luân vì nghèo túng thiếu gia. Nhưng đối cho một cái vừa mới 9 tuổi tiểu thí hài nhi mà nói, tối trực quan cảm thụ chính là luôn luôn đem hắn nâng niu trong lòng bàn tay đau cha mẹ thay đổi yêu thương đối tượng, đem lực chú ý đặt ở bùi gia sản khi duy nhất tôn tử bối, lục xuyên trên người tiểu hài tử thế giới rất đơn giản, không thích ngươi liền tuyệt đối hội kịp đem hết toàn lực khi dễ ngươi. Khả bùi cảnh trạch dù sao cùng lục xuyên kém 9 tuổi, chờ lục xuyên hội đi ngang qua thời điểm, bùi ảnh đế đã là cái học sinh trung học. Động thủ hiển nhiên có thất phong độ, bùi cảnh trạch ở khi dễ lục xuyên sự kiện thượng đầy đủ lợi dụng bản thân tuổi này ưu thế, hoàn toàn dựa vào chỉ số thông minh nghiền áp. Lục xuyên từ lúc nhớ khởi, chỉ cần hắn đi nhà ông bà ngoại ở đây hắn tiểu cửu sẽ không thiếu cho hắn hạ độc thủ, bình thường lấy lục xuyên một chút gào khóc mà chấm dứt. Cho nên từ nhỏ đại xuyên liền không chân chính kêu lên bùi cảnh trạch tiểu cửu. Sau này hai người đều trước sau vượt qua tự cho là ngư bức hò hét ai đều không phục thanh xuân trung nhị kỳ, lại trước sau chân vào diễn nghệ vòng. Lục xuyên lấy ngôi sao nhỏ tuổi thân phận nhập vòng lúc ấy, bùi cảnh trạch đã hồng như mặt trời ban trưa, hắn diễn phim truyền hình nói là mua người đều đổ xô ra đường cũng không đủ, nếu cứng rắn muốn so so hiện tại lục xuyên chỉ có hơn chứ không kém dù sao xuyên thần sáng rọi đại để chỉ có thể chiếu khắp đến trên internet khả bùi cảnh trạch ngày xưa là già trẻ thông ăn quốc dân công nhận độ nhân trưởng thành cũng sẽ không giống nhau hồi nhỏ giống nhau mỗi lần gặp mặt liền muốn đấu tranh nội bộ cái ngươi chết ta sống khả hai người nhìn thấy thời điểm như trước tập quán tính cấp lẫn nhau tự tìm phiền phức hai người cảm thấy loại này thô bạo trung lộ ra vô cùng thân thiết ở chung phương thức thật tầm thường, ở một bên yên lặng vây xem dịp từ trong mắt sẽ không là chuyện như vậy. Nàng còn chưa từng quên lục xuyên lúc trước vô ly đầu để cho mình cách bùi cảnh trạch xa một chút nhi, cũng không quên bản thân tiếp được này bộ nam chính là bùi ảnh đế phiến ước khi lục xuyên biểu cảm có nghẹn khuất. Nguyên tưởng rằng hắn nhìn thấy bùi cảnh trạch thời điểm định không có gì sắc mặt tốt, kết quả. Tự nhiên liền như vậy túng thật sự, cút đi. Diệp Từ biết bùi cảnh trạch ở trong vòng địa vị chính là Lục Xuyên nhìn thấy cũng muốn kêu lão sư, cũng biết Lục Xuyên này hai ngày ngày không dễ chịu, nhưng này chút cũng không có thể trở thành nam nhân thay đổi bản thân bản tính nguyên nhân đi. Diệp Từ nghĩ không ra nhà mình nam nhân như thế điệu thấp khéo đưa đẩy là vì kia bàn, Lý Thụ lại đối hai người trong lúc đó hổ động thấy nhưng không thể trách. Theo bên cạnh lại cấp Lục Xuyên kéo qua một trương để đó không dùng ghế dựa, thuận miệng hỏi, nói đứng đắn, đi lại làm chi thăm tù a. Lục Xuyên nghĩ nghĩ vẫn là bình tĩnh mở miệng trả lời. Lý Đạo, nếu chính ngươi đều cho rằng quay phim cùng ngồi tù không khác nhau, vậy ngươi tổ lý diễn viên làm sao có thể có hạnh phúc cảm? Lý Thụ cắt một tiếng, vô tình châm một điếu thuốc, lời tiếp tục cùng một cái tuổi tiểu thượng bản thân một vòng, Tiểu Hài Nhi tiếp tục tranh cãi. Từ Lục Xuyên xuất hiện tại phiến tràng, lấy Lục Xuyên, Bùi Cảnh Trạch cùng Lý Thụ vì trung tâm tự động hòa xuất một cái giống như chân không hoàn cảnh, tạp vụ nhân chờ không dám tới gần. Diệp từ cũng thật, tạp vụ, chẳng qua của nàng tạp vụ theo nhất khởi động máy liền tồn tại, hơn nữa nàng giờ phút này tận lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm, tọa ở một bên tiểu bàn ghế thượng đổ là không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi cùng ghé mắt. Ba nam nhân đều xem như trong vòng luận quẩn đại lão cấp những người khác vật, liền như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ này, ai cũng không nói chuyện lặng im gần 10 phút. Lý Thụ trầm mặt trừu xong rồi hai điếu thuốc, bùi cảnh trạch nhàn nhã uống xong rồi một ly trà, mà lục xuyên. Yên tĩnh xem xong 10 phút giám thị khí hồi phóng. Sau đó lục xuyên đùi vừa nhất, theo ghế tựa đứng lên, hai tay chống ở quần dinh trong túi, biểu cảm thật tự nhiên mở miệng. Ta hôm nay chính là đi lại điểm cái mão, ngày mai lại qua gặp các ngươi chính thức quay chụp. Lý Thụ nghe vậy dơ dơ lên mi, cái mũi nhất hừ thập phần bất mãn ngươi thật đúng đem nơi này làm nhà ngươi a à, của ta diễn là ngươi muốn nhìn liền xem. Lục xuyên gật gật đầu, khẩu khí thập phần thoải mái. Nhìn xem lại không sẽ thế nào, ta gần nhất đặc biệt nhàn. Nghe xong lời này, lý thụ mặt. Không lại hồi đổi, chính là phân phó phía dưới nhân viên công tác chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Nói đi là đi, lục xuyên phất phất tay liền chậm rì rì đi thông thả ra phiến tràng. Diệp từ tầm mắt không cảm thấy theo nam nhân bóng lưng đi mấy bước, cho đến khi hắn ở góc chỗ biến mất. Luôn cảm thấy, lần này tái kiến lục xuyên, nơi nào không giống với. Trước kia, này nam nhân cũng là như thế này không chút để ý ngữ khí, khả kia sau lưng là không có gì lo sợ bình tĩnh. Hắn hiện tại, không chút để ý cũng có, khóe miệng ý cười đã ở, khả dịp từ chính là cảm thấy. Lục xuyên tâm sự so trước kia hơn, lại thế nào cười cũng che giấu không được. Diệp từ nghĩ ra thần, Bùi cảnh trạch còn lại là ở tiếp tục quay chụp tiền bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Ngươi đang lo lắng hắn. Diệp từ sững sờ, quay đầu nhìn đi qua, trước hết đến bùi cảnh trạch một mặt chắc chắn ý cười. Hơi hơi nhíu nhíu mày, không có mở miệng. Bùi cảnh trạch nhìn đến nàng rõ ràng cự tuyệt trả lời thái độ cũng không não, vỗ vỗ Diệp từ bả vai. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Diệp từ tầm mắt trước tiên dừng ở bùi cảnh trạch đặt ở nàng trên bờ vai thủ, đối phương thấy thế, hơi hơi lưu lại vài giây sau liền bắt tay thu trở về. Dương mắt lại nhìn hướng bùi cảnh trạch, Diệp Từ phát hiện hắn hiện nay trên mặt chính lộ vẽ cả người lẫn vật vô hại cười. Không biết vì sao, Diệp Từ nhìn đến này cười bỗng nhiên nghĩ tới muốn hố nhân tiền lục xuyên. Diệp Từ biết lục xuyên đến đây, cũng biết hắn hôm nay sẽ không đi. Nại tính tình lại nhìn một giờ, Diệp Từ liền ngồi không yên trực tiếp đứng dậy thu hồi bản thân tiểu bàn ghế phóng tới một bên, dịp từ chuẩn bị hồi đi xem. Lý thụ thấy nàng muốn về sớm, kinh ngạc ngẩng đầu. Sớm như vậy. Cho nên nói có đôi khi thói quen là kiện thật đáng sợ chuyện, nhìn quen dịp từ sớm tới tìm so với hắn sớm, buổi tối đi được không thể so hắn trễ. Lý đạo sớm cũng đã thói quen ở bản thân quay phim khi bên người ngồi cái thiếu ngôn quả ngữ dịp tiểu hoa. Nguyên bản ở không có dịp từ diễn phân khi, nàng không đến lý thụ cũng cảm thấy không có gì nhưng hôm nay nhìn đến dịp từ cư nhiên muốn sớm đi lý thụ cũng nhịn không được kinh ngạc dịp từ mặt mặt sau đó gật gật đầu ân đạo diễn ta hôm nay đi trước lý thụ nghe vậy cũng không lại vô nghĩa phất phất tay nhường dịp từ chạy lấy người đợi đến dịp từ trở lại khách sạn quẹt thẻ đi vào bản thân phòng chuẩn bị cấp lục xuyên gọi cuộc điện thoại thời điểm ngoài ý muốn ở bản thân trên giường lớn thấy được kia nam nhân thân ảnh lục xuyên nằm ở của nàng trên giường chăng không có sốc lên cùng y mà ngủ nhìn thấy dịp từ mở cửa tiến vào chính là cười cười không có đứng dậy hướng bản thân lão bà phất phất tay đi lại theo giúp ta nằm một lát dịp từ thấy thế cũng đi theo cười cười thắt giày trèo lên giường cúc tiếng lục xuyên trong lòng động tác hành văn liền mạch lưu loát lại là một cái thói quen thành tự nhiên, ví dụ. Đem nàng kéo vào trong lòng bản thân, cầm khinh để đầu nàng đỉnh, Lục Xuyên cảm thấy mỹ mãn buông tiếng thở dài khí. Dịp từ ngẩng đầu. Có mệt hay không? Theo thành phố B đến thành phố H lại đến bọn họ quay chụp địa điểm, ít nhất muốn 6 giờ đã ngoài. Lúc này chính trực sau giữa trưa, nói cách khác Lục Xuyên là dậy sớm liền chạy tới được. Mà dựa theo dịp từ đối này nam nhân hiểu biết, gặp được sáng tinh mơ đuổi máy bay tình huống, hắn đại đa số tình huống là một đêm không ngủ. Ai bảo hắn không có sáng sớm nghị lực đâu. Lục xuyên gật gật đầu, khóe mắt hơi khô chát, lại hơi hơi đóng lại hai mắt. Diệp từ thấy thế lại cúi đầu hướng trong lòng hắn cọ cọ. Ta đây cùng ngươi ngủ một lát, vừa vặn ta cũng mệt nhọc. Lục xuyên nghe vậy cười cười, nhưng không có vạch trần vợ hắn này thiện ý nói dối. Diệp từ nghỉ ngơi luôn luôn quy luật, hắn lại là biết nàng tối hôm qua mấy điểm đi vào giấc ngủ lúc này đúng là nàng tinh thần thời điểm lại làm sao có thể vây nhưng là hắn là thật sự lại mệt lại mệt nhọc trước kia không có ở cùng một chỗ thượng sẽ không hình thành không muốn xa rời khả phía trước từng cái ôm dịp từ đi vào giấc ngủ ban đêm rất tốt đẹp thế cho nên lần này dịp từ tiếng tổ quay phim hơn nữa bản thân muốn xử lý sự tình bỗng nhiên tăng nhiều lục xuyên liền thập phần hiếm thấy mất ngủ. Giờ phút này trong lòng ôm nữ nhân, thỏa mãn lại kiên định. Chẳng được bao lâu, Lục Xuyên liền thật sự đang ngủ. Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân đều đều tiếng hít thở, Diệp Từ mới dè dặt cẩn trọng lại ngẩng đầu, chậm rãi vương lộ ở bên ngoài thủ, ngón tay nhẹ nhàng ở nam nhân buộc chặt mày chỗ vuốt phẳng vài giây, cuối cùng lo lắng sẽ đem vừa mới đi vào giấc ngủ nam nhân đánh thức, Diệp Từ không tiếng động thở dài, lại chậm rãi bắt tay đặt ở nam nhân thắt lưng chỗ. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, lục xuyên đáy mắt mắt thâm quần rất rõ ràng. Vừa mới ở kịch tổ thấy hắn khi, vừa tới là không dám nhìn quá mức chuyên chú, thứ hai khoảng cách dù sao không có như vậy gần, nàng còn không dám khẳng định. Mà lúc này gần trong gan tất, nàng có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trên mặt lỗ chân lông, lại làm sao có thể nhìn không ra kia hiển nhiên nhân giấc ngủ không đủ tạo thành mỏi mệt lại đi trong ngực của nam nhân đâm trác đỉnh đầu dính sát vào nhau của hắn ngực. Sau giữa trưa ánh mặt trời đều ngoài ý muốn lười nhát, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào ánh sáng cũng lười biến không có gì tinh thần. Diệp từ vốn là không vây, khả nhắm mắt lại mị một lát, cũng ngay tại thiên thời địa lợi nhân hòa mê hoặc hạ, thành công đang ngủ. Chờ nàng lại mở to mắt khi, ánh mặt trời sớm lui tán, phòng nội đen tuyền một mảnh, Diệp từ nhu nhu hai mắt của mình, vốn định linh hoạt xoay người xuống giường, tận lực không đi đánh thức bên cạnh nam nhân. Cũng không ngờ không đợi nàng hành động, chợt nghe đến trên đỉnh đầu vang lên nam nhân vừa tỉnh ngủ khi đặt hữu trầm thấp khàn khàn thanh âm, tỉnh. Diệp từ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem, ở đông nghìn nghiệp hoàn cảnh trung thấy được lục xuyên ánh mắt, nguyên lai này đôi mắt ở ban đêm khi phá lệ sáng ngời. Lục xuyên vỗ vỗ nàng bờ vai. Đi rửa cái mặt, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Diệp Từ sững sờ. Đi ra ngoài. Có phải hay không? Rất nguy hiểm a. À? Lục Xuyên tự nhiên hiểu được của nàng lo lắng. Không thôi chúng ta hai cái. Nghe nói như thế, Diệp Từ cũng là không vội mà tế hỏi, chạy nhanh xuống giường đi rửa mặt thay quần áo, mặc kệ là ai, nhưng đối phương chờ bọn hắn luôn không tốt. Chờ nàng thu thập thỏa đáng cùng Lục Xuyên cùng đi xuất môn khi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau xem bản thân muốn dẫn thượng môn hồ nghi mở miệng. Ngươi vào bằng cách nào? Lục xuyên cười. Ta cùng Lưu Hạ nói Tương Phi rất nhiều không muốn người biết, vừa vặn ta lại biết đến yêu thích. Diệp từ. Gặp sắc quên nghĩa, trọng sắc khinh hữu plastic sao? Nói tốt tỉ muội tình thâm đâu? Hiển nhiên, Lục xuyên phòng tạp là Lưu Hạ chủ động hai tay dân. Diệp từ đính là giường lớn phòng. Lưu Hạ vốn ở tại cách vách, Cả hai người vì cho nhau thuận tiện, thổ hào hạ liền lại quản khách sạn muốn một trương dịp từ cửa phòng tạp. Đợi đến dịp từ nhìn thấy lần này lục xuyên tìm đến tấm một là ai khi, cả người có chút lý giải vô năng. Bùi cảnh trạch còn lại là ngồi ở bản thân trong xe cười đến thập phần hòa ái dễ gần. Ba người một đường mật nước trầm mặt khu xe đến thành phố hát một nhà tiệm cơm. Thành phố hát là cả nước kịch tổ đóng quân nhiều nhất địa phương, thật muốn ở trong này tìm được một nhà cẩu tử hoàn toàn bắt giữ không đến nhà ăn cho tới bây giờ cũng không phải việc khó. Đương nhiên cái loại này tận lực nhường cẩu tử chụp đến tự sao cùng không thèm để ý có phải không phải bị chụp bình thường tụ hội vẫn là hội chụp được đến. Bùi cảnh trạch cùng lục xuyên quen thuộc đi vào nhà ăn, tìm được bọn họ đến tốt ghế lô, dịp từ theo ở phía sau cũng là không đến mức mở to mắt mà như mù. Chờ ba người ngồi xuống, gọi xong đồ ăn sau. Diệp Từ mới chủ động đánh vỡ loại này quỷ dị trầm mặc, "Bùi đại ca, ngươi có biết ta cùng Lục Xuyên quan hệ có phải không phải?" "Bằng không Lục Xuyên không có khả năng tìm hắn đến nha." Cũng không ngờ một câu nói thành công nhường ngồi ở bên cạnh nàng nam nhân đem vừa đến trong miệng trà phun tới, ho khan vài tiếng sau Lục Xuyên mới một mặt không nói gì xem nàng. "Ngươi quản hắn gọi cái gì?" Diệp Từ cũng không biết những lời này nơi nào là lôi điểm. Tuy rằng này nam nhân không để cho mình cùng bùi cảnh trạch đi thân cận quá, khả mỗi ngày ở một cái kịch cổ hỗn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nàng bắt đầu khi cũng là quy cũ, bùi lão sư, bùi lão sư kêu, kết quả không hai ngày liền đem bùi cảnh trạch cấp kêu sợ. Bị đại mãn quán ảnh đế trực tiếp mở miệng yêu cầu không cần gọi hắn lão sư, dịp từ không dám không theo, đành phải giống xưng hô tương phi, lý minh vũ như vậy, trực tiếp gọi hắn bùi đại ca mà bùi cảnh trạch chính là ở lần đầu tiên nghe được nàng này xưng hô khi rõ ràng sửng sốt sau này nhưng cũng không nói cái gì lúc đó chính là hơn nửa tháng sớm đã thành thói quen giờ phút này ngay trước mặt lục xuyên như vậy kêu nàng cũng không cảm thấy thế nào liền tính thật sự không thích hợp cũng về phần văn lên đi bùi đại ca nói không thói quen ta gọi hắn lão sư dịp từ nhẹ giọng mở miệng giải thích lục xuyên nghe vậy quay đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện rất có gặp nguy không loạn chi thế nam nhân. Cho nên ngươi liền thói quen nàng kêu ngươi đại ca. Bùi cảnh trạch cười dơ dơ lên mi, cúi đầu uống một ngụm trà. Lục xuyên cảm thấy đi, bản thân gặp qua không biết xấu hổ nhưng còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, tức thời liền quên bản thân liền tính đem bùi cảnh trạch tìm đảm đương bóng đèn, cũng quyết định chú ý toàn bộ quá trình đưa hắn nhô lên cao khí, thầm nghĩ không ngừng tú ân ái xuất phát tiền, tuy ngôn trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh thường, Lục Xuyên nhẹ giọng thấp rũ sau mới chậm rãi mở miệng. "Còn còn có xấu hổ hay không? Già mà không kính là đi." "Vợ, quản hắn gọi tiểu cửu." "Diệp Từ." "A." À, Lục Xuyên lúc này đã sớm bất chấp bản thân phía trước thề sống chết không nhận thức địch vì thân, cùng chú ý, này đặt sao cùng bản thân lão bà còn kém một cái bối phận còn đi. Phi thường xác định cùng với khẳng định mở miệng, hắn là ta thân cậu ba hắn là ta ông ngoại mẹ nó là ta bà ngoại ta thân mẹ là hắn thân tỷ như giả bao hoáng dịp từ này ba thình lình xảy ra nhận thân làm cho nàng có chút mộng có thể hay không làm cho nàng trước chậm rãi luôn luôn tọa ở bên cạnh nhàn nhã xem diễn bùi tiểu cửu thập phần phối hợp mở miệng ta còn tưởng rằng đời này đều đợi không được ngươi thừa nhận ta là ngươi cậu hôm nay đâu lục xuyên giật giật khóe miệng ngươi là ta cửu là trước sự thật, ta không thừa nhận cũng cải biến không xong. Cho nên vợ ta quản ngươi kêu ca là vĩnh viễn không có khả năng. Bùi cảnh trạch đồng ý gật gật đầu. Thật là ngươi vợ quản ta gọi ca ta cũng không đồng ý a, à, nhưng là... Này dịp từ khi nào thì thành ngươi vợ? Lục xuyên nhưng là không bị hắn những lời này tức giận đến tan mất lý trí, trực tiếp quay đầu nhìn về phía dịp từ. Nói cho hắn biết, ngươi có phải không phải của ta vợ? phản ứng tới được dịp từ giờ phút này chỉ cảm thấy lại bất đắc dĩ vừa buồn cười ngẩng đầu bất kỳ nhiên chàng vào lục xuyên cặp kia tràn ngập chờ mong trong ánh mắt cười cười dịp từ quay đầu nhìn về phía bùi cảnh trạch ngữ khí hơi trịnh trọng mở miệng thật có lỗi ta phía trước không biết ngươi cùng lục xuyên quan hệ ta là hắn chưa quá môn vợ mặc dù tương lai không thể nhạt dạo ta cũng vĩnh viễn không có khả năng quản ngài kêu ca dừng một chút dịp từ lại nói ta về sau vẫn là quản ngài kêu bùi lão sư đi tiểu cửu cái gì cùng đường ca khác nhau vẫn là rất lớn được rồi phía trước nhìn thấy lục huy tuy rằng biết là lục xuyên gia nhân khả thế nào cũng là cái ngang hàng hiện thời rốt cục đã biết thân phận của bùi cảnh trạch dịp từ lại đối mặt hắn khi trừ bỏ đối hắn nguyên bản còn có không hiểu áp lực cũng đi theo hơn một phần gặp tộc trưởng khẩn trương lục xuyên nghe xong dịp từ câu nói đầu tiên trên mặt liền lộ ra vừa lòng cười, khả cuối cùng một câu lại làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Làm sao có thể không thể nhạt dạo? Còn có ngươi đừng sợ hắn, hắn bất kể là ở bùi gia còn là nhà ta, đều không có ta nói chuyện có phần lượng. Diệp Từ nghe vậy trừng mắt lục xuyên, trong ánh mắt mang theo nhợt nhạt chỉ trích cùng không tiếp thu khả. Này bùi cảnh trạch tuổi liền tính lại không giống cái trưởng bối, nhưng đối lục xuyên mà nói cũng là hàng thật giá thật cậu nào có nhìn thấy bản thân trưởng bối còn nói nói không nhẹ không nặng lục xuyên bị vợ trừng mắt nhìn chỉ có thể quay đầu làm bộ uống trà đến giảm bớt xấu hổ hắn còn không sợ bản thân nàng dâu mắng hắn càng không thể có thể sợ nàng mắt hạnh trợn lên trừng thượng liếc mắt một cái nhưng này nếu ở bùi cảnh trạch trước mặt thì phải là thập phần thật mất mặt một sự kiện bùi cảnh trạch nhìn thấy hai người trong lúc đó động tác nhỏ nhưng là khó được hảo tâm tình khẽ cười thành tiếng không sai, vốn đã làm tốt lắm ăn cẩu lương tính toán, lại không nghĩ rằng còn có thể thuận tiện nhìn đến bản thân đại cháu ngoại trai cam chịu. Không mệt. Lục xuyên. Diệp từ còn lại là nghe nói như thế lại là nhất mặt, ý thức được bản thân rơi xuống nhà mình nam nhân mặt mũi. Diệp từ phi thường chân chó chủ động cấp nam nhân ngã một ly nước ấm, thay rớt bên cạnh hắn phổ nhị. Đừng bụng rỗng uống trà, đối bao tử không tốt. Lời này vừa ra, Lục Xuyên cùng Bùi Cảnh Trạch hai người biểu cảm trao đổi, Bùi Cảnh Trạch. Vừa mới dơ lên chén trà chuẩn bị uống xong động tác hơi ngừng lại. Lục Xuyên. Vẫn là tận tình cắn cẩu lương đi. Biết loại này này nọ ta chưa bao giờ ăn. Diệp Từ. Nàng có thể nói, phát hiện này hai nam nhân chỉ cần tiến đến cùng nhau liền đều rất ngây thơ sao. Chính là một câu nói đổi trở về vì sao có một loại thắng toàn thế giới thỏa mãn cảm chính là một câu nói bị đổi trở về lại là vì sao có một loại cuộc đời này không thể lưu luyến thất lạc chính thức giới thiệu qua đi đồ ăn cũng dọn đủ rồi đều là người một nhà ăn cơm cũng không chú ý nhiều như vậy bùi cảnh trạch cùng lục xuyên vẫn là thỉnh thoảng hổ đổi hai câu lục xuyên một bên chiếu cố dịp từ một bên ứng phó hắn tiểu cửu độc miệng cũng hoàn toàn không có áp lực bất tri bất giác chung Diệp Từ ở vừa biết được bùi cảnh trạch cùng lục xuyên chân thật quan hệ khi sinh ra trói buộc cùng áp lực cũng chậm chậm tiêu tán. Ít nhất nàng có thể cảm giác được, bất kể là nhà mình nam nhân vẫn là đối diện ngồi vị này ảnh đế, tiểu cửu, đều ở cực lực cho nàng xây dựng một loại thoải mái tự tại bầu không khí. Chờ ăn không sai biệt lắm, lục xuyên mới không nhanh không chậm mở miệng. Đêm nay ước ngươi đi ra ăn cơm, không chỉ có là vì phòng cẩu tử chụp ảnh, nhìn nhìn một bên cẩn thận vì hai người đổ nước vợ, Lục Xuyên tiếp tục ôm nhu nói. Còn tưởng mang nàng đến nhận thức nhận thức gia môn nhi. Nếu ở kịch tổ bị khinh bỉ, cũng biết nên tìm ai hỗ trợ. Diệp từ nghe vậy, trên tay động tác một chút, mũi mặt danh kỳ diệu liền toan. Này nam nhân! Rõ ràng chính mình sự tình còn sức đầu mẻ tráng, rõ ràng tinh thần trạng thái như vậy kém, vẫn còn đang lo lắng nàng sẽ ở kịch tổ lý chịu ủy khuất nhưng là trước kia lục xuyên loại này cấp bản thân vợ chỗ dựa chuyện là tuyệt sẽ không giả người kia tay a à, chẳng sợ người nọ là hắn thân cậu cũng sẽ không thể làm bộ không có nghe biết nam nhân trong lời nói hàm nghĩa diệp từ mạnh mẽ dơ lên một chút cười ngữ khí thoải mái mà chủ động mở miệng nói ta làm sao có thể bị kinh bỉ ngươi đã quên lúc trước ở kịch tổ thời điểm ta thế nào thu thập này khi dễ của ta nhân lục xuyên chính là cười cười không nói gì. Một tay vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu nàng, nhìn về phía ánh mắt nàng thật nhu hòa, khả nhu hòa trung lại mang theo một tia rõ ràng quyến luyến cùng an tâm. Diệp từ trong lúc nhất thời không có thể hội ra toàn bộ. Đối diện nam nhân thở dài, chung quy là của chính mình thân cháu ngoại trai, bùi cảnh trạch thật đúng nhìn không được hắn bộ này bộ dáng, có điểm giống sắp lao tới chiến trường giao đại hậu sự khi cảm giác. Được a, à, bao nhiêu sự đem ngươi làm thành này tính tình bùi cảnh trạch cao mày không kiên nhẫn mở miệng dịp từ hội bị khinh bỉ nếu thật sự có khả năng hắn đương nhiên sẽ không không giúp khả bùi cảnh trạch không cảm thấy lục xuyên lần này nhìn trúng nữ nhân thực sự bề ngoài như vậy nhu nhược ngoài mềm trong cứng thả nội tâm ninh chiết không loan người như thế đa số đều cực kỳ có thể chịu khổ nhận thức chuẩn sự tình chính là thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền cũng sẽ không tiếc lục xuyên nghe được bùi cảnh trạch câu này chế ngạo ngoài ý muốn không có phản bác ba người cơm nước xong trở lại khách sạn lục xuyên nhường dịp từ trước lên rồi hắn cùng bùi cảnh trạch còn hẹn lý thụ chờ dịp từ rời đi sau bùi cảnh trạch mới tựa vào chủ điều khiển thượng liếc mắt nhìn xem nhà mình cháu ngoại trai lần này xem chuẩn lục xuyên không có bất kỳ do dự trả lời xem chuẩn không chạy bùi cảnh trạch nhưng là đối này đáp án không có gì ngoài ý muốn hắn trong khoảng thời gian này cùng dịp từ ở chung xuống dưới biết nha đầu kia tốt lắm sẽ bị bản thân cháu ngoại trai nhận thức chuẩn không buông tay một chút đều không ngoài ý muốn nhưng là ngươi không dám công khai bùi cảnh trạch phi thường khẳng định mở miệng lục xuyên hai mắt phi hạp không có mở miệng bùi cảnh trạch chịu không nổi hắn như vậy khổ đại cừu thâm trầm trọng dạng người trẻ tuổi không là hẳn là có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn sao làm gì một đám đều đi thành thục ổn trọng lộ tuyến cùng bọn họ này đàng thực thành thục mị lực nam nhân thưởng bát cơm này không là lấy trứng đánh thạch lại là cái gì khả không đợi hắn bắt đầu giáo dục lục xuyên liền bản thân chậm rãi mở miệng tiến hành rồi khắc sâu tự mình giải phẫu ta không dám công khai là vì ta rất rõ ràng bản thân trước mắt định vị thần tượng phái toàn dân nam thần mặc dù lúc trước cầm cái ảnh đế, cũng không có bao nhiêu người hội thật sự như vậy đối ta chuyển biến cái nhìn. Đầu tư thương nhìn chúng ta, đầu tiên nhìn chúng là ta sau lưng phan trụ cột, tiếp theo mới là của ta kỹ thuật diễn. Lục xuyên hít sâu một hơi, thẳng lấy ra một điếu thuốc châm, bùi cảnh trạch nhíu nhíu mày, cuối cùng nhìn xuống không có theo bản năng đem của hắn yên kháp diệt. Bị bản thân cháu ngoại trai mang vào nào đó không hiểu cảm xúc bên trong, hắn cũng trực tiếp lấy ra điếu thuốc, hai người nuốt vân phung sương cũng so với hắn một người hấp nhị thủ yên tới cường. Bởi vì ta một đường đi tới, dựa vào là là phan, cho nên ta mới muốn càng băng khoăn các nàng cảm thụ. Ta biết liền tính hiện tại công khai, phan cũng liền có thể có thể ngay từ đầu cự tuyệt tương đối kịch liệt, về sau kỳ thực cũng liền không xong. Đã có thể tính như vậy, ta cũng không dám. Ta không dám để cho nàng lại gặp phải một lần như vậy bạo lực chửi rủa vạn nhân sở chỉ, không dám nghĩ tượng bao nhiêu mặt danh kỳ diệu khả năng ngay cả ta phan cũng không phải, thậm chí ngay cả ta là ai đều không biết nhân toát ra đến chạy đến của nàng ủy bộ hạ điên, lại không dám tưởng chuyện này hội đối nàng đang ở khởi bước sự nghiệp tạo thành cái dạng gì đã kích. Lục xuyên gần từng tiếng nói được rất chậm, cảm xúc cũng thật bình tĩnh, hiển nhiên này đó đều là trải qua hắn thâm tư thuộc lự mà không là nhất thời toát ra đến cảm khái. Bùi cảnh trạch nghe vậy lặng im sau một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Cho nên ngươi căn bản là không lo lắng quá chuyện này đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Lục Xuyên cười cười. Ta có thể có ảnh hưởng gì? Phan Sói mòn. Ta sớm muộn gì có lão một ngày, không có khả năng vĩnh viễn sống ở các nàng y y lý. Bởi vì ta yêu đương đã nói không phấn, ta cảm thấy này không có gì, này nhóm người muốn ta vốn cũng không cho được, công khai tình cảm lưu luyến ngược lại có trợ giúp giúp các nàng nhận rõ hiện thực nhân khí trượt, không có trình diễn. Ta xuất đạo vốn liền sớm, gặp qua cũng coi như không ít. Không có trình diễn với ta mà nói là không tồn tại, mà có thể hay không diễn hảo lại cùng nhân khí không có bất kỳ quan hệ. Cho nên, ta không có gì ảnh hưởng. Bùi cảnh trạch thở dài, trầm giọng nói. Ngươi này luyến ái đàm cũng đủ nghẹn khuất. Ta ngược lại thật ra tình nguyện ngươi như vậy, không có việc gì lại hỗn vài năm lục xuyên thiên phú so với hắn hảo, hắn cho tới bây giờ cũng không buộc cháu ngoại trai đi làm cái gì lựa chọn. Đại khái là hồi nhỏ khi dễ hắn khi dễ ngoan, bùi cảnh trạch sau này trong tiềm thức kỳ thực đối lục xuyên còn rất có chịu tội cảm, liền tình nguyện hắn tận tình hưởng thụ tuổi trẻ khi tốt đẹp. Mà lục xuyên tuy rằng vô luận thiên phú vẫn là ngoại tại điều kiện mà nói đều có thể có thể nói hoàng mỹ, nhưng cũng phạm sở hữu thiên tài đều yêu phạm tật xấu, đại khái bởi vì làm cái gì đều thật dễ dàng, cho nên đối với chuyện gì đều đề không dậy nổi cái gì hứng thú. Liền ngay cả người khác muốn vào đầu bức tai khổ lưng một tháng lời kịch, đối với Lục Xuyên mà nói cũng bất quá là hai tới ba ngày chuyện. Cho nên ngoại giới truyền hắn phiến tràng cũng không quên từ là thật, dưới đài công khóa làm được khắc khổ lại giả không thể lại giả. Muốn nói Lục Xuyên đến bây giờ mới thôi tối khắc khổ thời điểm, đại khái chính là hợp tác với lý thụ kia đoạn thời gian. Khi đạo diễn trong ánh mắt nhu không được hạt cát, đang nhìn ra lục xuyên rõ ràng là 120 phân chất liệu chết sống liền tẩn 100 phân lực về sau liền thập phần biến thái buộc hắn đạt tới 140 phân. Khả cho dù là như vậy, thành công đạt tới 140 phân lục xuyên dễ dàng lấy đến kim mã ảnh đế, nháy mắt lại khôi phục không có gì theo đuổi trạng thái. Lý thụ đối hắn lớn như vậy oán khí, hơn phân nữa là cảm thấy hắn thật sự dậm chân giận dữ, phẫn nộ. Lục xuyên nghe được bùi cảnh trạch lời nói, bình tĩnh lắc lắc đầu. Lại nghẹn khuất cũng đáng A, à, tiểu cửu, ta không tính toán tiếp tục lăn lộn, ta tính toán chuyển hình. Bùi cảnh trạch lần này lộ ra kinh ngạc biểu cảm, này vẫn là biết chuyện sau lục xuyên, lần đầu tiên quản hắn gọi tiểu cửu A. À. Chương 72 72 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lục xuyên một câu, ta tính toán chuyển hình, quyết định bùi cảnh trạch, lý thụ cùng hắn trong lúc đó nói chuyện ý nghĩa chính lý thụ buổi tối chụp hoàn diễn kết thúc công việc vốn là tính toán chạy nhanh về khách sạn hảo hảo ngủ bù đi trở về trên đường trong lòng còn mắng bản thân làm sao lại nhập nghề cái đạo diễn mỗi ngày đem chính mình mệt mỏi ngay cả cậu cũng không như kết quả nhân còn chưa đi đến cửa thang máy đã bị không biết từ nơi nào toát ra đến bùi cảnh trạch cùng lục xuyên tử kéo cứng rắn túm đưa thượng bùi cảnh trạch đại lý sật bị bắt ngồi xuống ô tô xếp sau lý đạo diễn nội tâm thật sụp đổ chỉ có thể cứng rắn chống tinh thần, dùng can thủ xoa nhẹ đem mặt. Ta nói, hai ngươi có phải không phải có bệnh? Giảng đạo lý ta có thể cáo các ngươi bắt cóc có biết hay không? Lý thụ ngậm yên, hữu khí vô lực mở miệng. Bùi cảnh trạch chuyên tâm lái xe, chính là cười cười, không có hồi phục. Lục xuyên lười nhát ngồi ở phó điều khiển thượng, dáng ngồi không tính là cỡ nào tao nhã, nghe được lý thụ lời nói nhàn nhạt mở miệng ta gần nhất có chút trung niên nguy cơ, cần tìm ngươi đến nói chuyện nhân sinh. Lý thụ đánh ngáp, thập phần không nể mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mau còn chưa có dài tề đâu theo ta có cái gì nhân sinh hảo đàm. Đừng làm bẩn, trung niên nguy cơ, này bốn chữ được rồi. Lục xuyên vỗ nhẹ nhẹ chụp bản thân càng cứng ngắc cổ, có chút không hiểu mở miệng hỏi. Lão lý đầu, ngươi có phải không phải đối công tác của ngươi sinh ra chán ghét? Lý thụ trừng mắt, tạo điểm nhiều lắm hắn trong lúc nhất thời không biết nên phun người nào. Nếu không chán ghét, có tất yếu mỗi ngày cân tức lớn như vậy sao? Lục Xuyên thật là sợ hắn này nói chuyện ăn thương dược sức mạnh, hắn trước kia có đôi khi cũng sẽ có đôi khi cách nói liền đổi nhân, mà lúc này trong đầu chứa sự, lại nghe được người khác như vậy cùng túng khóc huyễn nói phương thức, luôn cảm thấy bản thân trước kia vẫn là rất tuổi trẻ, không đủ thành thục bình tĩnh. Khả lý thụ mấy tuổi cùng lịch duyệt đều so với hắn nhiều đi thế nào nhân mau bán trăm còn cùng cái mau đầu tiểu tử giống nhau một điểm liền. Lục xuyên rất khó hiểu, chỉ có thể phỏng đoán hắn kỳ thực đối bản thân công tác thật không vừa lòng. Lý thụ. Chớp chớp mắt, đem trong miệng yên học ra một cái lãng lý lãng vòng khói nhi, lý đạo mở miệng thành bẩn, đi ngươi đại gia, biến đổi pháp nhi mắng ta nói chuyện khó nghe đâu là đi. Lục xuyên phi thường thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu. Còn rất có tự mình hiểu lấy. Lý Thụ cao mày đem đầu mẫu thuốc lá kháp diệt, quăng vào bên trong xe trong gạt tàn. ngẩng đầu không lại cùng lục xuyên tranh cãi. Nếu mời ta ăn cơm lời nói, phiền toái này phố tận cùng quẹo phải, sau đó luôn luôn nhìn đến thị chính phủ mặt sau cái kia thiêu nướng phố, cuối cùng một cái quầy hàng dừng xe. Nói xong lý đạo diễn liền trực tiếp tận lực hoành nằm ở nghỉ mà sợ trên chỗ ngồi trước, nhắm mắt lại hiếp. Đối công tác chán ghét. Chẳng phải khả nếu ai vì một phần công tác hắc bạch điên đảo không nói mỗi ngày chỉ có thể mị cái ba bốn cái giờ còn muốn cảm thiên tạ kia phỏng chừng liền tính đối công tác lại thế nào nhiệt tình yêu thương cũng sẽ có mệt đến tưởng bãi công thời điểm lý thụ bây giờ còn không tới tưởng bãi công trình độ hắn chính là muốn đi ngủ lục xuyên thấy thế nhưng là không nói lời gì nữa hắn trước kia chỉ thấy quá lý thụ bộ dạng này phàm là còn có một chút tinh thần thời điểm có thể đuổi theo ngươi giáo dục cho ngươi hoài nghi nhân sinh mà này nam nhân một khi không quan tâm ngươi, thậm chí là bị trào cũng không mở miệng hồi đổi, kia đã nói lên lý thụ đem bản thân cuối cùng một tia năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Bình thường lúc này, lý đạo diễn chỉ cần có thể ngủ đến 30 phút đã ngoài, có thể cam đoan lại tỉnh lại khi lại là một cái bạo long. Bùi cảnh trạch dựa theo yêu cầu của hắn, đem xe chạy đến thiêu nướng điếm cửa. Tìm địa phương ngừng xe, hắn cùng lục xuyên ai cũng không đi gọi sau khi tỉnh lại mặt ngủ say sưa nam nhân, một trước một sau vào thiêu nướng điếm. Bọn họ hai cái vừa ăn cơm xong không bao lâu, lúc này tự nhiên là không đói bụng. Khả chờ vô ích cũng thật sự là giới không cần không muốn, lục xuyên liền cấp bản thân điểm bàn nước muối đậu tương phóng ở một bên làm bài trí, lại dựa theo lý thụ trước kia khẩu vị cho hắn điểm mấy thứ thiêu nướng, cộng thêm một tá bia bùi cảnh trạch cùng lục xuyên hai cái đều được cho là hàm chứa vững chắc thì sinh ra thiếu gia mệnh hồi nhỏ cũng đều là thị quán ven đường vì côn dịch bàn tránh không kịp không có biện pháp khi đó tin tức cực kỳ không đối xứng bọn họ đều là ở đại mọi người tận tâm chỉ bảo hạ lớn lên bị cáo giới nhiều lắm thứ khả sau này hai người đi theo kịch cổ quay phim có đôi khi đừng nói quán ven đường có bữa cơm ăn đều phải mang trong lòng cảm ơn chi tâm từ đây quyết đoán nhảy vào quán ven đường hố sâu trung nơi chừng hãm sâu vô pháp tự kềm chế đến bây giờ hai người đều cũng được cho là trong đó hảo thủ nướng xuyến thêm bia phối trí hảo vô vi cùng cảm cực tiếp đất khí nhi ít nhất lý thụ đi vào trong ghế lô khi liếc mắt một cái liền thấy hai cái nhẹ nhàng công tử nhân thiết nam nhân đang ở thuần thục đối bình thổi yên ngủ đủ nửa giờ liền tự nhiên tỉnh là lý thụ hàng năm ở ngoài đã thành thói quen chỉ cần không phải giường nửa giờ quả thực giống như ma chú bàn ngoan cố. Trên bàn làm ra vẻ các thức nướng xuyến, bồi cảnh trạch hai người nhưng là một ngụm chưa động, chỉ có một mâm nước muối đậu tương cùng hoa sinh bị ăn tiểu một nửa. Lý thụ nhíu mày. Hai người đây là đang đợi ta. Lục xuyên đưa tay cầm cái hoa sinh quăng tiếng miệng, thuần thục phun ra xác, ăn hai khẩu hạ đổ. Không là, chúng ta ăn xong rồi. Lý thụ không lại quan tâm hai cái trầm mặt uống rượu nam nhân Lý Thụ sau khi ngồi xuống mồm to khai ăn xem bộ này thế đêm nay thượng liền tính không cần cầm đút soi đêm nói tới Bình Minh cũng sẽ không thể quá sớm thả hắn đi Lý Đạo cảm thấy mệt cái gì không thể mệt bản thân bụng trước khi no nó lại nói Bùi Cảnh Trạch cùng Lục Xuyên cũng không cấp hai người im lặng uống uống tiểu rượu toàn làm thả lỏng chờ Lý Thụ ăn xong xoa xoa miệng xuất ra một điếu thuốc châm sau mới chậm rì rì mở miệng. Nói đi, như thế nào? Chồng chút tế gà, kê nếu cảm thấy chồng hoàng lương, kia tuyệt đối là cái ngốc kê. Lục xuyên đổ không đến mức không có hảo tâm, khả lý thụ cũng sẽ không thể ngốc có thể vì hắn là thật đến cùng bản thân ôn chuyện, hai người bọn họ, cũ, cũng không gì hảo tự. Lục xuyên đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn thật lòng. Ta muốn chuyển hình. Lý thụ một ngụm yên sặc ở cổ họng nhi thượng, nghẹn ra vài giọt nước mắt. Không là, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm gì ngoạn ý. Lục xuyên không để ý lý thụ một trương, ngươi cũng không nên đậu ta, mộng bức mặt, mày cũng chưa nhăn một chút lặp lại một lần vừa nói qua lời nói. Lý thụ nghe vậy sợ sệt vài giây, quay đầu nhìn về phía một bên bùi cảnh trạch, ý đồ theo trên mặt của hắn nhìn đến giống như tự mình kinh ngạc. Đáng tiếc, bùi ảnh đế bình tĩnh một thất, chính ở hết sức chuyên chú bác đầu tương, phản phất hắn cháu ngoại trai vừa vừa nói một câu hiện tại khí không sai, tính chất lời nói giống nhau. Không có thể theo bùi cảnh trạch nơi đó được đến nửa điểm an ủi, lý thụ chỉ có thể lại nhìn về phía ngồi ở đối diện lục xuyên. Ngươi không đến mức đi. Lừa đảo bán không ra liền như vậy chịu đã kích. Trong khoảng thời gian ngắn lý đạo cũng cũng chỉ có thể nghĩ vậy sau một cái điểm. Lục xuyên người này hắn không cần rất hiểu biết một cái mỗi ngày lấy hỗn ăn chờ chết tâm tính còn có thể hỗn vui vẻ thủy khởi thằng nhóc ngươi còn trông cậy vào hắn có thể chủ động yêu cầu tiến bộ lý thụ cảm thấy vừa mới ăn vào trong bụng nướng xuyến bỗng nhiên có chút tiêu hóa bất lương lục xuyên sở đáp phi sở vấn nhấc lên mi mắt nhìn nhìn lý thụ ngươi không là luôn luôn hy vọng ta chớ đi thần tượng lộ tuyến sao lý thụ gãi gãi đầu có chút không nói gì nói khả ngươi này vô duyên vô cớ nói muốn chuyển hình cho ta cảm giác giống như là nhân sinh đột phùng trọng biến cố lớn làm cho ngươi cho tới nay lại lấy sinh tồn thoải mái khu sụp đổ bất đắc dĩ chạy đến đổi cái cách sống giống nhau cho nên nói làm đạo diễn không vài cái thần kinh không mẫn cảm hơn nữa có đôi khi thật dễ dàng căn cứ người khác một câu nói thiên mã hành không biên ra một bộ không thể tưởng tượng lại phản thôi thật hợp lý luận chứng bùi cảnh trạch rốt cục có chút nghe không nổi nữa nói nửa ngày còn chưa nói đến chính đề thượng không chút để ý nhẹ giọng mở miệng nói trọng điểm lý thụ vừa nghe liền hiểu bùi cảnh trạch sợ là trước tiên đã biết mổ ta kịch tình tuyến tức thời liền đem hỏi ánh mắt ném lục xuyên lục xuyên rất phối hợp nghĩ nghĩ liền mở miệng nói ta tính toán đem tâm tư toàn bộ dùng ở quay phim thượng dần dần đạm ra trang giải trí đầu đề nếu người khác nói lời này Lý Thụ thật sự sẽ tưởng cấp đối phương một cái bạo đầu, giải trí đầu đề là ngươi tưởng thượng có thể thượng. Còn đạm ra, đây là nhiều lắm không có tự mình hiểu lấy. Khả Lục Xuyên không là người khác. Là một cái nhiều năm ngồi chắc mổ tìm tòi động cơ tìm tòi lũy thừa thứ nhất, quầy bộ phan quá trăm triệu, toàn dân nam thần. Lý thụ giờ phút này chỉ có thể đưa ra một cái càng phù hợp thực tế vấn đề, kia hót sớt là ngươi nói có thể đạm ra liền đạm ra A. Lục xuyên gật gật đầu, thật nghiêm cẩn nói tiếp bắt đầu thời điểm khả năng tương đối khó khăn nhiều nhất một năm ta liền sẽ không giống hiện tại như vậy làm người ta ghé mắt lý thụ cao mày theo dõi hắn nhìn sau một lúc lâu sau đó mới có chút không hiểu mở miệng đem tâm tư toàn bộ dùng ở quay phim thượng cùng ngươi đạm ra trang giải trí đầu đề có cái gì nhân quả liên hệ sao dưới cái nhìn của hắn hai kiện sự ngược lại không phải là phải muốn có ngươi không ta không thể tướng dung quan hệ Lý thụ phía trước sẽ rõ hướng ám phúng phê bình lục xuyên hấp phấn năng lực, theo căn thượng giảng còn là vì này nam nhân không toàn lực ứng phó đi sáng tác tác phẩm thôi. Lục xuyên lại hạp cái hoa sinh, thập phần đương nhiên trả lời. Của ta học sức thể chất, nhưng người xem hội xem nhẹ của ta kỹ thuật diễn. Lý thụ lần này không nể mặt hừ nhẹ nói. Vô nghĩa đâu. Có thể bị xem nhẹ liền chưa bao giờ có thể xưng là kỹ thuật diễn. Ta là ảnh đế, cũng là ngươi phủng xuất ra. Lục xuyên nhàn nhạt nói ra sự thật, thành công nhường lý thụ cam chịu. Làm một cái chân chính trên ý nghĩa đem lục xuyên theo diễn nghệ vòng phủng hồng đạo diễn, lý thụ tự nhiên biết thực lực của hắn, nhưng này nhân chính là kỳ quái như thế. Hắn ở lục xuyên trên người thấy được 200% khả năng, kết quả liền tính hắn phát huy xuất ra 100% bác, lý thụ vẫn là cảm thấy không đủ, rất nghĩ muốn hắn cấp ra càng nhiều hơn này nọ. Lý Thủ biết Lục Xuyên cho tới bây giờ chính là có kỹ thuật diễn, đã có thể ngay cả chính hắn suy nghĩ đến Lục Xuyên khi, phản ứng đầu tiên cũng không phải này diễn viên kỹ thuật diễn rất tốt, mà là này minh tinh cuộc sống thực phong phú. Ai bảo hắn đặt sao mỗi ngày ở Weibo thượng nét mực hắn về điểm này kê ra tỏi mau cuộc sống thông thường tới. Trầm mặt hút điếu thuốc, Lý Thụ trên mặt rốt cục xuất hiện cả đêm thượng cái thứ nhất có thể xưng là nghiêm túc đứng đắn biểu cảm ngươi, hiệp thiếu, kịch bản tuyển không tốt. Lục Xuyên thản nhiên gật đầu thừa nhận, không có nửa phần ấy nấy. Ta lúc đó hạt chọn. Thành công đổi lấy lý đạo một cái xem thường, lý thụ uống một ngụm bia, cấp bản thân sắp đến càng thao thao bất tuyệt làm đủ khởi thế động tác, ta nói tuyển không tốt, không phải nói kịch bản không tốt, cũng không phải của ngươi nhân vật không tốt, mà là từ ngươi tới diễn liền sẽ không hảo. Trên người ngươi căn bản không có tay bắt hiệp khách hào khí, liền tính ngươi diễn xuất mười thành rất giống, khoác lên ngươi khuôn mặt này thượng nó cũng là vi cùng. Một cái không cẩn thận chính là hiệp khí nửa điểm không hiện, vô lại lại mười phần báo ngậy. trước điếu thuốc, Lý Thụ tiếp tục nói. Một cái diễn viên lớn nhất bản sự chính là biết bản thân có cái gì loại hình nhân vật là chạm vào đều không thể đụng vào, cái đó và kỹ thuật diễn bán mau tiền quan hệ đều không có, hoàn toàn là gen quyết định gì đó, không thích hợp chính là không thích hợp không có gì hay để nói đây là ngươi lần này ở tuyển giác thượng rất lớn nét bút hỏng trừ bỏ vấn đề này hiện tại trên thị trường võ hiệp đề tài phim truyền hình vốn sẽ không ăn hương bất luận bao nhiêu đội hình nhiều bưu hãn chế tác chỉ cần cùng võ hiệp nhất lên biên liền nửa điểm tiện nghi đều chiếm không đến cho dù là ta cũng không dám dễ dàng đi chạm vào này nhất loại hình phim truyền hình bản điện ảnh chúng ta đang nói kinh thở dài một hơi sau lý thụ mới vì bản thân làm tổng kết trần từ cho nên nói hiệp thiếu nếu phát phố cũng không toàn là phủ định của ngươi kỹ thuật diễn ngươi cũng không cần quá mức để ý lý thụ ôn nhu chính là một lòng một dạ dựa theo bản thân lý giải đi an ủi ở bản thân lý giải trung nhận đến bị thương nặng trẻ tuổi nhân ít nhất ở hắn hiện tại xem ra lục xuyên này đột nhiên họa phong đột biến muốn bắt đầu lãng tử hồi đầu tuyệt đối cùng lần này hiệp thiếu vấp phải trắc trở thoát không xong can hệ. Lục Xuyên làm diễn viên tưởng hết sức chuyên chú tĩnh tâm sáng tạo, Lý Thụ đương nhiên cử hai tay hai chân đồng ý, không có chuyện gì so xem một cái khăn khăn một mực đi nhầm vào lạc lối đầy hứa hẹn thanh niên mai kia sau khi thức tỉnh đại triệt hiểu ra, thay hình đổi dạng đi lên kỹ thuật diễn cao nhất càng có thể nhường một cái chân chính ái tài đạo diễn cảm thấy vui mừng. Khả Lục Xuyên làm ra loại quyết định như vậy, kết quả tuy rằng là hắn vui khi việc thành. Đã có thể vì một cái, hiệp thiếu, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lý đạo vẫn là cảm thấy bản thân có tất yếu sửa chữa người trẻ tuổi sai lầm quan điểm. Lục xuyên toàn bộ quá trình luôn luôn không có biểu cảm gì, nghe xong lý thụ chỉnh đoạn lên tiếng, qua vài giây hắn mới lặng lặng mở miệng. Lý đạo, ta liền là cảm thấy bản thân lập tức liền muốn 30, còn không lập đâu, có chút sốt ruột. Lý thụ, cắn cắn quai hàm, vài lần phun ra nuốt vào nạp khí sau, tùy tay nắm lên trên bàn một phen hoa sinh sát ném hướng lục xuyên, ngươi đặt sao vừa mới đến 26. Cách 30 còn kém 4 năm, ngươi đây là ngại bản thân bộ dạng không đủ sốt ruột vẫn là động. Hắn 26 tuổi thời điểm còn cả ngày chỉ biết phao đi tán gái trang văn thanh đâu được rồi. Dựa vào cái gì bị lục xuyên vừa nói như thế, của hắn 26 tuổi về sau trải qua khiến cho nhân cảm thấy là hư độ quan âm. Lục xuyên tay mắt lanh lẹ tránh thoát lý thụ hoa sinh công kích, một bên luôn luôn không mở miệng, một bên soát di động, một bên dùng bán chỉ lỗ tai nghe bọn hắn thổi thủy bùi cảnh trạch buông chính mình di động, nhẹ bỗng quan ra một câu nói, nha đầu kia lực ảnh hưởng còn rất kinh người, tự nhiên có thể đem ngươi cải tạo như vậy triệt để. Ít nhất hắn trước kia chưa thấy qua nhà mình cháu ngoại trai đối sự tình gì hoặc nhân từng có như vậy chấp nhất sức mạnh. Lục xuyên nghe vậy dây hồi. Không là nàng cải biến ta, là ta đối với nàng cảm tình thúc đẩy ta tiến bộ rõ ràng mà dẫn dắt thối không cần khoe ra thả tản ra tình yêu cùng nhiệt kỳ toan thối vị, không khoa trương nói, bùi ảnh đế suýt nữa bị lục xuyên những lời này lôi lý tiêu ngoại nộn cộng thêm hoạn thượng khủng yêu di chứng. Xem bản thân tiểu cậu trên mặt lộ vẻ không dễ phát hiện ăn tường biểu cảm, lục xuyên mặt không đổi sắc tiếp tục bổ sung một câu bình thường bị cho rằng là tán gẫu trung kéo thù hận một câu nói, ngươi không hiểu. Bùi cảnh trạch cười cười một tiếng, không có mở miệng. Lý Thụ nghe xong nửa ngày như trước Vân Sơn sương vòng, mộng bức đặt câu hỏi. Không là, vài cái ý tứ A, nha đầu kia là cái nào nha đầu? Còn có xuyên tử ngươi đây là cây vạn tuế ra hoa. Lục xuyên ghét bỏ mở miệng. Đừng tú của ngươi văn học hạng cuối được rồi. Bùi cảnh trạch cũng là tâm tình tốt lắm chủ động vì lý thụ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chính là kịch tổ lý cả ngày ngồi ngươi bên cạnh lẻn cái kia tiểu nha đầu. Lý thụ chớp mắt, Vỗ vỗ ánh sáng óc Dịp từ A, ta luôn luôn cho rằng nàng chính là lục xuyên đần độn phấn A, hai người phía trước không là còn tại tổ lý từng có tin đồn đâu sao. Không là ta nói, hai người đều ngoạn nặng như vậy khẩu sao. Cậu cháu ngoại trai cùng tiếng lên A. Bùi cảnh trạch gật gật đầu. Chính là nàng, bất quá hiện tại không chỉ là kịch tổ lý. Ngay tại vừa mới, ta ở quay bộ họp xuất lý thấy được chúng ta hai cái tên biểu cảm thập phần vân đạm phong kinh, như là không biết những lời này có bao nhiêu sao mãnh liệt uy lực giống nhau. Lục xuyên hít sâu một hơi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ta cảm thấy ngươi có tất yếu lấy phi thường trịnh trọng thái độ cùng ta giải thích một chút cũng xin lỗi. Đường ca cùng tiểu cửu ào ào lôi kéo hắn lão bà thượng hót xớt, liền hỏi ngươi hỏa không hỏa. Chương 73 73 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lục Xuyên muốn bùi cảnh trạch một lời giải thích cùng xin lỗi, đáng tiếc hắn tiểu cửu không là hắn đường ca, ngay cả quan tâm hắn đều lười, chính là cho hắn một cái lành lạnh ánh mắt. Lục Xuyên còn lại là lấy ra điện thoại di động, mở ra ôi bộ, đại khái xem một lần sau mới chậm rãi đem di động buông. Lại ngẩng đầu khi có chút không hiểu, vì sao ngươi chính là vỗ vỗ nàng bờ vai có thể làm cho người ta nhìn ra phấn hồng cùng ái muội? buổi chiều bùi cảnh trạch cùng Diệp Từ ở phiến tràng khi hổ động bị người chụp đến truyền thượng võng. Diệp Từ, 17 tuổi năm ấy không hữu tuyết, vừa mới đại kết cục, bất kể là kịch mê vẫn là phan thật chú ý của nàng mới nhất động thái. Khả càng là chú ý, lại càng phát hiện gần đây Diệp Từ. Có chút điệu thấp đáng sợ, giống như nhiều nhất thời điểm chính là xuất hiện tại trong phim truyền hình cùng đại gia đối kịch tình thảo luận thiếp lý liền ngay cả phát sóng tiền tuyên truyền thông cảo cũng theo kịch tình đẩy tiếng dần dần mai danh ẩn tích. Khác có lẽ còn không có gì, khả chỉ cần hơi chút quen thuộc một ít lộ số nhân đều biết đến, 17 tuổi, đại kết cục hơn nữa có lục xuyên khách mời, vốn là đáng giá dịp từ đoàn đội hảo hảo lợi dụng một phen đại sao đặc sao thời cơ tốt nhất, vẫn còn là cái gì thông cảo đều không có xuất ra. Nhưng là chính phú phấn cùng tới lui nhóm trong lúc đó ma sát kiếm chừng lưu lượng cùng đề tài sự ra khác thường tất có yêu dịp từ phan cùng giải trí phóng viên không phải là không có nhiều mặt tìm hiểu tin tức cuối cùng vẫn là mao đều không có hỏi thăm xuất ra kết quả hôm nay trong lúc vô ý bị chụp đến một trương ảnh đế bùi cảnh trạch lộ thấu chiếu nhưng cũng gián tiếp đem dịp tiểu hoa tung tích bại lộ xuất ra nguyên lai like dịp từ đã ở tư mệnh kịch tổ lý nhưng lại là ngồi ở đạo diễn lý thụ một bên tiểu bàn ghế thượng tối trọng yếu nhất là giống như bùi ảnh đế cùng của nàng quan hệ tốt lắm bộ dáng A, ảnh đế trong ánh mắt sủng nịch cảm giác là cái gì quỷ A. Ăn qua quần chúng nhóm các loại thảo luận, giải trí phóng viên vội vàng tìm hiểu dịp từ ở, tư mệnh, trung sức diễn nhân vật. Về phần phan, giống như đã ở cùng điên ăn qua quần chúng tiến hành, thế kỷ đại đoán rằng, lão bùi ở trong vòng luẩn quẩn lăn lộn nhiều lắm năm, hiện thời đã sớm là công thành danh toại ảnh đế đại mãn quán chủ duy nhất thừa lại nhất kiện làm cho hắn gia phan nhớ mãi không quên, đến nay nhưng không có nửa điểm vọng lại còn có bùi ảnh đế chung thân đại sự vấn đề. Cùng tiểu thịt tư nhóm cùng nhiệt phấn bất đồng, bùi cảnh trạch phan nhóm phần lớn là thật ở mẹ phấn, mặc kệ là thân mẹ vẫn là mẹ kế, chính nói nói ngược nói lên như vậy một vòng cũng chính là đồng nhất cái ý tứ, lão bùi tuổi không nhỏ, đừng chọn, cả ngày cùng miêu đùa nam nhân xem một năm cảm thấy hắn rất đáng yêu tâm, coi trọng 10 năm thế nào yêu cũng sẽ cảm thấy này nam nhân thật cô độc được rồi. Bùi cảnh trạch phan nhóm mấy năm như một ngày vội vàng cho hắn tìm đối tượng, hiện thời thật vất vả xuất hiện một lần lão bùi cùng muội tử đồng khuôn, bùi cảnh trạch phan nhóm thái độ thật chỉnh tề, trước bất chấp tất cả bắt lại nói. Lại sau khi nghe ngóng, nghe nói dịp từ chính là phía trước bị lục xuyên phan điên cùng đích cự tuyệt kéo lan xứng cái kia hoa nhỏ, tức thời liền cao hứng hận không thể bay lên, xuyên gia phan nhóm không cần, Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nha. Hai tay phủng ra bùi ảnh đế nhậm ngươi tùy tiện kéo được không? Nhậm quân ngắt lấy nha. Nhà trai Phan rất khùng cuồng. Nhà gái, người nhà, ngược lại tương đối về dặt thả yên tĩnh rất nhiều. Không có biện pháp các nàng sợ A, vừa mới xuyên thần Phan giáo dục quá, nữ hài tử muốn học hội tự lực cánh sinh, không cần cả ngày nghỉ ôm đùi, cái gì? Bùi ảnh đế đùi, ông vẫn là không ôm. Đó là một vấn đề. Mà nếu muốn nói, ai là nhìn đến bùi cảnh trạch cùng dịp từ đồng khuôn sau tối trác tâm, phi châm cứu tổ chức, không thể nghi ngờ. C Đại học Tê Quân vừa mới tập hợp lại dựng thẳng lên đại kỳ nghĩ rằng nếu thời điểm đại can một hồi hướng toàn thế giới phản đối với các nàng nhân bày ra hạ, đoàn uy. Kết quả đã bị một cái hàng không hót sớt chụp ảnh đồ dập tắt nội tâm chính thiêu đốt tiểu ngọn lửa. Cho nên nói, luận chính phú phấn đánh lâu dài chuyện này, mấu chốt còn phải xem nhà trai phan có thể hay không cấp lực có phải không phải. Trên mạng ồn ào huyên náo, lại ít có không hài hòa thanh âm toát ra. Bàn phím hiệp liền tính tưởng kỳ, cũng muốn có nhậm này làm bậy thổ nhưỡng, không có một có thể danh chính ngôn thuận tiến hành thảo phạt hữu lực tổ chức làm dựa vào, hắc phấn nhóm hành động sẽ trở nên làm nhiều công ích. Lục xuyên rất khó hiểu, dựa vào cái gì vợ hắn mỗi khi cùng nam nhân khác thượng hót sớt, có thể đưa tới vô số ăn qua tiểu mê muội hô hảo manh. Chỉ khi nào vai nam chính đổi thành hắn, kia họa phong liền nhất định nhi đột biến, các lộ đầu trâu mặt ngựa đều tranh tướng toát ra đến đại biểu chính nghĩa tiêu diệt hắn. Nhất nhất để cho đầu người đau, chính là đến nay vô luận hắn cùng nhà mình lão bà thế nào ám trà sát trà sát phát đường, giống như cuối cùng hội mua trướng chỉ có sớm nhất thành lập lên vui khỏe đế cùng ánh tú chính phú phấn A, cái này làm cho người ta thật buồn bực. Bùi Cảnh Trạch uống một ngụm bia, cầm lấy khăn giấy xoa xoa thủ, thật luận sự phân tích nói: Đại khái là vì ta tuổi đến nên thành gia mấy tuổi, mà ngươi còn chưa có định tính tử đi. Lục Xuyên mặt mặt cũng thật sự thật chính là mà tỏ vẻ. Nhưng là ta nàng dâu so ta còn nhỏ ba tuổi, sao ngươi vẹn vẹn tiểu một vòng, ngươi cùng nàng truyền chuyện xấu, nét mặt già nua cũng không mang hồng là được yêu thích gia có bao nhiêu hậu. Bùi cảnh trạch không chút để ý gật gật đầu nhận rồi hắn cùng dịp từ trong lúc đó tuổi này kém Lão phu thiếu thê có cái gì chuyện bé xé to Bất quá ba mươi tuổi ngươi sẽ biết thế nào đau nữ nhân Lục xuyên mày càng nhăn càng sâu, luôn cảm thấy hắn cùng bùi cảnh trạch đối thoại tán gẫu có chút thiên Có một loại hắn nàng dâu thật sự khả năng sẽ lo lắng cùng hắn tiểu cửu ở cùng nhau lỗi thấy Âm thầm lắc lắc đầu, lục xuyên hừ nhẹ một tiếng Ngươi là qua ba mươi mà ta chỉ nhìn ra ngươi hội thế nào đau miêu. Đau nữ nhân. Đầu tiên ngươi có một đi. Bùi cảnh trạch. Vừa vừa mới chuẩn bị bỏ vào trong miệng đậu tương dừng dừng, cuối cùng ném hướng về phía hắn cháu ngoại trai. Kỳ thực ta tối tức giận là dựa vào cái gì vợ ta mỗi ngày như theo các ngươi thượng hót sớt, kết quả còn có thể được đến không sai phản ứng. Khả chỉ muốn cùng ta dính điểm biên có thể gặp phải mặt danh kỳ diệu phiền toái. Lục xuyên thật buồn bực chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Bùi cảnh trạch nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, sau đó mới chậm rì rì mở miệng. Này đại khái chính là thành danh phiền não đi, ta không hiểu lắm. Lục xuyên cười cười một tiếng, này xích ao lõa, lõa phản phúng lúc hắn nghe không hiểu đâu a, à, ra lại danh có thể có hắn bùi cảnh trạch thành danh. Bùi cảnh trạch không chỉ có thành danh nhưng lại thành công đâu. Gặp nhà mình cháu ngoại trai một mặt không dám gật bừa biểu cảm, bùi cảnh trạch mới nghiêm cẩn đáp, còn có chính là ta bất kể là sự nghiệp vẫn là tuổi đều đến ngươi không được phan sẽ thay ngươi sốt ruột sợ ngươi mê muội mất cả ý chí trầm mê sắc đẹp vô pháp luyện công lục xuyên hít vào một hơi không của nàng thời điểm ta cũng mỗi ngày đánh trò chơi không tư tiến thủ yêu đương cùng đánh trò chơi cái nào tương đối chính năng lượng điểm nhi không cần ta nói đi bùi cảnh trạch tán thành gật gật đầu sau đó nhẹ bỗng nói ra một câu lời lẽ chí lý nhưng đối cho rất nhiều nữ phan mà nói, cùng nàng thưởng lão công là trò chơi, có thể thay đổi đồng nhất thuộc tính nữ nhân, không được. Lục xuyên Vô pháp phản bác Lý thụ giáp ở bọn họ hai cái trung gian, càng nghe càng không nói gì, thật nghiêm cẩn đặt câu hỏi nói. Nếu không hai người tham khảo tham khảo ta đây cái đã kết hôn thả dục có nhất tử nhất nữ tiêu xứng ý kiến. Nếu không có gì ngoài dự kiến đưa tới bùi cảnh trạch cùng lục xuyên hai người nhất trí xem thường lý đạo thử bạch nha cười đến rất vẹn toàn chừng ta nói với các ngươi a à, này rất nhiều việc ngươi nếu không có trải qua quá là thật không có quyền lên tiếng tỉ như này hôn nhân này dục nhi hai ngươi ai có thể thực nói ra cái môn đạo đến ta lập tức quỳ xuống đến kêu da da lục xuyên lắc lắc đầu làm ngươi da da cũng không có gì cảm giác thành tựu bị thưởng nhất thời có chút tiếp không chen mồm vào được lý thụ đành phải ẩn ẩn nhã ra ngụm khói ngươi có phải không phải cảm thấy ngươi bạn gái ở ta kịch tổ lý này thật nhàn nhã? Lục Xuyên nghe vậy, lập tức đoan chính thái độ, thật đường đường chính chính cấp lý thụ ngã chén rượu. Lý đạo, ta cạn, ngài tùy ý. Lý thụ, này xem không ai đó. Ngươi có khả năng lão tử cũng có thể thổi chỉnh bình nhi được rồi. Đại hai người đều vô cùng hào khí buông bình rượu, lý thụ mới tạm thời đình chỉ bản thân bác quái tâm lý, nghiêm cẩn hỏi nổi lên lục xuyên tính toán này nói là chuyển hình khả đến cùng muốn làm thôi khiến cho như vậy trịnh trọng chuyện lạ không phải là hảo hảo quay phim phải sao cho nên ngươi tối hôm nay chết sống đem ta lôi ra đến chính là tưởng nói với ta ngươi muốn hảo hảo quay phim lý thụ nhàn nhàn hỏi lục xuyên nuốt vào miệng đầy mùi rượu lắc đầu không là ta tính toán đi thử thử hàng tu tề diễn nghe nói như thế không chỉ là luôn luôn nghiêm cẩn nghe lý thụ mắt choáng váng liền ngay cả một bên chỉ lấy bán chỉ lỗ tai vô giúp vui bùi cảnh trạch đều nhịn không được nhấc lên mi mắt xem hắn tên hàng tu tề vòng giải trí không ai chưa từng nghe qua nhưng lại là chân chính đứng ở thần đàn bên trên nhân vật làm đạo diễn hai mươi mấy năm đánh ra đến điện ảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay rất nhiều bộ điện ảnh lúc trước vỗ chính là bốn năm năm đoạn cũng muốn một hai năm còn có rất nhiều sau này thai tử trong bụng không có đến tiếp sau. Không có phê lượng sinh sản, là vì hàng tu tề đối bản thân điện ảnh tác phẩm có gần như biến thái yêu cầu, từng cái tác phẩm đều là chậm công ra việc tinh tế mà thành kinh điển bên trong kinh điển. Cái loại này so chồng xử nữ càng soi mói, so chồng ma kết càng liều mạng, so chồng song tử càng phân liệt cảnh giới cho dù là lý thụ cũng theo không kịp. Hàng tu tề diễn bộ bộ kinh điển, ngoại giới đối của hắn hiểu biết lại thiếu đáng thương. Qua tuổi 50 hàng lão sớm qua cần tuyên truyền đóng gói bản thân giai đoạn, trừ bỏ quay phim chính là ru rú trong nhà lánh đời cuộc sống. Mà của hắn diễn, cũng không phải tùy tiện cái gì diễn viên đều có thể thượng. Không có kỹ thuật diễn tuyệt đối không có hy vọng, có kỹ thuật diễn cũng không nhất định có thời gian tiến tổ ấn hành trình quay chụp có thời gian cũng khả năng không chịu nổi vài năm yên lặng kỳ cuối cùng chỉ có thể cầu gia gia cáo nải nải chung quanh tìm người nói tốt cho người thậm chí không tiếc bội ước chỉ cầu theo hàng tu tề diễn trung giải thoát xuất ra. Mà lục xuyên. Đầu tiên không thể cam đoan chính là thời gian. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi còn có một thân phận là ca sĩ. Hàng năm muốn khai lưu động biểu diễn hội cái loại này. Lý thụ không quá xác định chứng thực. Lục xuyên gật gật đầu, thần sắc rất là thản nhiên. Trước kia là, bất quá cuối năm chính là ta cuối cùng một hồi biểu diễn hội. Ngươi có thể đi lại cảm thụ hạ người trẻ tuổi không khí. Chương 74 74 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục Xuyên cùng Bùi Cảnh Trạch cùng với Lý Thụ ở bên ngoài nói chuyện phím, Diệp Từ cùng lưu hạ một người trên mặt dáng một trương mặt nạ ngồi ở trên giường làm chân bộ duỗi thân vận động lưu hạ phiên hoàng trên di động thôi đưa tin tức trên mặt dáng mặt nạ không thể làm ra khoa trương biểu cảm đến tỏ vẻ giờ phút này nội tâm ba đào mãnh liệt chỉ có thể dùng từ khí trợ lực ngươi vì sao cùng bùi ảnh đế dựa vào gần như vậy vì sao hắn hội chụp ngươi bờ vai vì sao nhìn ngươi biểu cảm là một mặt sủng địch còn có ngươi cái kia vẻ mặt chăm chú nhìn lại là cái gì quỷ a cho nên nói có đôi khi chiếu lừa không biết là bề ngoài còn có thể có xem đồ đọc chuyện xưa bên trong chuyện xưa bộ phận. Nghe xong lưu hạ rít gào, Diệp Từ cẩn thận hồi tưởng một lần đương thời chân thật tình cảnh, chỉ cảm thấy có chút tách rời. Ta cảm thấy ngươi quá đáng giải đọc thành phần lớn hơn. Diệp Từ tìm một cái giải thích hợp lý. Lưu Hạ lại không làm gì mua trướng, cũng hoàn toàn quên bản thân phía trước về. Diệp Từ liền tính bên ngoài ta cũng muốn thay nàng gạt ý tưởng, làm một gã đáng tin châm cứu tổ chức thành viên, nàng giờ phút này thầm nghĩ rít gào. Này không là ta nói. Là quảng đại bạn bè trên mạng nhìn đến các ngươi ảnh chụp sau nhất trí phản ứng. Còn có ngươi chuyện này vì sao phát sinh ở xuyên thần đến kịch tổ sau A, này không là làm tử lại là làm chi đâu. Diệp từ nhàn nhạt giao giao đầu. Hắn sẽ không tức giận. Lưu hạ. Hít sâu một hơi, vẫn là không nhịn xuống. Lưu hạ một phen kéo xuống bản thân trên mặt mặt nạ, này ngoạn ý rất trói buộc tóc nàng huy. Mắt xem xét dịp tự ý vào xuyên thần đem nàng sủng không biên nhi liền tùy ý làm bậy, lưu hạ cảm thấy bản thân rất có nghĩa vụ cùng nàng nói một chút này nam nữ ở chung chi đạo, tuy có chút nói không nhất định rất êm tai. Tiểu từ, người có biết này nam nữ quan hệ có đôi khi tựa như đánh cờ giống nhau, có đôi khi hoặc như là hai binh tướng tiếp. Ngươi làm chuyện gì phía trước phải tưởng tốt lắm đối phương có phải hay không tiếp, thế nào tiếp, liền tỉ như lần này, ngươi cùng bùi cảnh trạch truyền chuyện xấu thật sự có nghiêm cẩn nghĩ tới lục xuyên cảm thụ sao dịp từ ngẩng người theo lưu hạ ý nghĩ hỏi cùng bùi cảnh trạch truyền có cái gì bất đồng sao kỳ thực nàng trước kia đối việc này rất bài xích khả đã trải qua lý luân lưu mặc nhiên cùng với lục huy sau nàng cũng dần dần cảm thấy việc này kỳ thực cũng cùng loại cho trước kia phố phường lời đồn đãi lời đồn đãi đều không đúng sự thật phố phường còn thế nào hỗn tưởng mở sau Diệp Từ cũng không làm gì rối rắm này đó, tiếng sấm cùng hạt mưa đều tiểu nhân lời đồn đãi chuyện nhảm. Dù sao nàng cùng Lục Xuyên đối này đó không tin, vậy không có gì quan hệ đi. Lưu Hạ mặt mặt ngồi thẳng thân mình sau xem Diệp Từ một bộ nghiêm trang mở miệng. Ngươi ngẫm lại a, à, phía trước cùng ngươi truyền chính phú đều là chút gì đó nhân. Lý Luân đừng nói là, cặn bã nam bên trong cực phẩm. Lưu mặt Nhiên nhân là không có gì điểm đen. Khả hắn đặt ở xuyên thần trước mặt căn bản không đủ xem được rồi. Cuối cùng một cái duy nhất có chút xem đầu lục huy, hai người lúc đó kia trương ảnh chụp thật sự tào điểm vô số, người sáng suốt vừa thấy chỉ biết quan hệ cũng liền người qua đường cường như vậy nhất quan quan. Những người này có thể cùng mùi cảnh trạch so sao? Lưu Hạ uống một ngụm nước, lại tiếp tục có lý có cứ phân tích, không là ta bẩn thiểu bản thân thần tượng mấu chốt là bùi cảnh trạch cùng lục xuyên đối lập liền không thể thả ở đồng nhất cái mặt bằng thượng A, xuất ra ngươi cùng bùi cảnh trạch chuyện xấu, kia xuyên thần có thể không phạm đổ sao. Diệp từ cũng vạch mặt nạ thiếp, hai cái tay nhẹ nhàng mà ở hai gò má làm cục bộ mặt nạ. Nghĩ nghĩ vẫn là đem tình hình thực tế cùng Lưu Hạ nói. Bùi cảnh trạch là lục xuyên tiểu cửu. Phốc. Một ngụm nước không nhịn xuống phun tới không nói, hoàn thành công sạch đến bản thân, nằm tàu thật sự quá mức khiếp sợ, chỉ có thể dùng tối thông tục ngôn ngữ biểu đạt bản thân giờ phút này tâm tình. Lưu Hạ khó có thể tin xem dịp từ. Không phải đâu. Khi vì sao phía trước một điểm tiếng gió cũng chưa nghe được quá. Dịp từ lắc đầu. Không hiểu. Hơn nữa. Nàng cảm thấy lục xuyên cùng hắn tiểu cửu quan hệ rất kỳ quái. Rõ ràng hai người đều còn rất để ý đối phương. Khả gặp mặt lại khiến cho cùng cho nhau xem không vừa mắt giống nhau. Lưu Hạ thở dài một hơi, trầm tư một lát mới ẩn ẩn cảm khái. Trồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh hội đào thành động. Gian này ngoạn ý thực đáng sợ. Bọn họ hai cái không là phụ tử quan hệ. Luôn cảm thấy nơi nào là lạ, dịp từ nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lưu Hạ vô tình phất phất tay. Tục ngữ nói, cháu ngoại trai tùy cậu, hôm nay ta xem như kiến thức đến. Chớp chớp mắt, Lưu Hạ đột nhiên quay đầu, một mặt nghiêm cẩn nhìn về phía Diệp Từ, ngươi sẽ không cùng ta nói, thật sự phát hiện bùi cảnh trạch cùng lục xuyên rất giống, thậm chí có thể nói là tiến hóa bản xuyên thần cho nên tính toán di tình biệt luyến thôi. Làm bạn của Diệp Từ, nàng khẳng định tôn trọng bản thân tỉ muội nhi lựa chọn. Cũng mặc kệ bình thường thế nào đùa, Lưu Hạ nghiêm cẩn suy xét lời nói, vẫn là cảm thấy lục xuyên so bùi cảnh trạch càng thích hợp Diệp Từ một ít A. À, dù sao bùi ảnh đế cùng dịp từ trong khung đều là khó chịu nhân, Hai cái buồn người nóng tính tiến đến cùng nhau, kết quả có thể tưởng tượng, sống không ý nghĩa. Dịp từ bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là ta không cảm thấy lục xuyên cùng hắn cậu giống A. Tới gần bùi cảnh trạch sẽ áp lực cảm nhân, nào có ở nhà nàng lục xuyên bên người thư thái kiên định A. Lưu Hạ nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, sau đó khá trước trịnh trọng vỗ vỗ dịp từ bả vai. Ta đối với người xem trung tiềm lực cổ mà thị lam trù cổ vì cặn bả tinh thần phi thường thưởng thức cố lên. Diệp Từ. Rốt cục minh bạch cái gì kêu vẻ mặt hắc tuyến, nàng này có cái gì du hảo thêm. Ngươi có phải không phải? Cùng tương phi cãi nhau. Luôn cảm thấy đêm nay Lưu Hạ sao động so trong ngày xưa lợi hại. Lưu Hạ nghe vậy mặt mặt, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng. Hắn đuổi ta đi. Diệp Từ nhíu nhíu mày có chút không hiểu, nhưng là ngươi là đầu tư thương nữ nhi, hắn đuổi không đi ngươi a? À. Lưu Hạ lắc lắc đầu, nghiêm túc mở miệng. Là đuổi ta theo của hắn trên giường đi. Diệp Từ. Giờ phút này nếu nói một câu xứng đáng, có phải hay không bị đánh? Nhưng là nàng gần nhất chính mắt chứng kiến Lưu Hạ mặt dày mày dạng cộng thêm tử truyền lạng đánh công lực, kia tư thế là lời của nàng đã sớm dọa chạy, mà hiện thời Tương Phi còn có thể như Thái Sơn bàn đồ sổ bất động, thành thật giảng còn rất ý vị sâu xa. Nếu không ngươi thử xem đi một chút thục nữ lộ tuyến hàm xúc một hồi dịp từ không kinh nghiệm chỉ có thể hạt ra chủ ý nhưng này truy cũng đuổi theo triền cũng triền là thời điểm nên dè dặt một chút không là lưu hạ lắc đầu trên mặt lộ ra một tia buồn rầu vẻ mặt ta cũng nghĩ tới hóa bị động làm chủ động nhưng là ta vừa thấy đến hắn liền khống chế không được đùi bản thân vui vẻ vui vẻ liền chạy tới tìm hắn cái gì dè dặt cái gì hàm xúc đã sớm quăng đến trảo oa quốc. Tương Phi kỳ thực cũng không có gì hay, nhưng cố tình chính là làm cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm, chỉ cần có thể đãi ở bên người hắn, Lưu Hạ liền cảm thấy này cả một ngày đều là mặt trời chiếu khắp nơi. Diệp từ cuối cùng vô lực thở dài. Vậy ngươi, cố lên. Trừ này đó ra, giống như cũng chỉ có thể yên tĩnh làm những người đứng xem. Sự cho tới bây giờ nàng còn không có nhường Lưu Hạ buông tha cho, là vì theo Tương Phi mổ ta rất nhỏ vẽ mặt cùng trong giọng nói, dịp từ thấy được nhà mình người đại diện đối lưu hạ chẳng phải hoàn toàn không thèm để ý lưu hạ nắm khởi tiểu nắm tay cực kỳ nguyên khí thiếu nữ ý chí chiến đấu tràn đầy mở miệng nói yên tâm ta đều làm tốt nhiều năm kháng chiến chuẩn bị liền tính hắn tương phi tâm là mã lợi á rảnh biển ta cũng muốn một chút cho hắn điền bình điền bình còn không được ta muốn nhường nó có đột khởi dịp từ chỉ có thể dùng làm bộ không có nghe minh bạch đến che giấu tràn đầy xấu hổ Đêm đó Lục Xuyên bọn họ ba cái tán gẫu hoàng đã là rạng sáng hơn 3 giờ, Lục Xuyên đã sớm ở rạng sáng liền cấp dịp từ phát ra vi tính làm cho nàng trước nghỉ ngơi không cần chờ hắn, hơn nữa đây là ở kịch tổ, Lục Xuyên cũng dám rất càng rỡ, một lần trà trộn vào vợ hắn cửa phòng là may mắn cùng ngẫu nhiên, liên tục mỗi đêm đều ở trong phòng nàng qua đêm còn đi. Cho nên cuối cùng Lục Xuyên đành phải phi thường thối không biết xấu hổ cùng hắn tiểu cửu đến đoạt giường, bùi cảnh trạch nhưng là không nói cái gì phi thường rõ ràng quả quyết bế nhất giường chăn đi ngủ sofa. Khi nào thì tính toán nói cho người trong nhà. Bùi cảnh trạch trước khi ngủ bỗng nhiên dò hỏi. Lục xuyên nghĩ nghĩ. Chờ ta đi trước bái phỏng hoàng nhà nàng hai vị tộc trưởng đi. Loại này thời điểm kia còn có nhường nhà gái tiên kiến nhà trai trưởng đạo lý. Bùi cảnh trạch gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nhớ được đi thời điểm đừng ăn mặc rất tùy tiện, đem hồi nhỏ ba ngươi luyện ngươi kia bộ đều nhặt trở về, hành vi tọa nằm tốt thể. Phải có lễ phép, nhưng đừng có vẻ rất láo cá. Lục Xuyên yên lặng gật đầu, gặp tộc trưởng việc này hắn không kinh nghiệm, hắn tiểu cửu cũng không có gì kinh nghiệm, nhưng nói như thế nào cũng là nhận thầu nhiều bộ năm đó 8 giờ đúng gia đình phim nhiều tập nhân, xem qua trư chạy số lần khẳng định so với hắn nhiều. Còn có chính là ngươi là minh tinh, phổ thông gia đình cha mẹ bao nhiêu đều đối vòng giải trí diễn viên không có gì hảo cảm. Liền tính dịp từ vào này một hàng, bọn họ cũng không nhất định hy vọng bản thân nữ nhi tương lai tìm một nửa kia là cùng đi. Lão nhân nếu nói gì đó không xuôi tai lời nói, ngươi chợt nghe, đừng vừa lên đến tính bướng bỉnh liền bất chấp tất cả đổi trở về. Muốn thời khắc nhớ được đó là ngươi tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Bùi cảnh trạch hiển nhiên là nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào, không có gì hệ thống lo di tuyến. Lục xuyên lúc này mới thể hội cái gì kêu nhà mẹ đẻ cửu đại, cậu cách nói quả nhiên không là nói không, tuy rằng hắn này cậu có chút tiểu. Đã định xuống chính là nàng, người này chứng khí mù mịt chuyện xấu mặt kệ lớn nhỏ, lại tuôn ra đến liền muốn nhớ được trước tiên giải thích cùng bác bỏ tin đồn, đừng chờ nghe nhầm đồn bậy đến lấy giả đánh tráo trình độ không biết thế nào xong việc. Lục xuyên trước kia là không có tâm, hiện tại đem tâm tư đều đặt ở dịp từ trên người, ngược lại càng ít đi chú ý trên người bản thân bác quái, hiện thời bị bùi cảnh trạch như vậy nhắc tới tỉnh nhưng là lập tức vang lên cảnh báo. Hắn cũng không muốn bởi vì có lẽ có đường viền hoa bác quái rơi chậm lại bản thân ở nhạc phụ tương lai nhạc mẫu nơi đó ấn tượng phân. Còn có, chính là dịp từ, rất tốt một cái cô nương, hiện tại cũng là sự nghiệp thăng hoa kỳ, ngươi đừng cho nàng nhiều lắm trói buộc ta coi đều là nàng nhân nhượng ngươi nhiều một ít nam nhân thích ăn giấm chua có ham muốn chiếm hữu đều không có gì mấu chốt là đừng đem bản thân này đó cảm xúc biến thành biến thành trên người nàng gánh nặng cùng thêm khóa đuổi cái thông cảo ra cái gì chuyện xấu còn muốn trước tiên lo lắng của ngươi cảm thụ vậy ngươi liền rất không tiền đồ bùi cảnh trạch tiếp tục bình tĩnh bổ sung thêm lục xuyên về điểm này hắn thừa nhận bản thân vẫn là có tiến bộ rất lớn không gian trải qua bùi ảnh đế ngũ tiền tiểu lớp học sẽ dạy dục, lục xuyên ngày thứ hai tái xuất hiện ở kịch tổ khi liền thuận theo nhiều lắm. Tỷ như, đang nhìn đến bùi cảnh trạch cùng dịp từ tiếng đến cùng nhau nhỏ giọng thảo luận kịch bản, người chung quanh ào ào đi chú một lễ thời điểm, lục xuyên chỉ có thể ám trà sát trà sát nắm chặt bản thân nắm tay, cũng tuyệt không để cho mình nổi giận cảm xúc có nửa điểm lộ ra ngoài. Lý thủ bất động thanh sắc đêm này ba người quan sát một vòng nhi, sau đó Ngậm Yên ngồi xuống Lục Xuyên bên cạnh. Ngươi nói ngươi làm gì đến đi này nhất tao đâu? Nhiều lắm Trác Tâm A. À. Lục Xuyên tiếp tục bình tĩnh tự nhiên mặt lưng nhiều năm trước bản thân nhàn đến vô sự biên soạn, luận nam thần tự mình tu dưỡng. Không đúng, này đâu chỉ Trác Tâm A, à, phải là trong lòng lấy máu. Lý Thủ tiếp tục phát động bản thân kích động năng lượng, hoàn toàn không thèm để ý cấp dĩ nhiên nhảy lên hỏa xuyên thần thêm nửa một phen xài yên lặng đem tầm mắt thay đổi đến lý thụ trên người lục xuyên chậm rãi mở miệng ngươi này bộ diễn nam nhất cùng nữ nhị không là không đối thủ diễn sao ngụ ý bùi cảnh trạch cùng dịp từ có nhu cầu gì cùng nhau thảo luận lý thụ kinh ngạc nhíu mày khi ngươi làm sao mà biết giữa bọn họ không có đối thủ diễn lục xuyên hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi tiếp tục lấy xem xa xa cảnh sắc vì che chở chú ý đồng nhất phương hướng tiểu cửu cùng nàng dâu ta muốn là không xem qua có thể làm cho nàng tiếp ngươi này diễn lý thụ trực tiếp làm cho hắn bị tức nở nụ cười nói được giống như ngươi thật có thể tả hữu của nàng quyết định dường như xem đem ngươi có thể lục xuyên thở dài rõ ràng dời đi đề tài đạo diễn này diễn không vỗ ta nhưng là làm tốt đến quan sát tính toán lý thụ gật gật đầu trực tiếp đem yên kháp điệu đứng dậy đi Ngươi hảo hảo quan sát, đưa ngươi phân đại, hôm nay vừa vặn hắn lưỡng trong lúc đó quan trọng nhất một hồi đối thủ diễn, vui vẻ đi. Nói xong liền vỗ vỗ mông hướng bùi cảnh trạch cùng dịp từ hai người, lộ ra rõ ràng nha lý đạo diễn nhìn qua. Thật sự không tính là nhiều chính phái. Lục xuyên nhưng là không mở miệng, cao mày cẩn thận suy tư hạ hắn nàng dâu cùng vai nam chính trong lúc đó cái gọi là quan trọng nhất một hồi đối thủ diễn, thành công nhớ lại trọng yếu kịch tình xuyên thần tâm tình thật không đẹp hảo. Tư mệnh, này bộ diễn không có đặc biệt rất nặng cảm tình diễn, cho dù là phó hân dung sức diễn nữ chính chỉ nhu cũng là lấy bùi cảnh trạch sức diễn đại tư mệnh hàng danh tư thủ hạ đệ tử danh nghĩa trường kỳ làm bạn này tả hữu, bao nhiêu có chút thầy trò đã ngoài, người yêu không đầy ý tứ. Về phần dịp từ sức diễn tử lương, kia càng là cảm tình tuyến đạm như không khí, hoàn toàn không tồn tại nhưng chỉ có có như vậy một tuần kịch là hàng tư minh tiến đến hỏi ý thiếu tư mệnh tử lương ở phía trước xử lý nhất cọc sự vụ khi thủ đoạn có chút khiếm thỏa tàn nhẫn lại thiếu một phần tư mệnh nên có từ bi kết quả hàng tư minh vừa tới liền gặp được đối nguyệt độc chức tử lương thiếu tư mệnh uống đang say sau ngày thường tới càng thêm tiêu sái không kềm chế được thậm chí mang theo vài phần ngang ngược bộ dáng nhất trảng thanh rượu hạ đổ Tử lương hiếm thấy ở hàng tư bên ngoài tiền tiết lộ bản thân che giấu nhiều năm cực đoan cùng chấp niệm. Trừ bỏ thành công nhường hai vị tư mệnh đồng khuôn xuất hiện, hai người một phen đối thoại cũng trực tiếp dẫn tư mệnh, chức sứ mệnh, xem như toàn bộ kịch bản trung tương đối trọng yếu một tuần kịch. Bởi vì muốn sức diễn say rượu sau tử lương, nhà tạo hình hôm nay cấp dịp từ hóa một cái tương đối diễm lệ rất nhiều trang hiệu, liền ngay cả luôn luôn mặc ở trên người màu xanh la quần cũng đổi thành sáng người màu đỏ vừa mới dịp từ luôn luôn cúi đầu thu khí tràn cùng bùi cảnh trạch đối kịch tình hướng cùng cụ thể muốn thế nào diễn đoạn này diễn sự tình, ngược lại không thế nào lộ ra bản thân, tử lương, trạng thái, mà đợi đến lý thụ ra lệnh một tiếng khởi động máy, xuất hiện tại màn ảnh bên trong tử lương hoàn toàn không có trong ngày thường dịp từ bóng dáng. Chỉ đem hai tấn cắt một luồng tóc dài hơi hơi buộc lên cột vào sau đầu, một đầu đen sẫm tóc dài tùy ý rối tung ở trước ngực cùng kiên sau, Quan xem kiểu tóc nhưng là cùng hiện đại tóc dài mỹ nữ xuất nhập không lớn, chính là phát lượng hơn điểm, sắc màu lượng lệ chút. Khả lại xứng thượng dịp từ hôm nay trang dung cùng hầu hạ, liền mỹ làm cho người ta di không ra tầm mắt. Tử Lương Nguyên bản liền lực hiển kiên cường mày kiếm được đến lớn nhất trình độ xông ra, một đôi mắt hạnh phát họa dài nhỏ cơ sở ngầm ở đuôi mắt chỗ tự nhiên thượng kiều, hai trên má là tự nhiên say rượu sắc, theo xương gò má chỗ hướng tả hữu kéo dài tới nhất nhất làm cho người ta trước mắt sáng ngời, đại khái chính là dịp từ môi trang, kinh điển phục cổ đỏ thẩm sắc trực tiếp làm cho cả nhân trang dung đều trở nên sáng ngời lên, lại xứng thượng kia chấm đất đỏ thẩm sắc sa mỏng váy dài. Dịp từ sức diễn tử lương, nhập diễn sau nhất nhăn mày cười đều câu nhân, Mỹ thần thái phấn khởi, Mỹ kinh tâm động phách. Lục xuyên ánh mắt nhất như chớp như không gắt gao khóa ở tại cái kia bị màn ảnh chủ động bắt giữ nữ nhân trên người, đây là hắn lần đầu phát hiện, nguyên lai dịp từ phẫn khởi cổ trang đến sẽ làm hắn cảm thấy hô hấp dồn dập, liếc mắt một cái đều luyến tiếc dời. Tử lương ánh mắt mê ly, hờ hững biểu cảm trung mang theo một tia thất ý, tùy ý tựa vào bản thân trong sân đình hóng mát trên lan can, dơ lên chén rượu, nhìn trong chén rượu có vài giây xuất thần, sau đó nàng hơi hơi đóng lại hai mắt, ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lý thụ luôn luôn không nói một lời gắt gao nhìn chầm chầm giám thị khí bên trong hình ảnh, làm một cái đạo diễn, ở một cái nhân vật cần bày ra này xinh đẹp một mặt khi, có thể bằng vào bản thân quay chụp kỹ xảo bắt giữ đến diễn viên đẹp nhất hình ảnh, có thể nói là nhất kiện đáng giá dùng cả đời thời gian theo đuổi sự tình. Mà giờ phút này dịp từ, cần biểu hiện ra tử lương Mỹ, giờ khắc này tử lương không lại là một cái vô cùng đơn giản thiếu tư mệnh, càng nhiều hơn chính là của nàng nữ tính phẩm chất riêng, nồng liệt, minh diễm bề ngoài hạ, một viên vỡ nát tâm chỉ có thể ở đêm dài nhân tỉnh khi độc tự liếm thỉ đánh ra dịp từ đẹp nhất nháy mắt, là lý thụ chức trách, mà bày ra tử lương lúc này ký bệnh hay quên lại thất ý trạng thái, là dịp từ công tác. Liền một cái vô cùng đơn giản dơ chén rượu uống một hơi cạn sạch động tác, đã bị lý thụ phản phản phục phục vỗ không dưới 10 lần, không là dịp từ biểu cảm không có đúng chỗ, chính là lý thụ bên này hình ảnh không đủ, tuyệt sắc. Uống lên không dưới 10 chén đảm đương thanh rượu nước sôi, dịp từ rốt cục chủ động đi tới lý thụ trước mặt, điều này cũng là dịp từ tự tiến tổ tới nay, lần đầu tiên chủ động hướng lý thụ đề ra yêu cầu của bản thân cùng cái nhìn, đạo diễn, nếu không cho ta đến nửa cân rượu đế đi. Dịp từ ngữ khí thật tầm thường mở miệng, hoàn toàn không chú ý tới nghe được nàng những lời này sau ba cái động tác thần kỳ nhất trí, tầm mắt ào ào theo giám thị khí chuyển dời đến trên người nàng nam nhân. Một thân huyền sắc nho trang phục phẫn bùi cảnh trạch. Có chút lo lắng nhìn nhìn bản thân tiểu cháu ngoại trai đã sớm tưởng mở miệng nói thẳng, nếu không ngươi thực đến thượng hai khẩu rượu, lý thụ. Hắn vì để ngừa vạn nhất, chỉ chuẩn bị cho dịp từ rượu đế hai lượng. Lần đầu tiên nghe được bản thân nàng dâu chủ động, thảo uống rượu, lục xuyên. Hắn nàng dâu tử lượng như vậy tạc sao? Vì sao hắn luôn luôn đều không biết? Chương 75 75 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Dịp từ chủ động thảo rượu, Lý Thụ đương nhiên là vui khi việc thành. Có chút kỹ thuật diễn vững chắc thành thuộc diễn viên, kinh nghiệm đến mặc dù không cần thật sự uống say cũng có thể diễn xuất nhân vật nên có trạng thái, mà nếu quả hỏa hậu bất đáo gia, tốt nhất vẫn là có thể thực đến thượng mấy chén, đang say trạng thái là tốt nhất. Chẳng qua này mở miệng liền muốn nửa cân. Lý Thụ có chút hoảng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía một bên lục xuyên, đã thấy đến hắn lộ ra bản thân giống nhau hoặc kê biểu cảm mím mím miệng lý thụ nhỏ giọng chân thành đề nghị tiểu từ a nếu không chúng ta trước đến mấy chén thử xem đừng đến lúc đó thật sự uống bất tỉnh nhân sự dịp từ nhíu mày trầm tư vài giây sau đó lưu loát gật đầu đồng ý hảo dịp từ một đời trước tửu lượng tốt lắm ít nhất nàng chưa từng có uống say quá hơn nữa khi đó rượu đều là nguyên tương rượu số ghi hơi cao Mừng năm mới thời điểm nàng nhìn thấy Diệp Minh lễ uống rượu chỉ có 30 nhiều độ, cảm thấy còn có chút kinh ngạc. Mà nàng nếu nhớ không lầm, nguyên chủ thân thể hẳn là đối cùng thừa nhận lực cũng là rất mạnh. Cho nên, không đến tam hai, Diệp Từ cảm thấy bản thân hẳn là cùng uống nước sôi không có gì khác nhau. Quả nhiên đại lý thụ tìm người lấy đến đây trước tiên chuẩn bị tốt thanh rượu, Diệp Từ vừa thấy số ghi 52 độ. Thở nhẹ một hơi, trực tiếp liền cái chai bắt đầu đi xuống quán kia tư thế cũng là thật hào phóng ít nhất trước mặt ba nam nhân liền xem một cái hồng y kiều diễm mỹ nữ mấy khẩu liền đem nhất bát lớn rượu để uống lên cái tinh quang lục xuyên cũng theo bản năng chạy nhanh mở miệng người thiếu uống một chút rượu này tác dụng chậm rất lớn dịp từ a nhếch miệng nàng đổ không cảm giác được cái gì tác dụng chậm không tác dụng chậm hiện nay chính là cảm thấy rượu này vị có chút một lời khó nói hết thuần hương không đủ lạc liệt có thừa liên tục uống lên hai chén nhỏ rượu đế bốn năm hai lượng hạ bụng dịp từ mới cảm thấy có điểm đang say trạng thái lục xuyên luôn luôn lẳng lặng lưu tâm quan sát đến dịp từ trạng thái trên mặt còn nhìn không ra cái gì bất đồng chỉ có từ một nơi bí mật gần đó nắm chặt nắm tay bán đứng tâm sự mắt thấy dịp từ gò má so vừa mới càng đỏ ẩn vài phần hơn nửa lần này là càng thêm rõ ràng say rượu đang say lý thụ không quá xác định vương tay ở nàng trước mắt quơ quơ ánh mắt nhi vẫn được không đây là mấy nói xong vương nhị căng ngón tay diệp từ bất luận đáp cùng không đáp đều giống như có vẻ bản thân chỉ số thông minh chẳng như vậy ở tuyến thẳng đứng lên đi mấy bước xác định bản thân ít nhất còn có thể khống chế được bộ pháp bất loạn diệp từ mới gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng ta không sao lục xuyên còn lại là quay đầu cùng lý thụ nói chạy nhanh chụp đi chờ một chút rượu kính nghi không chắc thực lên đây trong lòng luôn có một loại chẳng như vậy kiên định cảm giác lý thụ lần này rất phối hợp lập tức thu xếp các ngành chuẩn bị tiếp tục quay chụp lục xuyên cùng bùi cảnh trạch ngồi ở lý thụ lát sau mặt một điểm trên vị trí hai người đều có thể nhìn ra lại trở lại quay chụp khu dịp từ so vừa mới muốn thả khai rất nhiều trong ánh mắt mê ly không lừa được nhân Bất kể là tứ chi ngôn ngữ vẫn là trên mặt biểu cảm tương đối phía trước tận lực tìm kiếm, say rượu, trạng thái bắt chước tính diễn xuất đều cường không biết bao nhiêu lần. Lý thụ nhìn chầm chầm máy quay phim lý hình ảnh, cùng nhiếp ảnh gia khơi thông cụ thể góc độ vấn đề. Lục xuyên tầm mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi quá dịp từ, lấy chỉ có hắn cùng bùi cảnh trạch hai người có thể nghe được âm lượng trầm giọng nói. Để sau phiền toái ngươi xuất ra tốt nhất trạng thái một cái quá. Bùi cảnh trạch nhíu mày, từ chối cho ý kiến dơ dơ lên khóe miệng, này có thể hay không một cái quá, cũng không phải hắn một người định đoạt A. À. Dịp Diệp từ sức diễn tử lương chính độc trước tận hứng, đại tư mệnh hàng danh tư liền đã đi tới, nhìn thấy tử lương sau lưng bước một chút, sau đó mới chậm rãi đi tới đình hóng mát trên băng đá ngồi xuống. Hàng danh tư hơi hơi dương mắt lên, quét mắt cách đó không xa ỉ lan mà ngồi thiếu tư mệnh, nhàn nhạt mở miệng. Vô cớ say rượu, đối với người vô ích. Tử Lương nhìn thấy hắn đi vào khi, chính là hơi hơi nâng nâng mắt, không hề động làm. Giờ phút này nghe đại tư mệnh dùng hắn kia bình thường nhất quán ngữ điệu nhẹ giọng báo cho, cũng không biết tại sao đến đây hưng trí. Nàng chậm rãi quay đầu, đầu tiên là ở hàng danh tư kia Trương Vạn năm không thay đổi khối băng trên mặt nhìn chăm chú vài giây, sau đó lộ ra một chút hứng thú cười, đứng dậy đến gần, ở hàng danh tư đối diện trên băng đá ngồi xuống, vô ích là cũng không chỉ uống rượu chúng ta mỗi ngày không đều ở làm không biết mệt làm sao Hàng danh tư ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nàng như trước gợn sóng không sợ hãi trương minh đức tội không chí tử của ngươi xử trí phương thức không khỏi quá mức tàn nhẫn tử lương khóe miệng ý cười rõ ràng một chút lại rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch phóng nhắm chén rượu nàng quay đầu nhìn thẳng hàng danh tư hắn làm người bội bạc làm tẩn thương thiên hại lý việc phúc lộc sớm tiêu hao tinh quang ta sớm ngày theo hắn đi hoàn tuyền có cái gì không được. Diệp từ âm điệu khẽ nhất, ánh mắt nhân trong cơ thể cùng thúc dục hóa mà càng hiển vài phần mị hoặc, cả người cũng càng hiển phô trương tùy ý, một thân hồng y thêm thân lấy rất mạnh sắc thái đánh sâu vào gia tăng rồi tử lương trên người tính cách đặc thù. Bùi cảnh trạch sức diễn đại tư mệnh như trước vân đạm phong kinh tọa ở một bên, cảm xúc nhìn qua không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, chính là vi không thể sát nhẹ nhíu mày phong. Tử lương, làm người thượng nhu mang trong lòng một phần thương xót. Trương Minh Đức hắn dương thọ chưa hết. Tử Lương nghe tiếng ngửa đầu cười to. Hàng Tư Minh, ở trong lòng ngươi là không phải là không có gì sự có thể so sánh được với kia sinh tử bộ thường, mệnh định, quan trọng hơn. Đại tư mệnh chi trách, tức làm chủ sinh tử, chủ sống lâu. Mọi sự đều có này mệnh số, ngươi cần gì phải cố ý làm bậy. Hàng tư minh khó được một lần nói nhiều như vậy cái tự, chỉ vì thiếu tư mệnh xưa nay là tiếp theo giới tư mệnh nhân tuyển, hắn sớm muộn gì đều phải đem bản thân vị trí truyền cho tử lương. Chính là bởi vì này, hàng tư minh luôn luôn đối tử lương yêu cầu khắc nghiệt, cũng sẽ đối nàng lần lượt không nề này phiền ân cần dạy bảo. Tử lương khóe miệng như trước lộ vẽ một chút ý cười, chính là trên mặt biểu cảm lại hiện ra vài phần ngoan quật. Như phàm nhân làm việc thiện không được hảo báo, ác nhân làm ác lại bình yên qua ngày, mới là ta thân là thiếu tư mệnh thất trách. Hàng Tư Minh yên lặng xem nàng sau một lúc lâu, Diệp Từ là lần đầu tiên cùng Bùi Cảnh Trạch đối diễn, hai người đối lẫn nhau tiết tấu nắm giữ cũng không rất quen, đợi cho Bùi Cảnh Trạch nói đến tiếp theo câu lời kịch thời điểm, Diệp Từ bên này đã tiết khí. Lý Thụ ngồi ở giám thị khí tiền xem trận này nên Dương Cung Bạc kiếm đối chọi gây gắt diễn phân, rõ ràng phía trước đều coi như lưu sướng, kết quả cuối cùng một chút lại toàn bộ rối loạn tiết tấu, bất đắc dĩ chỉ có thể hô ca, nhường dịp từ cùng bùi cảnh trạch lại đi một bên hảo hảo cọ sát cọ sát. Lục xuyên luôn luôn lặng im bàn quan, trên mặt bất tri bất giác lộ ra vài phần nghiêm túc vẻ mặt. Xuyên thần không cười thời điểm, cũng sẽ không thể tận lực thu liễm bản thân quanh thân khí thế, một pho tượng đại Phật sử ở nơi đó mặc dù không xem này biểu cảm, cũng trực tiếp quanh thân phím lãnh khí. Lý thụ hiển nhiên cũng ý thức được lục xuyên cấp bản thân kịch tổ mang đến hạ nhiệt tác dụng, có chút không rõ chân tướng quay đầu lại, Nhìn đến lục xuyên một mặt nghiêm túc nghiêm cẩn biểu tình gắt gao nhìn chầm chầm dịp từ cùng bùi cảnh trạch, lý thụ không hiểu có chút khẩn trương, theo bản năng mở miệng hỏi, ngươi muốn làm thôi. Lục xuyên hoàng hồn, cao mày nhìn về phía lý thụ. Ngươi không biết là vừa mới kia tràn diễn đánh ra đến hiệu quả thật kỳ quái sao? Lý thụ gật gật đầu, nghiêm cẩn xem thăm đáp lễ. Kỳ quái là kỳ quái, khả tách ra xem bọn hắn hai người đều tự biểu hiện liền sẽ cảm thấy đều vẫn được. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi đi tới Lý Thụ bên người. Ta biết đề yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng ta hy vọng ta có thể cùng nàng một mình tâm sự. Lý Thụ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, phát hiện của hắn trên nét mặt mang theo trước nay chưa có nghiêm cẩn. Lý Thụ không hiểu, hiện tại sao? Lục Xuyên kiên định gật gật đầu. Chính là hiện tại, cho ta 10 phút thời gian. May mắn ở hắn trước khi đi phát hiện vấn đề, hắn không nghĩ bản thân không ở thời điểm, dịp từ bất tri bất giác đi lầm đường. Lý thụ lại quay đầu cẩn thận nhìn một lần thăm đáp lễ, sau đó mới chậm rãi gật gật đầu. Đi thôi. Theo của hắn góc độ xem, hắn có thể nhìn ra dịp từ cùng bùi cảnh trạch ở biểu diễn khi hoàn toàn không ở một cái kênh thường, hoặc là chuẩn xác mà nói là bùi cảnh trạch ở cực lực ôm lấy dịp từ trạng thái đi diễn. Nhưng là dịp từ không tiếng động thở dài, Lý Thụ lại châm một điếu thuốc. Đến cùng là tình lữ đi. Nhìn ra vấn đề so với hắn càng trực tiếp chính giữa yếu hại. Lý Thụ nhưng là hy vọng Lục Xuyên có thể sử dụng 10 phút cho hắn mang về đến một cái hoàn toàn bất đồng dịp từ A. Tuy rằng hiện tại loại trạng thái này cũng không phải không thể nhìn, nhưng ai mà không hy vọng có thể đã tốt muốn tốt hơn đâu không là bên này bùi cảnh trạch cũng là trước nhường dịp từ thật kỹ càng cùng hắn chải vuốt một lần tâm lý của nàng trạng thái biến hóa để hắn có thể phán đoán ra nơi nào xảy ra vấn đề khả chờ dịp từ đem ý nghĩ của chính mình đều nói hoàng bùi cảnh trạch cũng không có thể tìm ra vấn đề mấu chốt khả dựa vào kinh nghiệm cùng trực tiếp bùi cảnh trạch thật xác định vừa mới kia tràn diễn tuyệt đối là nơi nào xảy ra vấn đề bằng không hắn cùng dịp từ sẽ không đánh ra như vậy bình thản cảm giác ngay tại hắn cao mày suy xét thời điểm diệp từ bỗng nhiên bị người kêu đi rồi bùi cảnh trạch quay đầu lại nhìn về phía lý thụ chỉ thấy đạo diễn chính ngậm yên hướng hắn vẫy tay thăm hỏi mà luôn luôn ngồi ở lý thụ bên cạnh lục xuyên không biết khi nào không thấy bóng dáng bùi cảnh trạch hiểu rõ cười sau đó liền chậm rãi hướng lý thụ đi rồi đi qua ai nàng dâu người nào chịu trách nhiệm đi như vậy cũng rất tốt chờ diệp từ đi vào bị cho hay hóa trang gian liền thấy độc tự tựa vào trước bàn lục xuyên, bột trực nói, theo thời gian trôi qua, Diệp Từ không thể không thừa nhận nàng hiện tại tuy rằng không đến mức túy thất đổ bát quai, khả bao nhiêu còn là có chút bên trên. Có chút hoang mang đi đến tiếng vào cũng thuận tay mang theo môn, Diệp Từ nhẹ giọng mở miệng. Làm sao ngươi lúc này đem ta gọi đến nơi này? Lục xuyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chầm chầm một bộ cổ trang hóa trang, đem khống chế khó khăn tương đối khá cao đỏ thẩm sắc váy dài cũng ăn mặc vô cùng thuần thục một thân khí phách sườn lậu dịp từ. Rõ ràng ngoại tại sở hữu này nọ đều có, khả vì sao nhất mở miệng sẽ cả người khí thế đều đổ xuống. Ngươi có phải không phải không quá dám đem bản thân chân thật một mặt lộ ra đến. Lục xuyên đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến chủ đề. Đây là hắn toàn bộ quá trình khóa chặt dịp từ biểu diễn không sai khai một giây sau trực tiếp nhất quan cảm hắn nàng dâu ở sức diễn ánh tú cùng đường tiểu vũ loại này hoặc nội liễm hoặc nhà bên nhân vật khi, vấn đề này còn cũng không bị phát hiện không gian. Mà hôm nay, chính là ở quay chụp ngoại nóng nội lãnh tử lương khi. Diệp từ cho tới nay đều dè dặt cẩn thận đem bản thân bao vây nghiêm nghiêm thực thực tâm tư, bị lục xuyên liếc mắt một cái nhìn thấu. Chương 76 76 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lục xuyên một câu trực tiếp sảng khoái ép hỏi trực tiếp nhường dịp từ sững sờ ở nơi đó. Có phải không phải không dám đem chân thật một mặt dễ dàng lộ ra đến. Dịp từ cúi đầu chậm rãi đi đến một bên ghế tự ngồi xuống, không có ở trước tiên mở miệng. Lục xuyên cao mày nhìn chầm chầm vợ hắn, đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm cẩn cùng nghiêm túc biểu cảm xem nàng, cũng là đang nhìn đến dịp từ biểu hiện khi, lục xuyên bao nhiêu có chút minh bạch năm đó lý thụ nhìn hắn khi tâm tình, rõ ràng có thể biểu hiện rất tốt, lại phải muốn ở đột phá bình cảnh tiền do dự, nhìn quanh kia phiến hẹp môn không muốn dễ dàng bước ra kia một bước. Mà hắn đối Diệp Từ, càng nhiều vài phần kiêu sâu trách chi thiết lo âu, càng là để ý một người liền sẽ hy vọng nàng trở nên rất tốt, loại này thể hội lục xuyên rốt cục đã hiểu. Ta không dám. Diệp Từ ở thật lâu sau trầm mặt sau rốt cục nhỏ giọng mở miệng. Nguyên nhân cùng ta nói hạ làm sao ngươi nghĩ tới. Lục xuyên lời nói ngắn gọn, hoàn toàn không có ngày thường vui cười cùng ngoạn nháo bộ dáng. Diệp từ hít sâu một hơi, ngửa đầu hơi hơi nheo lại hai mắt, hiện tại rốt cục dựa vào tự mình thể hội làm rõ ràng khối này thân thể chân thật tử lượng, so sánh với nàng một đời trước có thể nói, ngàn chén không say, tử lượng vẫn là kém một chút, trụ đế nửa cân xem như đạt tới đang say đã ngoài, đại túy không đầy trạng thái có thể là cùng dần dần tại thân thể cùng trong ý thức phát huy tác dụng, cũng có lẽ là nàng ở một mình đối mặt lục xuyên khi vốn là thiếu một phần cảnh giác, dịp Từ giờ phút này tùy ý bản thân suy nghĩ bùng bùng tung bay. Bởi vì ta thói quen theo bản năng tự mình bảo hộ a. À. Dịp Từ như là lầm bầm lầu bầu bàn nhỏ giọng nói xong, chân thật bản thân. Lưu cho bản thân xem không thì tốt rồi sao? Vì sao muốn biểu lộ ra đến? Cho người khác lưu lại bắt lấy của ngươi nhược điểm quay đầu ở ngươi không hề phát hiện thời điểm hung hăng thải thượng một cước. Như vậy cảm thụ ta cũng không cần đã trải qua. Nghĩ tới một đời trước mới vừa vào cung khi nhân dễ tin cho nhân, đem tiểu tâm tư không hề giữ lại chia sẻ cấp bản thân lúc đó cho rằng tốt nhất tỉ muội kết quả lại bị bán đứng trải qua, dịp từ có chút thất thần. Nàng bây giờ còn có thể nhớ lại đương thời đánh vào trên môn bản tử có bao nhiêu trọng, giáp ở trên ngón tay cái cặp bản có bao nhiêu đau đều nói ngã một lần không ra một lần. Diệp Từ nguyên vốn cũng không là cái gì cẩn thận chặt chẽ tính cách, một cái tám tuổi nha đầu phiến tử có năng lực có bao nhiêu tâm cơ. Chẳng qua là ngày lâu, mệt ăn nhiều lắm, trí nhớ cũng đi theo dài quá. Đến sau này, Diệp Từ mới dần dần học xong thế nào tàn bắt nguồn từ mình chân thật cảm xúc cùng tâm tư, thế nào đi đón ý nói hù người khác, cùng với thế nào đem nói dọc nước không rỉ. Đi đến hiện đại sau nàng rốt cục có có thể thả lỏng hô hấp cảm giác, không cần lại đi lo lắng thở nhi thanh âm lớn lại nhiễu ai tâm tình. Cái loại cảm giác này đặc biệt hảo, dịp từ đến bây giờ còn rõ ràng nhớ được bản thân lúc mới bắt đầu cường che lại vui sướng, cũng cực kỳ nguyện ý đi triển lộ bản thân bất đồng một mặt. Khả lại thế nào thả lỏng cùng niềm vui, nàng cũng bất quá là nỗ lực để cho mình hành vi cử chỉ cùng lời nói lời nói, trang đắc tượng một cái người hiện đại thôi, nội hạch lý gì đó không thay đổi, liền tuyệt đối không dám dễ dàng tiết lộ. Diệp từ nghĩ trước kia chuyện cũ, Lục Xuyên cũng là trước tiên nghĩ tới lúc trước Diệp từ vờ ngớ ngẩn cắt cổ tay sự kiện, lúc này đây xuyên thần nhưng là thật bình thường không bị mặt danh kỳ diệu ghen tị hướng hôn ý nghĩ, cao mày gắt gao khóa lại nữ nhân một mặt buồn bã biểu cảm. Lục Xuyên xem nàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi không dám triển lộ bản thân nội tâm, lại làm sao dám tiếp được tử lương này nhân vật. Diệp từ nghe vậy mở mắt, theo dõi hắn không nói một lời. Tử lương ngoại tại hào phóng tiêu sái, ngươi dựa vào giả vờ bộ dáng đi suy diễn, đem bản thân tưởng tượng vô hạn phóng đại, kia của nàng nội tại làm sao ngươi làm. Lục xuyên một mặt bình tĩnh, nói ra lời nói lại không lưu nửa điểm đường sống, lúc này nếu không cho nhà mình vợ thượng mảnh dược mới là thật hố nàng. Ngươi có nghĩ tới hay không này nhân vật chân chính mỹ lực là cái gì? Hào phóng không kềm chế được nữ hiệp hình tượng hơn đi, không thiếu một cái tử lương. Khả một cái nhìn qua bất cần đời, kỳ thực nội tâm kia như bàn thạch thậm chí có thể nói hắc ám tĩnh mịch nữ tính nhân vật cũng không thông thường, diễn xuất như vậy tử lương, ngươi tài năng lấy đến đủ tư cách đã ngoài điểm. Diệp Từ trầm mặt không nói, bởi vì nàng biết Lục Xuyên nói không có sai. Có thể không luận khi nào thì, nói ra đều sẽ so làm đứng lên dễ dàng. Lúc trước tử lương hấp dẫn bản thân nghĩa vô phản cố muốn đi thuyết minh nguyên nhân, đại chống không lại là của nàng nội tâm cùng bản thân cực kỳ tương tự đi. Hắc ám tĩnh mịch. Kiên như bàn thạch. Hết thảy đều không có sai. Một đời trước hỗn đến cuối cùng nàng khả không phải là như vậy sao? Không chỉ là học xong hàm xúc nội liễm, thậm chí còn học xong thế nào đem bản thân người đáng ghét đùa bỡn cho bàn tay bên trong, học xong bất động thanh sắc mượn hắn nhân tay hoàn thành chính mình mục đích, học xong thế nào thải người khác thi thể hướng lên trên đi mà này đó hết thảy đều là nàng tỉnh lại sau không muốn đi đối mặt khả lục xuyên cố tình muốn buộc nàng đi nhìn thẳng vào nàng dịp từ nguyên bản còn có một viên ít kỹ lạnh lùng tâm thẳng cười cười dịp từ nhẹ giọng nói nhỏ ngươi làm chi muốn như vậy bức ta a à? trong giọng nói không có oán giận chỉ là có thêm nồng đậm bất đắc dĩ có lẽ chỉ có lục xuyên tài năng làm được loại trình độ này đi buộc nàng đi đối mặt chân thật bản thân chân thật bản thân lưu cho bản thân, có thể có. Diễn trò thời điểm không triển lộ xuất ra, cũng không có tật xấu. Mà nếu quả chính ngươi cũng không dám đi đối mặt nó, mới là chế ước ngươi chân chính phát huy căn bản vấn đề. Lục Xuyên không để ý dịp từ câu kia thấp nam, nói năng có khí phách đem dịp từ diễn trò khi cho hắn chân thật cảm giác nói ra. Không dám bày ra cùng không dám trực tiếp chân thật bản thân cũng không là một chuyện người trước là chuẩn xác nhận thức sau có điều giữ lại rồi sau đó giả còn lại là tận lực trốn tránh làm như không thấy dịp từ liền là vì thoát được rất tận lực làm cho nàng biểu diễn đại suy giảm bản thân cũng không dám đối mặt vẫn còn muốn tận lực bày ra cuối cùng xuất ra gì đó chính là hoàn toàn ninh ba lý thụ nói nàng biểu hiện không sai lục xuyên thừa nhận nếu dịp từ chính là một cái cùng bản thân không hề quan hệ người qua đường giáp kia hắn cũng sẽ cảm thấy vừa rồi biểu hiện ít nhất đạt tiêu chuẩn phân đã ngoài. Khả một phương diện là hắn vốn ở trong tiềm thức liền cảm thấy hắn nàng dâu thực lực không chỉ như vậy. Một khắc phương cũng là bởi vì lục xuyên ẩn ẩn cảm nhận được. Kỳ thực diệp từ trong khung là tuyệt tình thậm chí tàn nhẫn, chính là chính nàng cảm thấy đây là nhất kiện cái gì không tốt sự tình. Hắn còn nhớ rõ lúc trước diệp từ ở quay bộ thượng đổi Lý Luân cùng Phó Hân Dung, sau lại lục tục thả ra hai người hắc liêu, Lục Xuyên mắt thấy chỉ kém vỗ tay khen ngợi, kết quả nữ nhân này cũng là một mặt không yên đã chạy tới hỏi hắn là phủ cảm thấy bản thân làm được phân. Khi đó Lục Xuyên kỳ thực liền đáy lòng có chút kinh ngạc, rõ ràng là một cái làm việc quả quyết, phong cách sắc bén bộ dáng, thế nào nội tâm ý tưởng chung còn mang theo do dự giả thiện. Hiện tại lại nhớ tới, hắn mới hiểu được dịp từ đây là rõ ràng đối bản thân nhận thức không đủ khắc sâu thôi, cũng hoặc là nói nàng biết nên làm như thế nào cũng không nhận thức nhưng như vậy thực hiện. Không sống móng chết kẻ thích hợp sinh tồn, thủy chung là sở hữu sự vật tiến hành hiến pháp tắc, bất luận phủ thêm thế nào hoa lệ lý do thoái thác cùng cái gọi là chế độ đi che giấu, đây đều là xã hội này vận chuyển trung tâm, vòng giải trí càng là như thế. Lục xuyên rất rõ ràng, nếu dịp từ không thể thanh tĩnh nhận thức đến điểm này, sớm muộn gì hội chiếc ở sau này trên đường. Không phải nói nàng làm việc phong cách sẽ đột nhiên trở nên nhân từ nương tay đứng lên, mà là nàng Kiên không được bản thân đối mặt tự bản thân một cửa. Diễn viên chức nghiệp rất kỳ quái, rõ ràng là mỗi ngày đều đang cố gắng chứa những người khác, lại ở đóng tâm phía sau cửa phải thành thật mà đối diện linh hồn của chính mình, bất luận nó là thế nào vỡ nát, nhận nó, cũng nỗ lực thuyết phục bản thân đi thờ phụng Kiên Trì tín ngưỡng. Chỉ có như vậy tài năng thời khắc bảo trì sắc thái đối địch sâu sắc cảm giác lực cùng đối bản thân thanh tỉnh nhận thức thuyết minh xuất ra nhân vật mới sẽ không ngàn bài một điều vẽ mặt hóa. Mà này đó đạo lý, Lục Xuyên không có khả năng dựa vào tận tâm chỉ bảo đi nhường dịp từ nhớ kỹ, chỉ có thể là nàng không ngừng mà đi trải qua bất đồng sự vật chậm rãi hình thành giác ngộ. Nguyên bản Lục Xuyên có thể hảo hảo hầu ở bên người nàng, ở nàng cần thời điểm lập tức đứng ra kéo nàng một phen. Mà lúc này hắn đều không rõ ràng tự bản thân vừa đi muốn bao lâu, chỉ có thể đơn giản thô bạo cùng dịp từ nói thẳng cách nhận cũng đối xử tử tế bản thân nội tâm, đừng yếu đuối, đừng trốn tránh. Diệp từ nghe xong lục xuyên lời nói, cúi đầu trầm mặt thật lâu sau, mới thấp giọng mở miệng. Nếu bản thân chân thật ý tưởng cùng ngoại giới khen ngợi cũng không nhất trí đâu. Lục xuyên khẽ cười thành tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia đạm mạc. Phổ thế giá trị ca tụng là công bằng, chính nghĩa cùng tự do. Nhưng này chút sở dĩ bị khen ngợi không phải là bởi vì này xa không thể kịp sao đừng nghĩ đi mạo danh thế thân cái gì thánh hiền, chúng ta cũng không phải như vậy tài liệu. Diệp từ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chầm chầm lục xuyên hai mắt thần kỳ sáng ngời. Ngươi có phải không phải có một bộ bản thân hội thừa hành thủy chung nguyên tắc? Lục xuyên cho tới nay cho nàng cảm giác chính là việc nhỏ tùy ý, đại sự bất loạn, có thể làm đến như vậy tất nhiên nội tâm sớm cực kỳ cường đại, phong thư thiết luật cũng đơn giản sáng tỏ, tuyệt sẽ không nhân nhân tố bên ngoài dễ dàng đánh vỡ hắn nhíu mày, trên mặt rốt cục hiện ra ra thoải mái biểu cảm. Ta a, à, nguyên tắc rất đơn giản, là ta ba từ nhỏ sẽ dạy cho ta, sáu cái đặc biệt đơn giản tự, không gây chuyện, không sợ sự. Cũng đủ ta ứng phó sở hữu, trăm khoanh vẫn quanh một đống tình huống. Lặng lặng dưới đáy lòng suy tư này sáu cái tự thâm ý, dịp từ lại ngẩng đầu khi, bỗng nhiên lộ ra một chút như trút được gánh nặng cười. Thật khéo, ta cũng vậy nguyên lai like là bản thân nghĩ đến rất phức tạp dịp từ thừa nhận bản thân cho tới bây giờ cũng không phải một cái kim tể thiên hạ cao thượng người cận cầu bảo vệ cho bản thân nhất phương thiên địa có thể bình an vô sự đó là nàng từ đầu đến cuối tối giả tâm lớn Đối khi nàng hại nàng đãi nàng không người tốt dịp từ không có khả năng làm được tha thứ hắn nói đến cũng cảm thấy hổ thẹn nàng đến giờ phút này mới thanh tĩnh phát hiện bản thân nội tâm cái gọi là ích kỷ lạnh lùng giống như cũng liền chỉ còn lại có điểm này nói đến cùng đời này chung quy cùng một đời trước muốn nóng vội doanh doanh không từ thủ đoạn mưu cầu một đường sinh cơ bất đồng mà đáy lòng nàng cũng có lục xuyên lục xuyên cũng là cười đáy mắt là nói không hết nhu tình cho nên chúng ta mới có thể ở cùng nhau đãi lục xuyên trở lại phiến tràng khi bùi cảnh trạch đang ở cùng lý thụ ôm cặp lồng đựng cơm ăn chính hương Lý Thụ Dương mắt nhìn nhìn Lục Xuyên, ánh mắt không là như vậy thân mật. Nói tốt 10 phút, người nhà cấp lão tử ở 30 phút sau mới hiện thân, làm người cơ bản điểm mấu chốt đâu. Lục Xuyên thông dong ngồi vào chỗ của mình, đưa tay cầm lấy nhất cặp lồng đựng cơm bữa, mở ra nắp hộp đi theo cùng nhau ăn lên. Đúng giờ cùng thành tính không là ta làm người cơ bản điểm mấu chốt. Lý Thụ Trực tiếp cầm đũa gõ gõ Lục Xuyên cặp lồng đựng cơm, ngươi như vậy cọ ăn cọ uống không tốt, quay đầu thu tiền. Lục xuyên theo một đống sắc hương vị đều không là gì cả hâm lại trong thịt nỗ lực lấy ra hai khối thịt bỏ vào trong miệng. Ta ăn là của hắn. Quay đầu nhìn nhìn bùi cảnh trạch. Bùi ảnh đế ăn cơm động tác một chút, ngẩng đầu cho hắn cháu ngoại trai một cái, ngươi thật không biết xấu hổ ánh mắt, đổ là không có mở miệng phủ nhận, một bữa cơm cũng không cấp, làm một cái tiểu cửu giống như cũng có chút không thể nào nói nổi lý thụ vô tình gật đầu hai ngươi có người tính tiền là được sau đó ngữ điệu vừa chuyển trên mặt mang theo khinh bỉ cùng cảnh cáo nói ngươi này đại nửa giờ đều đủ đánh nhất pháo hay là nhân cơ hội cấp lão tử trọng tình đi a à, nếu để sau dịp từ không có gì biến hóa còn chỉnh thỏa đáng hư vô lực xem ta không thu thập tử ngươi lục xuyên nghe vậy kém chút bị bản thân trong miệng thịt sạch nói nỗ lực điều chỉnh bản thân hô hấp dùng mơ hồ không rõ ngữ khí than thở 30. Ngươi. Xem. cụ khụ. Không dậy nổi. cụ khụ. Lý thụ ngẩn người, quay đầu nhìn về phía bùi cảnh trạch. Hắn nói gì ngoạn ý. Lão bùi một mặt bình tĩnh. Hắn muốn nói 30 phút đủ đang làm gì, ngươi xem thường ai đó. Thành công hoàn thành một đạo hoàn hình lớp chỗ trống đề. Lý đạo diễn còn lại là một mặt kinh ngạc nhìn nhìn lục xuyên, trong ánh mắt mang theo rõ ràng chất vấn. Ta không tin. Ngươi cũng không nên gạt ta. Đùa giỡn cái gì? Người trẻ tuổi biết cái gì kêu khả liên tục phát triển sao? Lục xuyên vội vàng tìm nước uống, không có thể ở trước tiên trả lời lý thụ lời nói, mà một bên cúi đầu ăn cơm bùi cảnh trạch ngay cả đầu đều không có nâng, ngữ khí rất là bình tĩnh mở miệng, lừa, hắn trước mắt vẫn là hoa cúc đâu. Hắn còn có thể không biết bản thân cháu ngoại trai. Cho tới bây giờ đều là chưa làm qua chuyện ồn ào hăng hái, nếu thực trải qua qua ngược lại tình nguyện buồn sinh hưởng thụ, bản thân hiểu ra chủ nhân. Lục Xuyên một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn tiểu cửu, có thể hay không yếu điểm mặt. ỷ vào hiểu biết hắn liền tùy ý nhìn trộm hắn riêng tư A. Lý thụ lại là sửng sốt, sau một lúc lâu mặt mang bi thương vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai. Đứa nhỏ A, muốn cố lên nha. Lục Xuyên có câu MMP hắn nhất định phải giảng, này dù là ngươi nói có thể thêm liền đặt sao có thể nhất định nhi hơn nữa a. À. Diệp từ ở cơm trưa thời điểm luôn luôn đãi ở nguyên lai like kia kiện phòng hóa trang lý nghỉ ngơi, trụ kính nhi lên đây làm cho nàng trực tiếp mệt trả rời, lại đến chính là nàng trải qua lục xuyên một vòng, sẽ dạy dục, bỗng nhiên có cùng bản thân một chỗ dũng khí, trước mắt xem ra nàng vẫn là rất hưởng thụ này quá trình. Lại đi thử tìm được tử lương nên có trạng thái, Diệp từ đối bản thân biểu diễn cũng cũng có chút lo lắng. Để sau ngọ lại chụp ảnh khi, Lý Thụ có chút khẩn trương nhìn chầm chầm trước mắt giám thị khí, nhìn không được cùng lục xuyên lại nhảy. Ngươi có biết ta đây kịch tổ chậm trễ nửa giờ là cái gì khái niệm sao? Kinh phí bốc cháy lên mà ngươi có thể nhìn đến cho tàn, ta đây nửa giờ là kinh phí trực tiếp bốc hơi lên. Ta cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện dịp từ có thể cho xuất ra làm cho ta vương ngón tay cái gì đó đến, bằng không. Lục xuyên tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt rất là thả lỏng, nghe được lý thụ oán giận đến ánh mắt đều không có mở. Nếu ngươi còn không vừa lòng ta đem ngươi này nửa giờ tổn thất kinh phí cho ngươi bổ thượng. Lý thụ. Có tiền là đại gia, lúc hắn không nói gì. Chính thức chụp ảnh sau, hiện trường luôn luôn yên tĩnh. Như trước là giống nhau cảnh tượng, giống nhau đạo cụ thậm chí là giống nhau giả dạng, Lý Thụ lại thẳng tắp xem giám thị khí không dời mắt nổi, của hắn hai mắt phát ra ánh sáng, nhìn chầm chầm giám thị khí bên trong tử lương liếc mắt một cái đều không nhẫn tâm sai khai, tay trái hơi hơi nắm chặt, tay phải thượng yên bất tri bất giác đã thiêu đốt hầu như không còn đốt tới yên môn vị trí, Lý Thụ lại như trước hồn nhiên bất giác. Cho đến khi vừa mới dịp từ cảm xúc bùng nổ tình cảnh lại một lần nữa tái hiện sau, Lý Thụ mới quay đầu nhìn về phía đồng dạng tập trung tinh thần xem cách đó không xa tiêu diễn hai người tổ lục xuyên, ngươi là cho nàng làm cái gì ma pháp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Thụ tuyệt đối không tin tưởng Diệp Từ có thể ở nửa giờ sau cho hắn mang đến như thế mới tin tử lương, cái loại này thứ nhất dây liền nắm chặt của hắn tầm mắt mị lực, là phía trước Diệp Từ chưa từng có quá. Lục xuyên nghĩ nghĩ, tả cố mà nói hắn bàn mở miệng ta kỳ thực luôn luôn tưởng khiêu chiến bác sĩ tâm lý nhân vật không nghĩ tới hôm nay ở vợ ta trên người thực hiện lý thụ gãi gãi đầu không thể không nói hắn thật đúng là tò mò phải chết a à, loại này điều giáo diễn viên hiệu quả quả thực không cần rất kinh người nếu đem phương pháp lấy đến nói hắn còn dùng lo lắng sau này diễn viên diễn không tốt diễn nghe xong lý thụ tố cầu sau lục xuyên nhàn nhạt lắc lắc đầu ta phương pháp này chỉ thích hợp nàng hơn nữa phải là ta đến dùng đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tham khảo ý nghĩa. Lý Thụ, đầu tiên hắn trong đầu nghĩ tới rất nhiều kỳ quái gì đó. Tiếp theo, hắn kỳ thực rất muốn mắng thượng một câu, ngươi đặt sao không tú ân ái sẽ chết a? À? Loại này chỉ có thể là ta lưỡng biểu đạt phương thức vốn còn có độc được rồi. Ý năng Bình Lý Đạo chỉ có thể tiếp tục quay đầu đi trành giám thị khí hình ảnh. Qua sau một lúc lâu hắn lại như lầm bầm lầu bầu bàn mở miệng. Đại xuyên a ngươi vợ này tử lương, sợ là muốn thành kinh điển nhân vật. Lục xuyên hừ lạnh một tiếng, biểu cảm rất là đáng đánh đòn, nói ra lời nói liền càng là, vô nghĩa, không là hướng về phía đắp nặng kinh điển ai sẽ đến của ngươi trong kịch diễn cái nữ nhị hào A. Chương 77 77 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com So sánh với lục xuyên cùng lý thụ ở những người đứng xem góc độ quan kháng, cùng dịp từ đang ở đối diễn bên trong bùi cảnh trạch là tối trực quan cảm nhận được dịp từ thay đổi nhân phía trước một lần quay chụp dịp từ tử lương không phải nói không tốt chính là quá mức trung quy trung cũ hơn nữa hắn rất khó chân chính cảm giác đến tử lương cảm xúc biến hóa thật giống như mỗi câu lời kịch đều bị tỉ mỉ thiết kế giống nhau tuy rằng chuẩn xác lại thiếu điểm chân thật nhân khí nghi mà hiện tại tử lương không lại là đơn giản hình giống mà là rất giống Bùi cảnh trạch có thể cảm nhận được dịp từ ở khởi động máy sau không ngừng tích tụ khí tràn cùng năng lượng, bất luận là ngữ khí vẫn là ánh mắt đều so với trước kia càng hiển vài phần sắc bén, mà nàng say rượu trạng thái tắt hoàn toàn là dựa vào tứ chi bày ra. Mà đợi đến nàng chỉnh tràng diễn phân trung nhất vẽ rồng điểm mắt lời kịch nói ra thời điểm, sức bật nháy mắt vô trương. Bùi cảnh trạch khó được, ở cùng một cái cũng không quen thuộc diễn viên đối diễn trong quá trình có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác cho đến khi chỉnh tràng diễn im bạc đình chỉ thời điểm, hắn mới ý thức đến vừa mới ngắn ngủn vài phút thời gian nội, hắn là bị dịp từ mang theo đi. Một cái nội tâm chồng chất vô số hắc ám tử lương, như là ở vô hình trung vương năm ngón tay, ôm lấy hắn từng bước một lâm vào của nàng vũng bùn. Mà bùi cảnh trạch cũng hoàn toàn tiến nhập hàng tư minh trạng thái, ở quay trực trong quá trình căn bản không rảnh nghĩ lại, chỉ tại sau khi kết thúc mới phản ứng đi lại lúc này đây quay chụp cùng lần trước trong lúc đó vĩ đại sai biệt. Lý thụ liền tính lại không xá, nên kêu ca cũng tuyệt đối sẽ không tỉnh điệu. Diệp từ ở xác định này qua sau cả người đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó mới chậm rãi ngồi sửng ở tại trên băng đá, dùng dập hô hấp cũng không có được bình phục. Diễn xuất tử lương tức thời tối nên có trạng thái, nàng cũng không dùng lớn tiếng thét lên cùng hò hét, cũng không cần biểu cảm dữ tợn đến vặn vẹo nhưng trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn không có nửa phần làm bộ. Tử lương không muốn bỏ qua cho làm chuyện phi pháp người, ngay cả biết rõ bản thân xử trí không thỏa đáng cũng muốn khư khư cố chấp đưa hắn đến chỗ chết, hiện thời bị hàng tư minh giáp mặt ép hỏi chỉ trích, nàng theo căn bản thượng hoài nghi tư mệnh chức sứ mệnh. Điều động bản thân sở hữu cảm xúc, chẳng qua là vì đem ở sâu trong nội tâm tử lương bày ra đến thôi cũng đang là vì vô cùng nhường nhuyễn đem bản thân nghĩ đến gì đó toàn bộ không chút nào giữ lại giao xuất ra, dịp từ giờ phút này giống như là thổi phá bóng cao su, cả người đều là ủ rũ đầu cuối não trạng thái. Bùi cảnh trạch thấy thế vỗ vỗ nàng bờ vai, sau đó liền không nói một lời về phía lý thụ bên kia đi rồi đi qua. Lúc này tốt nhất biện pháp chính là nhường phóng nàng một người lặng lặng, tận lực đem bản thân phóng xuất, quái thú, cấp quan trở về, nhưng cũng tài năng chân chính bình tĩnh trở lại. Lý Thụ thấy hắn đi tới, ngẩng đầu biểu cảm nghiêm túc. Vừa mới kia tràn diễn, ngươi bị đè ép. Bùi Cảnh Trạch vô tình cười cười, vốn chính là tử lương sân nhà diễn phân, hắn bị áp mới là bình thường. Huống chi, kỹ không bằng nhân, nguyện đổ chịu thua. Lý Thụ ngậm yên, nhìn về phía Lục Xuyên cười đến rất là tà mị. Ngươi nói nàng này có tính không là thay phu xuất chinh. Lục Xuyên mặt vài giây sau đó vỗ vỗ lý thụ bả vai. Ta còn không như vậy không tiền đồ. Huống chi vợ hắn lần này có thể đem hắn tiểu cửu quan mang che giấu đi qua cũng đúng là may mắn, lại cho nàng đi đến mấy tràng đối thủ diễn còn chưa tất thế nào, dù sao kinh nghiệm ở đàn kia bãi lắm. Nghĩ đến đây, lục xuyên quay đầu nhìn về phía bùi cảnh trạch, ngươi vừa mới. Bùi cảnh trạch không đợi hắn đem nói cho hết lời liền bình tĩnh gật gật đầu. Ân, nhường. Lục xuyên hắn liền không nên hỏi. Bùi cảnh trạch người này làm sao có thể không đặng mũi lên mặt. Xếp phân bị ăn luôn sự tình mạnh mẽ quy kết đến, hắn kỳ thực là nhường diễn, mặt trên. Lục xuyên xem xong trận này diễn liền về tới khách sạn, mấy ngày nay hắn đóng quân ở, tư mệnh, kịch tổ chuyện bị lý thụ phi thường lão đạo trực tiếp hạ số chết làm ô kính, nhân viên công tác dám không dám đem như vậy kính bạo tin tức nói ra đi. Từ lục xuyên diễn viên chính, Hiệp thiếu, lọt vào thượng tinh vệ thị cự mua tin tức truyền ra sau, bất kể là lục xuyên bản nhân hay là hắn phòng làm việc đều không có làm ra cái gì đáp lại. Một ngày hai ngày coi như bình thường, mà khi đại gia giật mình phát hiện, xuyên thần đã vẻn vẹn một chu không phát quá ủy bộ thời điểm. Tới lui nhóm tập thể nổ mạnh. Lục xuyên là dạng người gì? chính là hôm nay ở trong thang máy đụng tới một cái công ty tiểu muội nàng không có thể nhận thức ra bản thân, loại này mè vừng đậu xanh đại chuyện đều có thể làm cho hắn chạy đến ủy bộ thượng cố ý bi bi hai câu nhân. Ngươi làm cho hắn ngạnh sinh sinh đình chỉ 7 ngày không phát quầy bộ. Không tầm thường. Rất không tầm thường. Liền tính các nàng xuyên ca không lâu trầm mê trò chơi động ngoạn động đồ ăn thời điểm cũng không gặp hắn có thời gian dài như vậy không có phát quá ủy bộ được rồi trực quan cảm nhận được sự ra khác thường tất có yêu tới lui nhóm bắt đầu chung quanh tìm hiểu lục xuyên tin tức kết quả được đến đáp án cư nhiên là ra không chỗ nào tung liền ngay cả tối bí mật tới lui phấn cùng tối bác quái ngu nhớ cũng tìm hiểu không ra cái gì tin tức đùa giỡn cái gì Khi nhưng là lục xuyên được rồi chẳng lẽ hành tẩu lưu lượng bao cư nhiên cũng có không nhạy một ngày sao Tìm không thấy Lục Xuyên, chân thân, tới lui nhóm ào ào chạy đến Lục Xuyên ủy bộ phía dưới tố tâm sự, các nàng phía trước là phê ngoan điểm, mắng nặng điểm, cũng trào tổn hại điểm, khả là nhà các nàng Xuyên thần nói như thế nào cũng là gặp qua đại trường hợp lão ngôi sao nhỏ tuổi A, làm sao có thể bởi vì này sao nhất quan quan tiểu suy sụp liền chưa gượng dậy nổi. Tới lui nhóm thật không yên, đành phải dùng hết sức hòa nhã cùng nhuyễn manh ngữ khí cầu Lục Xuyên tối thiểu cũng chi một tiếng bằng không người này sống hay chết đều không biết thật làm cho người ta lo lắng được rồi. Xuyên ca A, à, lăn lộn bán manh cầu ngươi xuyển một tiếng Nga vô luận, hiệp thiếu, ở nơi nào bá ra chúng ta đều sẽ duy trì của ngươi A A A. Yêu tin. Ngươi chạy đi nơi đâu qua. Hại lão nạp thế nào tìm cũng tìm không thấy, o, xuyên thần đừng khóc, đứng lên triệt cùng lắm thì chúng ta tương lai tuyên truyền của ngươi thời điểm không đề cập tới hiệp thiếu thôi lão lục ngươi cái này kiêu ngạo ngẩn mới bao nhiêu sự về phần ngươi như vậy không tỉnh lại đến uầy bộ cũng không chơi sao ngươi phải biết rằng chúng ta đây là đối với ngươi yêu sâu trách chi thiết vì ta xuyên điên cuồng đánh côn giận cầu mãn huyết phục sinh nhưng mà bất luận trên mạng phan thế nào kêu gọi lục xuyên uầy bộ như trước lưu lại ở thật lâu phía trước một cái đổi mới thượng đoạn tin làm lục xuyên người đại diện nhìn đến này trận trận cũng thay bản thân người đại diện kim lão bản niết một phen mồ hôi lạnh này thảo nản lòng thoái chí thất ý nam nhân thiết cần nhất nắm chắc chừng mực nhất không chú ý chính là một cái ngoạn bắn không trúng bia thất ý nam thần dây biến nam bạch liên tiếp tấu a à có hay không đoạn mẹ thật lo âu có thể không luận nàng thế nào cùng lục xuyên khơi thông cuối cùng được đến hồi phục chỉ có một chờ hắn trở về lại nói chính là loại này ba phải sao cũng được lại làm cho người ta không yên bất an trả lời khó được nhường đoạn tin tạc mau, trực tiếp điện thoại hôm sau chạy vội đến thành phố hát. Đến phía trước không biết lục xuyên đi đâu cái kịch tổ. Dễ làm, người đại diện vòng luẩn quẩn liền như vậy hẹp, lại có thể mật thám đến ngoại giới phan cùng giải trí phóng viên vào đầu bức tai muốn biết hết thảy tin tức. Đại đoạn tin tới kịch tổ khi, lục xuyên đang ở cùng lý thụ nhàn thổi loạn khảng này một cái nhiều sao kỳ cỏ kịch tổ cuộc sống nhường xuyên thần cảm thấy thể xác và tinh thần thần kỳ sản khoái chỉ cần trong lòng có chút gì đổ hoãn chuyện tìm tới lý thụ tùy tiện tổn hại thượng hai câu nhất định nhi thuốc đến bệnh trừ khả ngày trải qua lại sản khoái lục xuyên nên đi ngày hay là muốn đi hắn vốn định đêm nay thừa dịp dịp từ không có đêm diễn tìm cơ sẽ hảo hảo cùng nàng ngấy oai một lát liền đóng gói chạy lấy người kết quả không thành tưởng không đợi đến hắn đi nhà mình người đại diện liền một mặt vẻ giận dữ trực tiếp đánh đến kịch tổ, khi khí thế liền ngay cả một bên lý thụ đều kìm lòng không đậu đánh cái trùng mình. Lục xuyên này người đại diện, trong vòng luẩn quẩn cũng là có tiếng. Một lời khó nói hết. Đoạn tin ở một năm 365 thiên lý ít nhất có 363 thiên đều là nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, làm cho người ta như một xuân phong tiêu chuẩn ôn nhu nữ thần phong, thừa lại hai ngày chính là nàng đầy đủ bày ra bản thân, chức tràng bưu hãng nữ cường nhân, bá tổng một mặt. Mà bình thường lúc này có thể nhường đoạn tinh khống chế không được lửa giận trực tiếp bảo nổi nhân có thả chỉ có một, nàng, một tay nuôi nấng lục xuyên. Lý thụ may mắn gặp qua một lần kia kịch liệt trường hợp, từ đây đối đoạn tinh tránh như rắn rết. Lúc này nhìn thấy đoạn tinh giống như người mặc kim giáp thánh y, chân thải thất thải tường vân mà đến nữ vương tư thế, trực tiếp không nói hai lời liền đem lục xuyên đuổi ra bản thân phiến tràng huynh đệ có thể không làm hôm nay diễn không thể không chụp lý thụ thật khủng hoảng lục xuyên lại rất bình tĩnh vừa tới là hắn đã sớm bị đoạn tin mắng da thứ hai chính là đoạn tin vô luận thế nào phát hỏa đáy lòng đều có một viên tơ hồng không đi thải nàng biết ai là cho nàng phát tiền lương nhân đoạn tin cùng lục xuyên một đường không nói chuyện tùy tiện tìm một gian hóa trang gian đi đến tiến vào nàng đóng cửa lại sau không nói hai lời liền khai mắng, đại ca, ta gọi ngươi ca được không? Không mang theo ngươi như vậy đùa đi. Hiệp thiếu, tuyên truyền hoạt động không tham gia cũng liền thôi, biểu diễn hội còn tại trù bị trung không trên một tiếng liền ngoạn biến mất cũng thế, khả ngươi mấy ngày nay cùng người gian bốc hơi lên giống nhau là muốn nháo kia ra. Thực cho rằng bản thân khổ tâm nhiều năm kinh doanh lên phan trụ cột vững chắc không phá có phải không phải. Lục Xuyên lặng lặng nghe, không có mở miệng đến trình độ này đoạn tin còn chưa có phung thích, chờ nàng đem cơn tức toàn bộ đều phát ra đến mới có hắn mở miệng cơ hội. Đoạn tin rất rõ ràng nàng cùng lục xuyên trong lúc đó, khơi thông, hình thức, căn bản là không trông cậy vào lục xuyên có thể vào lúc này đáp lại nàng liền không lưu tình chút nào tiếp tục bùng bùng một chút nói xông ra. Ngươi có biết hay không trong vòng luẩn quẩn có bao nhiêu người tha thiết mong nhìn chầm chầm của ngươi vị trí, sẽ chờ ngươi một cái sơ sẩy đem ngươi từ phía trên cấp túng xuống dưới hiện tại là ngươi nháo yêu thời điểm sao? Ngươi liền tính không lo lắng phòng làm việc mỗi ngày vất vả cho ngươi bôn ba đồng sự, cũng muốn lo lắng tiếp theo thẳng duy trì của ngươi phan đi. Vẫn là nói ngươi thật muốn chờ, hiệp thiếu, bá ra thời điểm, tới lui nhóm tập thể họng súng đối nội, đi theo bên ngoài một đám không biết nơi nào toát ra đến hắc phấn đem ngươi phun thương tích đầy mình mới tính thoải mái. Đoạn tinh xác cũng không tạp một chút nói xong một đoạn lớn nói sau, mới hít sâu một hơi, ngồi xuống lại mở miệng khi vô luận ngữ khí vẫn là tốc độ nói cũng không không còn nữa vừa mới như vậy vội vàng cùng bén nhọn. Hiện tại có thể cùng ta nói sao? Lý thụ kịch tổ lý đến cùng là cái gì có lớn như vậy mị lực, cho ngươi không để ý nhất sạp lạng sự trực tiếp bỏ gánh chạy vội tới. Lục xuyên luôn luôn tĩnh tọa ở một bên trên ghế ngồi, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng đoạn tinh, trong giọng nói mang theo thành khẩn cùng nghiêm cẩn, đoạn tỷ, ta bạn gái tại đây. Đoạn tin nghe vậy đổ hấp một ngụm khí lạnh, nàng sợ nhất sự tình ở tối không nên tới thời điểm vẫn là đến đây, mạnh mẽ khống chế được bản thân ngực hít thở không thông cảm, đoạn tin trầm giọng hỏi. Là ai? Tư mệnh, kịch tổ trung thiếu cái gì cũng không thiếu hoa nhỏ, phó hân dung dịp từ cùng mộ sướng tụ tập lại ở trong này đấu trí đấu dũng, nghe nói phạm đào qua còn muốn đến đánh cái nước tương, này phạm vi thật sự là quá rộng. Lục xuyên thần sắc thản nhiên, nhìn thẳng đoạn tinh, khóe miệng dơ lên một chút nhàn nhạt cười. Diệp từ. Đoạn tin. Kinh ngạc là có, khả kinh ngạc qua đi là một loại quả thế hiểu rõ. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, nàng liền trực tiếp phủ định nói. Ta không đồng ý. Chương 78 78 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lục xuyên tự vừa ra nói chính là từ đoạn tin mang theo, Đương thời Lục Xuyên vẫn là cái 17 tuổi vị thành niên thiếu niên, mà đoạn tin cũng bất quá là cái tiến vào chức tràng không vài năm bán người mới. Lục Xuyên còn nhớ rõ lúc đó hắn dứt khoát kiên quyết lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, dễ dàng vứt bỏ nhi khi thường xuyên xuất nhập kịch tổ tư lịch, khư khư cố chấp từ đầu lại đến. Khi đó đoạn tin nói cái gì đều không có nói, giúp hắn tuyên truyền đánh ca, cùng hắn hối hả ngược xuôi các thành phố lớn khai tuần diễn, vì hắn thanh lý các loại chuyện xấu đường viền hoa, hay hắn gắn bó phan đoàn tốt khơi thông cùng hổ động. Gắn lên một cái mắt gần 10 năm thời gian trôi qua, đoạn tin đi theo lục xuyên đến đây chính hắn phòng làm việc, như trước là hắn người đại diện, cũng không lại vẫn như trước kia có được tuyệt đối nắm trong tay lực. Qua tuổi 30 đoạn tin nhưng là rất hài lòng loại này chuyển biến, lời như vậy nàng cũng có thể đem càng nhiều hơn tinh lực phóng tới gia đình thượng. Lục Xuyên đã sớm dự đoán được đoạn tin nghe thế sự kiện sau sẽ có phản ứng như vậy, ảnh hưởng đoạn tin làm ra nháy mắt phán đoán nhân tố, cho tới bây giờ đều là mà chống đỡ của hắn lợi hại vì căn bản nhất thủ hướng. Lục Xuyên cười cười, không vội mà mở miệng. Nhìn thẳng đoạn tin ánh mắt không có chút trốn tránh cùng trốn tránh. Đoạn tin thấy hắn bộ này bộ dáng, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Ở cùng nhau cộng sự nhiều năm như vậy, nàng lại thế nào sẽ không biết lục xuyên làm ra loại thái độ này chính là một điểm quay về đường sống đều không có vô lực thở dài đoạn tin ẩn ẩn mở miệng ta nhớ được thật lâu phía trước khi đó ngươi còn không có nhận thức nàng chúng ta ở bệnh viện đụng tới tương phi thuận tiện nhắc tới dịp từ lúc đó ngươi đối nàng đánh giá cũng không cao lục xuyên gật gật đầu đổi thành là hiện tại ta còn là muốn nói gặp được ta phía trước dịp từ là ngốc bức hắn tự nhiên nhớ được lúc trước đối chưa từng gặp mặt vợ làm cái gì đánh giá, chỉ nhằm vào lúc đó hiểu biết tình huống, vợ hắn đó là ngốc không biên nhi. Sau này xuyên thần cảm thấy từ dịp từ gặp hắn nhân sinh bước đi hướng về phía quỷ đạo, bất kể là đang ý nghĩ thượng vẫn là làm việc thượng đều so với trước kia có về bản chất vượt rào. Có lẽ, đây là trong truyền thuyết chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời mệnh trung chú định hắn đi. Đoạn tin cao mày, không để ý hắn câu này vương bà bán qua hồi phục, tiếp tục nói. Ta biết ta không đồng ý, chuyện này ngươi hay là muốn kiên trì đến cùng. Nhưng có chút nói ta làm của ngươi người đại diện nhất định phải chi tiết cùng ngươi nói rõ ràng. Thứ nhất, Diệp Từ cùng Lý Luân trong lúc đó chuyện tuy rằng hiểu biết, Lý Luân hiện tại cũng sớm sẽ không có bóng dáng. Nhưng chuyện này chỉ cần nàng có thể hồng, liền vĩnh viễn là trên người nàng hắc lịch sử. Mà ngươi nếu cùng với nàng, lại nhất liên tưởng đến ngươi cùng Lý Luân trong lúc đó nhiều năm như vậy tranh phong tương đối, mặc kệ là hắn phấn cũng là ngươi hắc đều sẽ không nể tình trào phúng ngươi nhặt một cái Lý Luân không cần nữ nhân. Cái đó và Lý Luân có phải không phải cạn bã nam không có quan hệ. Thứ hai, hiện thời vòng giải trí đối nghệ nhân yêu đương quản chế đích xác không có trước kia cường ngạnh như vậy, phấn vòng nhận đứng lên cũng rộng rãi rất nhiều. Nhưng là này đó. Đều giới hạn cho có chút danh khí tiểu minh tinh hoặc là thuần đi kỹ thuật diễn thực lực phái Giống người như vậy dựa vào nhan giá trị Dựa vào nhân thiết hấp dẫn vô số nữ tính phan siêu cao nhân khí nam minh tinh Không có mấy người dám công khai Bởi vì này tuyệt đối hội trở thành trí mạng tính đã kích Cuối cùng, người này 2 năm bản liền không có gì cường ngạnh tác phẩm được xuất bản Hơn nửa lần này hiệp thiếu, tuyên phát thất lợi Đối với ngươi mà nói bất kể là kêu gọi lực vẫn là lực ảnh hưởng cũng không phải cái gì tốt tín hiệu, càng trực tiếp điểm nói, nhân khí của ngươi tại hạ hoạt, đây là sự thật không thể chối cãi. Đoạn tin đâu vào đấy cùng lục xuyên nhất nhất tỏ rõ lợi hại quan hệ, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nghiêm cẩn. Tổng hợp lại nhiều như vậy nhân tố suy tính, ta không có biện pháp đối với ngươi cùng dịp từ tình cảm lưu luyến ôm lấy chúc phúc. Bộc trực nói, ta thật lo lắng có bao nhiêu nùng tình mật ý tình lữ cuối cùng ở dư luận dưới áp lực bại hạ trận đến lại có bao nhiêu đã từng tình đầu ý hợp tình vững hơn vàng nam nữ si tình bị lạc lẫn nhau cộng đồng ưng thuận hứa hẹn cuối cùng mỗi người đi một ngã này đó đoạn tin nhìn nhiều lắm dứt bỏ bản thân người đại diện thân phận làm một cái xem lục xuyên một đường đi tới lại thâm sâu biết hắn tính tình bằng hữu nàng trong tư tâm tình nguyện hắn tương lai tìm cái ngoài vòng tròn bạn gái bao nhiêu đều sẽ đơn giản thuần túy một ít Lục Xuyên nghe xong đoạn tin sở hữu phân tích, trên mặt như trước mang theo hắn nhất quán cười, nhẹ giọng mở miệng. Đoạn tỷ, ngươi hẳn là biết chúng ta hai cái là khi nào thì nhận thức đi. Đoạn tin không rõ chân tướng gật đầu. Tạ bằng huy kia bộ cổ trang kịch, hai ngươi còn dưỡng một đám chính phú phấn không là. Loại sự tình này nàng lại thế nào sẽ không biết. Chẳng qua Lục Xuyên bên người thật sự không thiếu loại này chuyện xấu, lúc đó căn bản khiến cho bao nhiêu bắn ngược đoạn tinh cũng liền áp dụng bỏ mặt thái độ. Lục xuyên gật gật đầu. Khi bộ diễn kết thúc không đến một năm thời gian, mà ta cùng với nàng thời gian, đã có tám hơn tháng. Đoạn tinh lần này rõ ràng ngẩn ra, lục xuyên tính nết nàng vô cùng giải, rất nhiều việc không dưới định chủ ý liền tuyệt đối sẽ không nhất thời xúc động bỏ ra cánh tay không quan tâm xông lên đi. Bằng không lúc trước cái kia nữ đoàn thành viên cũng sẽ không thể như vậy sớm liền vô tật mà chết. Khả tính tính thời gian, Lục Xuyên cũng liền là mới vừa quen dịp từ hai tháng thời gian liền trấn hệ cấp xác định. Kỳ thực là ta đuổi theo của nàng, lúc đó ở kịch tổ chỉ biết là bản thân đối nàng có cảm tình, sau này tái kiến của nàng thời điểm. Mới phát hiện, ân, bản thân chính là trong truyền thuyết ngoạn đảng, lõm vào. Đoạn tỷ nói ra không sợ ngươi chê cười, ta thích nàng, càng lúc càng thích nàng, ở chung càng lâu cũng càng không ly khai nàng có đôi khi nhẫn không nghĩ, nếu không liền như vậy về hưu quên đi, cưới vợ ta mỗi ngày ở cùng nhau quá cuộc sống, ngẫm lại ta đều sẽ nhạt ra tiếng. Lục xuyên chậm rãi nói xong, ở nhắc tới dịp từ thời điểm ánh mắt trong suốt mà sáng ngời. Vừa ở cùng nhau thời điểm, ta hận không thể hóa thân bá tổng chiêu cáo toàn thế giới, ta lục xuyên không là độc thân, vợ ta kêu dịp từ. Nhưng là, ta không dám. Nói tới đây hắn tự dễu cười cười kỳ thực nàng đặc biệt độc lập liền tính không ta tại bên người che chở cũng có thể đem bản thân chiếu cố hảo hảo mà ta chính là lo lắng nàng hội chịu ủy khuất bị ủy khuất còn cứng hơn chống cùng ta nói không có việc gì đoạn tỷ ngươi biết không ta ở gặp được nàng sau rốt cục có đặc tưởng phải bảo vệ một người niệm tưởng lục xuyên đã từng không chút để ý chẳng qua là bởi vì chưa bao giờ gặp được một người đáng giá hắn lưu tâm thôi hiện ở trong lòng trang một người, liền không bao giờ nữa khả năng buông xuống. Đoạn tin nghe nghe, liền bất tri bất giác đỏ hốc mắt. Mấy năm nay nàng một đường xem lục xuyên sờ soạn lần mò đến hiện thời địa vị, vòng giải trí kỳ thực so cái khác vòng luẩn quẩn muốn hiện thực rất nhiều, giống lục xuyên như vậy, nguyên bản có tài có nhang còn gia thế khá cao nam sinh nếu đặt ở khác gì một vòng lẫn quẩn cơ hồ chính là nhắm mắt lại cái gì cũng không làm đều có thể được việc. Mà khi minh tinh, liền tính ngươi có tiền có quyền có tài nguyên cũng khống chế không xong người xem thẩm mỹ bao nhiêu phú nhị đại sơ tiến vòng giải trí khi cảm thấy bằng vào bản thân tiên thiên điều kiện tuyệt đối có thể một bước lên trời cuối cùng lại có mấy cái là chân chính sống sót không bị đánh tuyệt đại đa số đều bất quá là một trận nhất thời cuối cùng tơi tả mà về thôi có lẽ là từ tiểu liền tiếp xúc này vòng luẩn quẩn duyên cớ lục xuyên kháng áp lực đích xác so những người khác cường nhưng là nhân sẽ có lúc mệt mỏi đoạn tin vô số lần thấy lục xuyên mệt đến tùy tiện tìm vị trí có thể ngã đầu đi vào giấc ngủ khi đó nàng không phải là không có nghĩ tới nếu có thể có cái biết hắn ấm lạnh nhân ở bên người hắn chiếu cố nên có bao nhiêu hảo lục xuyên rất tịch mịch lại luôn tập quán tính đem bản thân bao vây nghiêm nghiêm thực thực để cho người khác tưởng quan tâm hắn đều không thể nào xuống tay dần dần bên người nhân cũng liền xem nhẹ hắn chẳng qua là một cái hai mươi suốt đầu thiếu niên hút hấp lên men mũi đoạn tin cố nén bản thân lệ ý nhẹ giọng mở miệng phao trừ mặt trên nhiều như vậy về công lý do ta kỳ thực càng muốn biết cái kia dịp từ có thể hay không đem ngươi chiếu cố hảo ngươi nói nhiều như vậy ta nghe đều là ngươi ở nhân nhượng nàng khả nàng lại có hay không cho ngươi lo lắng quá cái gì a à? lục xuyên cười cười ngữ khí bất giác nhẹ nhàng rất nhiều nhà của ta dịp từ đặc biệt hảo, làm cái gì đều sẽ lo lắng của ta cảm thụ. Đoạn tin Nàng sẽ không nên đi hỏi một cái bị luyến ái choáng ván đầu óc nhân loại này vấn đề. Thở dài một hơi, đoạn tin quyết định vẫn là giảng chút tương đối thực tế trọng tâm đề tài. Thật sự tưởng tốt lắm. Đánh chết cũng không xa rời nhau. Lục xuyên gật gật đầu, một mặt nghiêm cẩn. Trừ phi nàng không cần ta nữa đoạn tin trực tiếp bị hắn khí nở nụ cười, này nói ra đi ai sẽ tính. Một cái được xưng, toàn dân nam thần, nam nhân cư nhiên còn cả ngày lo lắng hắn bạn gái không cần hắn. Khi tính toán khi nào thì công khai. Vấn đề kế tiếp chính là hoàn toàn đề cập đến nàng bên này chuẩn bị công tác, đoạn tin không nghĩ đánh không có chuẩn bị trận. Đã lục xuyên phi nàng không thể, vậy sớm muộn gì sẽ có công khai một ngày. Về phần hắn lo lắng đối phương không cần của hắn vấn đề đoạn tinh tạm thời không nghĩ đi lãng phí não tế bào. Nếu ta nói ta ngày mai liền tính toán công khai ngươi tin sao? Tính. Đoạn tinh thật kiên định, bởi vì nàng xem ra lục xuyên rõ ràng chính là trung quyển hệ bạn trai tư thế, chính là so với cậu đến còn nhiều chút ham muốn chiếm hữu. Lục xuyên một tiếng thở dài khí, sau đó mới đứng đắn hồi đáp. Tạm thời hẳn là sẽ không, ta hy vọng chúng ta ở cùng nhau thời điểm, nhận chỉ có chút phúc đoạn tin nhíu nhíu mày. Của ngươi này hy vọng so trúng 100 triệu sổ số còn không đáng tin. Các ngươi hai cái cũng không phải nhân dân tệ làm sao có thể người gặp người thích. Cho dù là nhân dân tệ nhân gia còn nói không chừng ghét bỏ ngươi không là đô la. Khi ít nhất muốn đem phản đối thanh âm khống chế đến vi không thể sát trong phạm vi. Đối điểm này, lục xuyên thật kiên trì. Cho nên ngươi mới vội vã như vậy suy nghĩ chuyển hình lục xuyên tưởng chuyển hình là sớm đã có ý tưởng chính là gần nhất một đoạn thời gian đoạn tin đều có thể rõ ràng cảm nhận được của hắn bức thiết gật gật đầu lục xuyên nhẹ giọng mở miệng đoạn tỷ năm nay biểu diễn hội có thể là ta cuối cùng biểu diễn hội đoạn tin sững sờ có ý tứ gì tính toán từ đây phong hầu hắn còn muốn sống thêm vài năm tạm thời không đánh gãy đem trải qua đặt ở ca hát thượng khả năng quá vài năm còn có thể lại hát cũng nói không chính xác. Ta kỳ thực không là có thể một lòng đa dụng nhân, ca sĩ cùng diễn viên đều nếm thử quá mới biết được bản thân càng yêu thích cùng càng am hiểu cái nào. Đoạn tin hiểu rõ gật gật đầu, năm đó lục xuyên xuất đạo thời điểm đúng là âm nhạc vòng còn chưa có giống hiện ở chán trường như vậy, có đôi khi tốt hoàn cảnh tài năng dựng dục ra đồ tốt. Đến sau này cũng chính là lục xuyên đột nhiên tâm huyết dân trào lại trở về ảnh thị vòng 1-2 năm về sau, toàn bộ âm nhạc ngành nghề bị các loại chân nhân tú bá bình, chân chính làm nguyên sang âm nhạc nhân bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Khi đó đoạn tin còn nhịn không được cảm khái, lục xuyên không hồng, thiên lý không tha. Đối ngành nghề phán đoán cùng dự đánh giá thật là chuẩn đến dọa người. Hiệp thiếu, giai đoạn trước tuyên truyền ta một hồi không rơi toàn đi theo chạy, biểu diễn hội cũng không cấp tại đây một lát. Phan bên kia. Ta vốn là làm tốt đạm ra tính toán, thường thường mạo cái phao là được, không tính toán tại đây mặt trên lo lắng. Cho nên trong khoảng thời gian này ta tính toán nghỉ ngơi một tháng. Lục xuyên trầm tư sau một lúc lâu, mới đem đoạn tin phía trước chỉ trích nhất nhất làm đáp lại. Đoạn tin giờ phút này cân tức sớm không vừa đến khi lớn như vậy, nhưng nghe hắn nói như vậy như trước kinh ngạc. Nghỉ ngơi một tháng. Ngươi tính toán toàn bộ quá trình ngâm mình ở này kịch tổ lý. Tin tưởng nàng, nếu như vậy không ra nửa tháng lục xuyên cùng dịp từ trong đó quan hệ chỉ sợ che cũng che không được lục xuyên lắc đầu không là vốn liền tính toán sáng mai bước đi ta muốn hồi tranh lão gia đoạn tin nhìn hắn một cái cũng là không nói cái gì làm diễn viên trừ bỏ tết âm lịch một năm có thể hồi một lần giả đều xem như xa xỉ lục xuyên vài năm nay có đôi khi ngay cả tết âm lịch đều không thể quay về càng miễn bàn này không năm không chương trở về chạy biểu diễn hội sau khi kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra ta tính toán đi chụp hàng tu tề diễn. Đoạn tin lại sững sờ, hàng tu tề. Tên này sau lưng ý nghĩa cái gì không ai không biết, khả năng thế nào cũng không nghĩ tới lục xuyên cái gọi là chuyển hình, chính là lớn như vậy động tác. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở lục xuyên tuyển diễn trên vấn đề, đoạn tin luôn luôn tôn trọng của hắn ý kiến. Nói cái gì đều cải biến không xong trước sự thật, kia nàng cũng lười nhiều lời còn có, ta sao không tính toán lại tiếp chụp tình cảm loại kịch bản. Lục Xuyên bình tĩnh bổ sung. Đoạn tin lại chỉ kém tại chỗ nổ mạnh. Không tiếp tình cảm đề tài kịch bản. Một cái 26 tuổi đang tuổi lớn thả càng thích hợp mỗi ngày tình tình yêu yêu nam diễn viên đưa ra này muốn yêu cầu quả thực rất căng phai nhạt. Nỗ lực áp chế bản thân lửa giận, Lục Xuyên này hiển nhiên là chỉ biết nàng một tiếng ý tứ, về sau loại này ngấy ngấy méo mó cảm tình diễn kịch bản cũng đừng hướng bên người hắn đệ cho ta cái ta có thể nhận lý do nàng giờ phút này chỉ cảm thấy lần này nói chuyện tin tức lượng thật sự nhiều lắm hơn nữa rất nhiều cũng không phải nàng nguyện ý nhận ta muốn nói là ta nàng dâu thủ thân như ngọc ngươi có phải hay không đánh ta lục xuyên thử hỏi hội hơn nữa hội cho rằng ngươi thật không chuyên nghiệp lục xuyên cười lắc lắc đầu Liền là vì thật cẩn thận đối đãi biểu diễn, ta mới sẽ không lại tiếp loại này diễn. Ta luôn luôn là thể nghiệm phái tuyển thủ, không có biện pháp đi đối với một cái không là của nàng diễn viên tưởng tượng thấy người kia chính là nàng, điểm này ta làm không được. Cho nên chỉ có thể theo bắt đầu sẽ không diễn. Thể nghiệm phái biểu diễn phương thức chú ý chính là đem bản thân hoàn toàn trở thành nhân vật bản thân, mà phi đi bắt trước trong tưởng tượng nhân vật. Nếu Lục Xuyên muốn diễn một cái đồng tính luyến ái, khi hắn không thể đem đối thủ diễn nam diễn viên tưởng tượng thành nữ nhân, chỉ có thể liều mạng khai cuộc bản thân đối nam nhân, hứng thú. Chính là phi thường thanh tỉnh nhận thức đến bản thân biểu diễn phương thức, Lục Xuyên ở chọn lựa kịch bản thời điểm trong tiềm thức hội có rất nhiều hạn chế, chẳng qua hiện thời hơn một cái thôi. Đoạn tin trầm mặt sau một lúc lâu, cuối cùng chính là chậm rãi mở miệng. Chỉ mong nàng thật sự đáng giá ngươi trả giá nhiều như vậy. Đại Lục Xuyên trở lại phiến tràng sau, đoạn tinh không có trực tiếp rời đi, mà là ở dịp từ hóa trang gian cửa lẳng lặng đợi một lát, không chàng cho tới hôm nay không diễn đã ở phiến tràn hạt hoãn dịp từ, lại gặp được đồng dạng nhàng đến vô sự toàn thiên ở kịch tổ nhàn hoãn lưu hạ. Đoạn tinh không biết lưu hạ, khả lưu hạ làm xuyên thần bí mật thiết phấn, lại là ở kịch tổ gặp qua đoạn tinh nhân lại không thể có thể không biết nàng. Vốn đi, lưu tiểu hạ vốn định đem bản thân thổ hào tiểu thư khí thế lấy ra, Thấy được cũng làm không thấy được trực tiếp chạy lấy người. Khả Đoạn Tinh đứng vị trí thật sự rất khả nghi, làm cho nàng nhịn không được nghĩ nhiều. Hơi hơi suy tư một chút, Lưu Hạ vẫn là đi rồi đi qua. Đoạn mẹ, ngươi đây là đang đợi nhân. Ngữ điệu trung mang theo một loại tự nhiên thân thiết, trước mặt người ở bên ngoài nàng vẫn là thật có thể trang khéo khoe mã. Đoạn Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó không quá xác định hỏi. Ngươi là bộ dáng có điểm nhìn quen mắt nhưng nửa khắc hơn hội nghĩ không ra cái loại này lưu hạ thấy thế tự nhiên cười hoàn toàn không thấy chút xấu hổ thân thiện mở miệng ta gọi lưu hạ kỳ thực là xuyên thần phan lúc trước vì thấy hắn một mặt còn đi diễn thanh cung hàng bất quá sau này liền lui vòng đoạn tin cười cười nhĩ hảo ta nói cảm thấy quen mặt đại lưu hạ vừa nói thanh cung hàng đoạn tin lập tức liên tưởng đến lục xuyên cùng dịp từ gặp nhau tầm mắt không cảm thấy lại phiêu liếc mắt một cái dịp từ chuyên chúc hóa trang gian môn ngươi là muốn tìm dịp từ lưu hạ thật khẳng định ngữ khí thật không xác định đoạn tin sửng sốt quay đầu nhìn về phía lưu hạ khi mang theo một tia nghi hoặc ta cùng nàng là tốt lắm bằng hữu lần này đến kịch tổ cũng là vì đến nàng đùa lưu hạ trực tiếp giải thích nói đoạn tin lúc này cũng đại khái minh bạch liền cũng bằng phẳng trả lời đúng ta là đang đợi của nàng lưu hạ gật gật đầu nghĩ nghĩ sau mới mở miệng đi kia ta giúp ngươi đi tìm nàng ngài đi vào trước chờ đoạn tin có chút kinh ngạc nói lời cảm tạ có thể có người hỗ trợ truyền lời là không còn gì tốt hơn bằng không nàng như vậy trực tiếp đi phiến tràng tìm dịp từ không chừng khiến cho người chung quanh thế nào đoán đâu mà lưu hạ cũng có ý nghĩ của chính mình này đoạn tin xem quen thuộc nhưng lại cũng không dễ tiếp xúc thật cơm vòng đều ở sau lưng thân thiết xưng hô nàng vì côn nhu một đau đã nàng hạ quyết tâm muốn gặp dịp từ khi nàng ít nhất có thể làm đến trước tiên cấp bản thân nữ thần thông cái khí đã tìm được dịp từ sau lưu hạ nói hai ba câu đem sự tình nói xong sau đó lại thật tường tận giới thiệu đoạn tin đối với lục xuyên phát triển tầm quan trọng cùng với nàng bản con người tính cách đặc điểm cuối cùng mới trịnh trọng chuyện là mở miệng nói đại khái tình huống ta cùng ngươi nói xong rồi nhưng ngay tại ngươi hóa trang giang muốn hay không đi gặp nàng xem chính ngươi ý tứ dịp từ cười đến thoải mái vì sao không thấy đã nàng đối lục xuyên mà nói là cái rất trọng yếu nhân ta đây liền càng không thể không thấy lưu hạ thở dài chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu cẩn thận lai giả bất thiện Đoạn Tinh sẽ tìm được Diệp Từ, kia trăm phần trăm chính là đã biết Lục Xuyên cùng Diệp Từ quan hệ. Chuyện này đối với cho luôn luôn bao che cho con Đoạn Mẹ đến nói thật ra không tính cái gì chuyện tốt. Diệp Từ gật gật đầu, yên tâm đi, nàng có thể ở Lục Xuyên bên người đã lâu như vậy, đã nói lên phẩm hạnh không lầm. Nói đến cùng nàng chẳng qua là tin tưởng nhà mình nam nhân xem nhân ánh mắt thôi. Diệp Từ đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy tỉnh tọa này nội Đoạn Tinh đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy bản thân nàng, lần trước vẫn là ở, thanh cung hàng, kịch tổ, lục xuyên tiến tổ khi xa xa nhìn nàng giống nhau, khi đó nàng đối đoạn tinh kỳ thực không lưu lại cái gì ấn tượng, chỉ cảm thấy nàng đối lục xuyên phan nhóm rất có một bộ, hơn nữa đối với các nàng là thật thân thiết. Đoạn tinh nhìn thấy Diệp từ đẩy cửa tiến vào, chủ động đứng lên đi rồi đi qua, vương tay chính thức giới thiệu bản thân. Nhĩ hảo, ta là đoạn tinh. Lục xuyên người đại diện. Diệp từ cười cười, hồi nắm đoạn tinh thủ sau hai người ào ào ngồi xuống. Đoạn tinh bất động thanh sắc đem Diệp từ cẩn thận đánh giá vài vòng, phát hiện trước mắt cô nương này là thật thật nhận người muốn gặp, liền tính nàng mang theo thành kiến đi lại chọn nàng tật xấu, lần đầu gặp mặt khi Diệp từ cũng không thiếu cầm của nàng ấn tượng phân. Bất quá nói trở về, có thể nhường lục xuyên như vậy ánh mắt cao nhân thề sống chết đều phải bắt cô nương có năng lực kém đi nơi nào đâu. Đoạn tinh tự dễu cười cười, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Từ, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Từ đối mặt trường hợp này luôn luôn biết nói sao đắn đo chừng mực, đoạn tin không chủ động mở miệng, nàng liền tuyệt sẽ không dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt. Ngươi có biết ta tới tìm ngươi nguyên nhân đi? Đoạn tin ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không có nửa phần chất vấn ý tứ. Diệp Từ gật gật đầu, thản nhiên nói. Đại khái có thể đón được. Không lâu kịch tổ truyền lưu mới nhất tối kính bạo bác quái chính là khẩn trương xuyên thần người đại diện đến đây sau không nói một lời đưa hắn mang đi một mình nói chuyện. Lục xuyên nói, hắn phi ngươi không cưới, trừ phi ngươi tương lai không cần hắn nữa. Đoạn tin gắt gao nhìn chầm chầm dịp từ biểu cảm, thuật lại như vậy một câu đối chính nàng mà nói vẫn là rất khiếp sợ lời nói. Dịp từ nghe vậy, trong đầu đều có thể tưởng tượng được đến kia nam nhân nói lời này khi biểu cảm, không có bất kỳ do dự, nàng cũng trực tiếp mở miệng. Ta cũng phi hắn không gã hơn nữa ta không sẽ không cần của hắn đoạn tin nàng tưởng tượng quá dịp từ nghe nói như thế tình hình đặc biệt lúc ấy giả bộ kinh ngạc sau đó lộ ra ngượng ngùng hạnh phúc biểu cảm cũng tưởng tượng quá nàng sẽ trực tiếp nói với nàng hai người khả năng còn chưa có tiến triển đến kia nhất bộ nàng cũng thật không ngờ lục xuyên sẽ như vậy tưởng thậm chí còn tưởng tượng quá dịp từ hội dương giả không biết tình từ đầu đến cuối đều cùng nàng giả ngu khả nàng liền là không ngờ rằng Diệp Từ sẽ như vậy bột trực mà trực tiếp nói ra đồng dạng trả lời, trên mặt không có lộ ra cái gì giật mình hoặc kê biểu cảm, thật giống như nàng đã sớm biết Lục Xuyên sẽ nói như vậy giống nhau. Đoạn Tinh hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ vẫn là nói thẳng ra bản thân lần này tiến đến mục đích. Tới gặp nàng, chẳng qua là tưởng tận mắt xem Lục Xuyên thích không được cô nương đến cùng là người ra sao vật, lại đến. Xác định Diệp Từ thái độ đối với Lục Xuyên, nàng tài năng yên tâm rời đi vô luận như thế nào đoạn tin đều không hy vọng ở lục xuyên cùng dịp từ trong đoạn tình cảm này bản thân mang nghệ nhân là cái thế đầu quan gánh một đầu nóng ngốc tử bột trực nói ta vừa nghe được hắn kết giao nhân là ngươi ta là không đồng ý mặc dù của ta không đồng ý đối với lục xuyên mà nói không có bất kỳ ý nghĩa ta phân tích các ngươi hai cái ở cùng nhau sau khả năng gặp phải đủ loại vấn đề khả hắn toàn bộ quá trình chính là cười cười nói với ta hắn là cam tâm tình nguyện Diệp từ lặng lặng nghe, không có gấp đánh gãy đoạn tin lời nói. Đối đoạn tin nàng cũng thật sự chán ghét không đứng dậy, có như vậy một cái biết rõ hắn tâm ý không thể nghịch chuyển, còn cứng hơn trì nói ra bản thân trong lòng nói người đại diện, là lục xuyên phúc khí. Đã hắn quyết định chỉ cần ngươi, ta đây sẽ tôn trọng của hắn lựa chọn. Có thể trở thành một cái một đường xem hắn gặp may người đại diện, ta kế tiếp lời nói khả có thể có chút mạo phạm, nhưng ta còn là muốn hỏi thượng vừa hỏi, hắn vì ngươi tình nguyện chuyển hình sửa đi thực lực phái lộ tuyến buông tha cho hiện tại sớm thành thục thần tượng phái lộ tuyến liền vì cho ngươi cùng hắn có thể thuận lý thành chương ở cùng nhau tận lực đi sáng tạo rất tốt dư luận hoàn cảnh thậm chí quyết định về sau cũng không lại tiếp tục cảm tình diễn như vậy ngươi tài cán vì lục xuyên làm tới trình độ nào đâu dịp từ chưa bao giờ nghe lục xuyên nhắc tới chuyển hình vấn đề chớ nói chi là hắn về sau diễn lộ quy hoạch chuyện bất ngờ không đề phòng chấm đất liền theo đoạn tin nơi này nghe được lời như vậy, dịp từ sửng sốt sau một lúc lâu, cúi đầu suy tư một lát mới chậm rãi ngẩng đầu, mạo phạm chưa nói tới. Ngài đối lục xuyên có dẫn chi ân cùng làm bạn loại tình cảm. Diệp từ thần sắc nghiêm cẩn nhẹ giọng trả lời, mà ngài hiện tại hỏi vấn đề, điểm xuất phát đều là vì hắn suy nghĩ. Lời nói có chút không biết lượng sức lời nói, kỳ thực nhìn đến ngài có thể như vậy thay hắn suy nghĩ, ta thật sự mừng thay cho hắn, đối ngài cũng chỉ có cảm tạ cùng kính trọng. Diệp từ nói là thật tâm nói, trong tư tâm cũng có chút không nghĩ cấp lục xuyên bên người nhân lưu lại không ấn tượng tốt tiểu tâm tư. Về phần ta tài cán vì hắn làm tới trình độ nào? Diệp từ cười cười, vừa tính toán mở miệng trả lời, bản thân hóa trang gian cửa phòng đã bị nhân từ bên ngoài trực tiếp đẩy ra, đẩy cửa mà vào nhân thành công đánh gãy nàng muốn nói. Chương 79 79 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệp từ cùng đoạn tin đồng thời quay đầu nhìn về phía người tới, tương phi vẽ mặt nhưng là thập phần thản nhiên. Lưu Hạ vừa thông tri hoàng Diệp từ, liền thập phần lo lắng lại đem sự tình nói với tương phi một lần, không đạo lý người khác gia người đại diện tìm tới cửa đến, nhà mình người đại diện lại phóng nghệ nhân một mình chiến đấu hăng hái đạo lý đi. Tương phi nghe xong Lưu Hạ thuật lại, trên mặt nhưng là không có biểu cảm gì, đoạn tin người này can không ra uy hiếp thêm lợi dụ tiết mục. Khẽ cao mày, cho nên nàng lần này tìm được dịp từ là muốn làm gì. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một bên lưu hạ liền trực tiếp đưa tay làm bộ muốn đem hắn thôi đi lại. Tương Phi vốn là tính toán quá đến xem tình huống, cho nên sẽ không cùng lưu hạ so đo, bước đi thật nhanh phạt trực tiếp đi vào dịp từ hóa trang gian. Vào cửa phát hiện giữa hai người không khí thật không có nhiều khẩn trương, Tương Phi tâm tư vừa chuyển, cười mở miệng nói nghe nói ngươi đi lại ta liền đến đánh cái tiếp đón đoạn tin nghe vậy cũng là cười dịp từ bên người nhân đổ đều là chút đáng tin cùng là người đại diện nàng cùng tương phi trong lúc đó bao nhiêu đều có chút giao tình ở gặp tương phi trên mặt một mảnh thản nhiên vẻ mặt đoạn tin cười nói xem ra ngươi đã sớm biết đoạn tin có thể chủ động tìm được dịp từ không phải người ngu đều biết đến vị này là biết được lục xuyên cùng dịp từ quan hệ mới đến tương phi không ngốc tự nhiên cũng có thể trước tiên làm cho rõ những lời này là có ý tứ gì tương phi gật đầu biểu cảm tự nhiên đã sớm biết đoạn tin khẽ cười một tiếng dịp từ bên người bằng hữu đã biết dịp từ người đại diện cũng biết không ngờ như thế liền lục xuyên bên này ô kính chỉ tự chưa lậu thân là người đại diện đoạn tin cùng tương phi bất đồng nàng đối lục xuyên không có tuyệt đối quản khống quyền, khả mặc dù là như vậy cũng không nói để ý chính mình là cuối cùng một cái cảm kích nhân đi. Mệt ta còn coi ngươi là bằng hữu. Đoạn tinh ngữ khí nhàn nhạt nhẹ giọng nói một câu. Tương Phi không cho là đúng nhìn về phía nàng, phát hiện đối phương trên mặt rõ ràng mang theo một tia không chỗ khả phóng tức giận, không khỏi cười. Lục Xuyên nói như thế nào cũng là của ngươi nghệ nhân, không đạo lý hắn yêu đương còn muốn ta thông tri đi. Huống chi? Ta cùng Lục Xuyên trong đó quan hệ. Hắn là của ta nửa lão bản, ta liền càng không lý do lưng hắn thông báo ngươi. Đoạn tin hết sâu một hơi, ngồi ở ghế tự nhìn về phía tương phi. Khả ngươi liền chưa hề nghĩ tới chuyện này nếu một khi cho sáng tỏ, ta hoàn toàn không biết chuyện hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Lục Xuyên chính là của ngươi nửa lão bản, nhưng hắn là của ta lão bản, chuyện của hắn nếu hạ quyết tâm không nhường ta biết. Ta có thể có biện pháp tìm hiểu đến sao. Tương Phi nhíu mày, nhìn về phía đoạn tin trong ánh mắt mang theo rõ ràng chất vấn. Nhưng là lục xuyên trợ lý Lý Minh Vũ là biết chuyện này. Ngụ ý chính là người làm của hắn người đại diện lại không biết một cái ngay cả trợ lý đều không biết chuyện, nói như thế nào cũng oán không đến một ngoại nhân trên người đến. Đoạn tin nghe vậy sửng sốt, trầm mặt sau một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng. Thật có lỗi, là ta nói lỡ. Tương Phi vô tình cười cười, ngữ điệu vừa chuyển trầm giọng mở miệng. Cho nên ngươi lần này tới tìm ta nghệ nhân, là tới khởi binh vấn tội. Xem các nàng phía trước không khí đổ chưa hẳn là trình độ này, nhưng Tương Phi cảm thấy vẫn là có tất yếu đem tân bốc trước tiên cấp đoạn tinh mang theo. Hiện tại dịp từ cùng lúc trước bị Lý Luân trợ lý trào phúng khi là hoàn toàn không đồng dạng như vậy tình cảnh. Đoạn tinh hiện thời đi tìm đến, bất luận là vẻ mặt ôn hòa vẫn là lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, điểm xuất phát đều chỉ có một, bao che khuyết điểm. Diệp từ đối mặt nàng khi có lẽ còn cần chiếu cố một chút đoạn tin đối lục xuyên cảm tình, khả hắn liền hoàn toàn không cần. Diệp từ nói không nên lời lời nói tương phi lại nhắc đến liền hoàn toàn không có áp lực, ai bảo hắn cũng có cái danh chính ngôn thuận xuất sư tên đâu, khéo, hắn vừa vặn tốt cũng thật bao che khuyết điểm. Đoạn tin bị tương phi hỏi lên như vậy, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra xấu hổ biểu cảm. Diệp từ nghe được nhà mình người đại diện lời nói, đáy lòng yên lặng vòng vo cái tâm tư, ngược lại cũng là không chủ động mở miệng. Nàng đối đoạn tin mọi cách cầu tốt, cũng không tất so được nhà mình người đại diện một cái đánh lén, mà này gậy gộc nếu từ nàng đến sao. Có thể là hội hoàn toàn ngược lại. Tương Phi có thể vội tới dịp từ chống đỡ bãi, nàng cũng vui vẻ thoải mái. Chỉ ở một bên yên lặng làm bối cảnh bản là tốt rồi dù sao hai người này nói chuyện lo di cơ bản đều đều không sai biệt lắm, ta không có gì ác ý, vì bản thân một tay mang xuất ra nghệ nhân suy nghĩ. Đã đều không có gì ác ý, còn có thể leo tường dở ngói hay sao? Diệp từ thật yên tâm, đoạn tin lại rất bất đắc dĩ, tương phi người này, nàng rất hiểu biết. Đối nhân đối sự không có gì cái gọi là tiêu chuẩn, nhưng nếu không được hắn nhãn duyên, cho dù là trong tay hắn tối kiếm tiền nghệ nhân hắn cũng không làm gì để ở trong lòng, khả quả là thực được của hắn nhìn chúng thì phải là bày ra 10 phần tư thế tử hộ đến cùng thật hiển nhiên dịp từ liền thuộc loại người sau tương phi tử hộ đến cùng cái loại này nghệ nhân đoạn tin lại là thật lâu sau không nói gì cho đến khi tương phi xuất hiện nàng mới bao nhiêu ý thức được bản thân bất kể là đem tư thái phóng nhiều lắm thấp chỉ cần xuất hiện tại dịp từ trước mặt sẽ đưa người ta lưu lại không tốt ấn tượng mặc dù của nàng ước nguyện ban đầu chẳng qua là vì chính mắt đến xác nhận một chút lục xuyên lần này giao bạn gái là bộ dáng gì nhân mà thôi. Thẳng cười khổ một chút, đoạn tin dứt khoát lưu loát đứng dậy, cùng tương phi cùng với dịp từ trực tiếp mở miệng nói. Đến trực tiếp tìm dịp từ, là ta đường đột. Lần này ta đến, lục xuyên hoàn toàn không biết chuyện. Cuối cùng một câu không thể nghi ngờ là theo bản năng vì lục xuyên tẩy thoát hiềm nghi, mặc dù nàng nghĩ lại, chỉ cảm thấy hành động này lược hiển dư thừa. Diệp từ xem đoạn tin trên mặt lộ ra xấu hổ biểu cảm, nghĩ nghĩ chủ động mở miệng nói. Đoạn tỷ, ta sẽ đối hắn tốt. Đoạn tin nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lắc lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Nói nàng bất công cũng tốt, nói nàng xen vào việc của người khác cũng thế. Đoạn tin liền tính giờ phút này ý thức được một mình tìm đến dịp từ người ở bên ngoài trong mắt có vẻ nhiều lần một lần, nàng cũng không có gì hay hối hận. chờ đoạn tin rời đi sau, tương phi cùng diệp từ nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, tương phi mới thở dài, khoảng thanh mở miệng, các ngươi hai cái phía trước đàm coi như khoái trá. diệp từ gật gật đầu, khách quan nói, nàng tới tìm ta chuyện này tuy rằng có vẻ hơi đột ngột, khả nói chuyện khi nhưng là luôn luôn đều thật khách khí, cũng không cố ý làm khó ta. tương phi cau mày nghĩ nghĩ, mới hồi phục nói làm người đại diện không có mấy cái sẽ đối chính mình mang đại nghệ nhân gạt bản thân yêu đương còn không hề khúc mắt chúc phúc này chức nghiệp cứ như vậy ngươi cũng đừng nghĩ nhiều dịp từ cười cười thoải mái mở miệng này ta biết đến lúc trước ngươi có biết ta cùng lục xuyên yêu đương thời điểm lúc đó chẳng phải đem chúng ta hai cái một chút thoá mà sao giảng đạo lý lúc đó tương phi thái độ đối với lục xuyên sau hôm nay đoạn tin đãi nàng phương thức không biết muốn giả mang thô bạo bao nhiêu lần, kia vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình người đại diện chửi ầm lên, hoàn toàn chưa cho lục xuyên một chút sắc mặt tốt. Tương Phi cũng đi theo cười. Mà ta mang ngươi mới bao lâu, nàng mang theo lục xuyên mau 10 năm. Nói thật, nếu không là lập trường đối lập, Tương Phi nhưng là rất minh bạch đoạn tin hiện tại tâm lý. Liền tính vài năm nay lục xuyên bản thân độc lập làm lão bản, đoạn tin chẳng qua là hắn thuộc hạ một cái lĩnh tiền lương khả nghệ nhân cùng người đại diện quan hệ cho tới bây giờ liền không có biện pháp dùng thuê quan hệ đi định tính nghiệp nội vốn người đại diện liền đối thủ hạ nghệ nhân có được tuyệt đối nắm trong tay quyền mà lục xuyên cùng đoạn tin loại này chức nghiệp cùng chức vị theo căn bản thượng nói chính là nghịch biện người đại diện đối nghệ nhân đầu nhập tâm tư hơn cuối cùng chỉ có thể rơi xuống cái quản được quá rộng không lấy lòng thanh danh đầu nhập tâm tư thiếu, liền căn bản không có khả năng nắm trong tay toàn cục giúp nghệ nhân bày mưu nghĩ kế, liền tỉ như phía trước đoạn tin, ngay cả lục xuyên nói chuyện hơn nửa năm luyến ái đều không biết. Cuối cùng chỉ có thể bản thân nhận thức hạ, thất trách, thanh danh, mặc dù sự việc này theo căn bản đi lên nói là vài năm nay lục xuyên tâm tư của bản thân bắt đầu lung lay, lại hơn nửa lão bản thân phận, rất nhiều việc căn bản không cần thiết hướng đoạn tin đi xin phép cái gì. Diệp từ nghĩ nghĩ, không nói gì. Đoạn tin hôm đó buổi chiều liền bay trở về thành phố B, tiếp tục đi thu thập Lục Xuyên ném một đống cục diện rối rắm. Mặc kệ thế nào, hiệp thiếu, đã định đương, chính là mấy ngày gần đây thủ bá, không có cường hãng nhất thượng tin vệ thị phát thêm vào, chỉ có thể ở tuyên trên tóc lại nổ đem lực. Lâm lên máy bay tiền cấp Lục Xuyên phát ra tin nhắn đi qua, đem bản thân đã đi tìm dịp từ sự tình cùng hắn nói một lần. Lục Xuyên xem đoạn tin cho hắn phát đến tin tức trầm mặt thật lâu. Theo đoạn tin dùng từ thượng đại khái có thể nhìn ra được, lần này bản thân giấu giếm tình cảm lưu luyến sự tình hiển nhiên đem đoạn tin khí đến. Mà nàng lần này trừ bỏ cùng hắn xin phép dịp từ sự tình, càng là lấy cấp dưới hướng thượng cấp hội báo miệng cùng lục xuyên đại khái nói gần đây công tác tiến triển. Bất đắc dĩ thở dài, xuyên thần đổ cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự, phía trước lại không phải là không có đem đoạn tinh khí đến dơ chân thời điểm, dần già hắn nếu một năm rưỡi tái không đem nàng cấp khí đến, hai người ngược lại cảm thấy không bình thường. làm một cái đủ tư cách lão bản, muốn Trấn An phía dưới rõ ràng mang theo đối bản thân cảm xúc viên công tiếp tục vì hắn bán mạng trực tiếp nhất hữu lực cách cho tới bây giờ đều chỉ có một, mà xuyên thần am hiểu sâu đạo này đỏ lên bao. vì thế một ngày này chờ đoạn tin vừa xuống máy bay mở ra di động vừa thấy, trực tiếp đã bị Lục Xuyên bùng bùng hồng bao xoát bình đoạn tin nhưng là tuyệt không ngoài ý muốn, một câu vô nghĩa đều không có liền trực tiếp điểm tiếp thu. Hồng bao cầm, cũng liền ý nghĩa nàng đối lục xuyên lần này khí xem như tiêu. Trấn An dường như gia luôn luôn khổ bức ha ha cấp bản thân bán mạng cũng là cuối cùng một cái biết bản thân yêu đương người đại diện, lục xuyên lại cực kỳ bận lục quay đầu tính toán đi Trấn An vợ hắn. Tuy rằng hiểu biết đoạn tin tính cách, cũng biết dịp từ tỳ khí, hai người căn bản không có khả năng châm chọc đối râu hổ đổi, khả tìm một cơ hội đi cùng vợ tìm cách gần như cũng là vô cùng tốt. Diệp từ vừa thấy đến lục xuyên, không đợi hắn mở miệng liền nói thẳng nói. Buổi chiều đoạn tỷ chuyện xem như qua A, à, ngươi đừng ở đi lại theo ta lại nhảy một lần. Nàng nhất không mắng, nhị không bị đánh. Nhân gia bất quá đi lại đánh cái tiếp đón liền tiền có nhà mình người đại diện chỗ dựa, sau có bản thân nam nhân an ủi, người này thiết không khỏi cũng quá yếu ớt chút, chuyện lớn gì a? À? Lục Xuyên. Vốn muốn mở miệng nói, vợ ngươi chịu khổ, ngạnh sinh sinh bị nghẹn trở về. Khi biểu cảm còn có điểm xấu hổ. Bất quá Lục Xuyên nghĩ lại, hắn cùng Diệp Từ cũng không phải già mồm cải láo nhân, cũng thật đúng không cần thiết liền chuyện này thảo luận cái cả đêm, dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề tán gẫu nổi lên chuyện đứng đắn. Ta ngày mai tính toán về nhà một chuyến. Diệp Từ thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu, ngữ khí rất là mềm nhẹ. Bất quá, buổi chiều ta nghe đoạn tỷ trong lúc vô ý nhắc tới, ngươi tính toán chuyển hình, hơn nữa sau không chụp gì cảm tình diễn. Lục xuyên giờ phút này nội tâm vô số quả đen bay qua, lúc này hắn phi thường rõ ràng cảm nhận được hắn nàng dâu đối của hắn lửa giận, lại là một cái cảm kích không báo chọc hạ họa. Hít sâu một hơi, lục xuyên tận lực giả bộ tự nhiên khẩu khí mở miệng nói. Kỳ thực ta đêm nay đến chủ yếu chính là cùng ngươi nói chuyện này. Chương 80 80. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục Xuyên không có bất kỳ dấu giếm, liền đem bản thân gần nhất một đoạn thời gian an bày cùng sau này tính toán đều cùng Diệp Từ nói một lần. Diệp Từ nghe xong đầu tiên là trầm mặt sau một lúc lâu, kỳ thực đối nàng mà nói, Lục Xuyên sự nghiệp muốn thế nào phát triển hoàn toàn là này nam nhân bản thân làm chủ là được chuyện. Chẳng qua tuy rằng hắn sớm đã có chuyển hình tính toán, khả xoay chuyển như vậy đập nồi dìm thuyền thả vô cùng lo lắng mặc dù lục xuyên không nói diệp từ cũng ít nhiều đoán được này nam nhân tâm ý quen biết gần một năm mến nhau tám nguyệt đến cuối cùng bất quá tưởng cầu cái cùng nàng quan minh chính đại ở cùng nhau mà nàng không sẽ bị người phun kết quả thôi tâm tư vòng vo lại chuyển diệp từ âm thầm hạ quyết tâm đã lục xuyên sốt ruột khi nàng cũng cần nhanh hơn bước chân mới được tưởng ở cùng nhau là hai người chuyện cũng không thể cuối cùng đều là này nam nhân một người ở yên lặng trả giá. Hàng tu tề đạo diễn diễn. Quay chụp sẽ rất gian khổ sao? Lục Xuyên tuy rằng nói hai ba câu mang quá, khả năng vẫn là theo chỉ tự phiến ngữ trung cảm nhận được này nam nhân nhắc tới hàng tu tề ba chữ khi trầm trọng. Lục Xuyên cười cười. Đều là quay phim, gian khổ trình độ không kém đi nơi nào. Chẳng qua vị kia đạo diễn am hiểu cấp diễn viên tạo áp lực một cái lại đơn giản bất quá diễn phân chỉ cần không đạt tới hắn muốn hiệu quả, có thể háo toàn kịch tổ mấy chục điều mấy trăm điều chụp, cũng đang là bởi vì cái dạng này, của hắn diễn quay chụp chu kỳ vô cùng dài. Diệp từ nhíu nhíu mày, không nói gì. Chỉ biết này nam nhân sẽ không nói lời nói thật. Bất quá ngẫm lại hắn liền tính tiếng tổ quay phim nàng là có thể đi tham bang A, cũng không phải một hai năm thật sự hoàn toàn không thấy được mặt. Đã xác định sao? này đạo diễn diễn lục xuyên gật gật đầu hàng đạo phía trước còn có liên hệ quá ta lúc đó còn tại trù bị kỳ ta không vội vã hồi phục hẹn tháng sau gặp mặt tâm sự nếu thuận lợi hẳn là tết âm lịch người hiểu biết ít tổ nghe lục xuyên nói như vậy dịp từ chỉ biết này bộ diễn lục xuyên là nắm chắc bất quá thời gian này quả thật có chút chạy dù sao vừa mới hắn mới nói mừng năm mới để muốn chuẩn bị cá nhân biểu diễn hội nghĩ đến đây Diệp Từ không khỏi a, một tiếng. Lục Xuyên nhíu mày. Như thế nào? Diệp Từ mặt mặt, có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng mở miệng. Tương đại ca hôm nay vừa cùng ta nói, có cái đài truyền hình mời ta làm khách quý tham gia khóa năm biểu diễn hội. Lục Xuyên vừa nghe đến đây hưng trí, trên tay hắn ít nhất có ngủ gia đài truyền hình mời, chẳng qua hiện nay còn chưa có xác định đi đâu cái, hiện tại có thể xác định, hắn nàng dâu đi đâu ra hắn phải đi nhà ai thôi kia một nhà trong thanh âm cũng không khỏi lộ ra một dòng hưng phấn dịp từ nghĩ nghĩ mới nói ra một cái đài truyền hình tên chính là phía trước thu của chúng ta nhàn nhã thời gian chuối đài thôi dịp từ xuất đạo đến nay liền cùng nhà này đài truyền hình quan hệ đi được gần nhất chuối đài xem chuẩn nàng hiện tại tiêu sái thế sớm liền liên hệ tương phi sao đương kỳ lục xuyên vừa nghe vui vẻ các lớn hơn tinh vệ thị tìm khắp hắn làm sao có thể thiếu chuối đài vừa vặn ta cũng phải đi dịp từ sững sờ nhưng là ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không đáp ứng đâu vì sao bởi vì ta không quá hội ca hát cũng không có gì khác tinh thông đài truyền hình hiện tại là muốn nhường dịp từ bản thân chuẩn bị tiết mục bình thường diễn viên đi tham gia loại này khóa năm biểu diễn hội đều là ca hát đi đi qua lục xuyên cười ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi a à, hát cái ca có cái gì khó trải qua của ta huấn luyện không cam đoan ngươi tới ra đĩa nhạc trình độ ít nhất cũng là có thể ứng phó cái tiết mục nhưng là ta ngủ âm không quá toàn chuẩn xác mà nói là nàng hoàn toàn tìm không thấy ca điều xuyên thần bàn tay to vung lên rốt cục có có thể ở nhà mình nàng dâu trước mặt mở ra thân thủ cơ hội này chỗ nào có thể lỡ mất phi thường tự tin mở miệng trả lời yên tâm bảo ngươi sau thoát thai hoáng cốt trên thực tế hiện tại lục xuyên đã bắt đầu đi nổi lên oai cân não xem ra là thời điểm thỉnh chuối đài đài dài ăn bữa cơm tranh thủ đem hắn cùng vợ hắn đặt ở đồng nhất cái tiết mục làm cái hợp xướng cái gì loại này quan minh chính đại tú ân ái cơ hội quả thực rất đặc sao vô cùng hiếm có nhưng mà xuyên thần thật không ngờ chính là như vậy một câu không dùng đầu óc cam đoan làm cho hắn ở mấy tháng sau một bên chuẩn bị bản thân biểu diễn hội một bên dạy hắn nàng dâu phát ra tiếng khi phải trả giá như thế nào ngũ âm không được đầy đủ nhân có đôi khi có một loại ma lực, có thể đem bình thường ở điều người trên cấp thành công đại chạy. Mà giờ phút này Diệp từ nghe được lục xuyên như vậy trảm đinh tiệp thiết cam đoan, lại nhất tưởng hắn ở giới ca hát lấy được thành tựu, sẽ không nghi có của hắn yên lòng, đem chuyện này trực tiếp phao đến sau đầu. Đúng rồi, ta đây bộ diễn cũng muốn sát thanh, sau hồi thành phố bê phỏng chừng hội rút ra một đoạn thời gian đến xử lý niệm xuyên sự tình. Diệp Từ đem nàng bên này kế hoạch cũng kỹ càng nói cho Lục Xuyên nghe. Lục Xuyên trước kia chỉ biết là Diệp Từ muốn khai gia Cổ Phong theo võng Điếm, nhưng không có cẩn thận hỏi thăm cụ thể tình huống. Hiện thời là lần đầu tiên nghe nói này Điếm Danh. Trầm mặc vài giây sau, hắn mới dè dặt cẩn trọng đề nghị nói: "Vợ a, à, ta này Điếm Danh muốn hay không sửa một cái." Diệp Từ nghi hoặc nhìn về phía hắn, một mặt cầu giải thích. Lục Xuyên thở dài niệm xuyên niệm xuyên, ghép vần viết tắt là NC, đần độn, bất nhã. Diệp từ. Một cái cổ nhân đặt tên sẽ lo lắng đến ghép vần viết tắt sao? Hội sao? Nhưng là... Ta thật thích. Về này điếm danh, Diệp từ vẫn là thật kiên trì. Lục xuyên. Khó được thấy hắn nàng dâu đối xử tình gì như vậy, cắn định thanh sơn không buông tha, thái độ, dứt khoát liền buông tha cho tiếp tục gián ngôn ý tưởng, đần độn liền đần độn đi. Dù sao cổ phong điếm danh cũng không bao nhiêu nhân hội liên tưởng đến ghép vần không là. Hai người đều tự nói xong gần nhất một đoạn thời gian an bày, đã gần rạng sáng. Lục xuyên lần này nhưng là thập phần lưu loát, không đợi dịp từ đuổi nhân liền chủ động đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đã có thể ở hắn đứng dậy thời điểm, dịp từ bỗng nhiên đưa tay bắt được của hắn cổ tay áo, ngẩng đầu thật nghiêm cẩn nói. Ta! Đêm nay đoán được ngươi sẽ đến, cho nên rất sớm liền đem rèm cửa sổ kéo lên. Lục xuyên Phía trước hắn còn không có quá buổi tối tìm đến dịp từ trải qua, nhìn hắn nàng dâu như vậy thượng đạo bộ dáng cũng có chút kinh ngạc, trọng yếu nhất là Hiển nhiên dịp từ lời nói còn còn chưa nói hết đúng không? Cái kia, nếu ngươi đêm nay ngủ ở trong này Khách sạn hội tiết lộ đi ra ngoài sao? Cái này nhậm ngốc tử đều nghe ra của nàng ý tứ, lục xuyên cười cười, nhẹ giọng trả lời sẽ không? Ta đêm nay cùng ngươi. Diệp từ nghe vậy ngọt ngào cười cười, đi theo vi không thể sát nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay lục xuyên luôn luôn ở tại kịch tổ, cả hai người mỗi lần chạm mặt đều là trộn đến giống nhau, hơn nữa đại đa số thời điểm còn muốn tìm bùi cảnh trạch hoặc là lưu hạ bọn họ đánh yểm trợ. Nghiêm cẩn tính ra, hai người mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt, lại không có gì cơ hội một chỗ. Mà ngày mai lục xuyên muốn đi, lại là một tháng không thấy được mặt hai người phía trước liền bị vây bán ở chung trạng thái, hiện thời lại đồng giường cộng chậm thì cũng chẳng có gì xấu hổ. Diệp từ tắm rửa xong sau xuất ra phi thường lưu loát theo bản thân trong trương hành lý lấy ra nhất kiện lục xuyên đại tê, sớt quăng cho hắn, ngữ khí thập phần tự nhiên. Liền này nhất kiện, xuất ra thay đi. Lục xuyên nhìn chầm chầm trong tay cái này không biết cái gì thời điểm bị vợ hắn trộn đi, hắc tê, có chút há hốc mồm hỏi. Này quần áo thế nào bị ngươi thuận đến đây? dịp từ cười cười ngươi thường mặc vài món quần áo đều để ở nhà của ta lúc đó thu thập hành lý không chú ý liền sai cầm lục xuyên gật gật đầu này loại khả năng ngược lại không phải là không có nhưng lại phi thường lớn vừa định xoay người đi phòng tắm tắm rửa chợt nghe đến hắn nàng dâu lại nhỏ vừa nói nói có một ngày ta phiên hành lý nhìn đến cái này quần áo liền đột phát kỳ tưởng mặc vào làm áo ngủ sau đó ngày đó ngủ đặt an tâm Lục Xuyên nghe vậy bước chân một chút, nguyên lai like. thói quen hai người cùng nhau đi vào giấc ngủ chẳng phải hắn một người. Trầm mặt vài giây, hắn mới một bộ nghiêm trang mở miệng, vợ, quay đầu có cơ hội ngươi lại cho ta mặc một lần đi. Diệp Từ sững sờ, thẳng tắp hỏi lại, ngươi đều ở bên người ta, ta còn mặc ngươi quần áo làm chi? Có người không ôm, ôm quần áo nhất giải tương tư khổ. Này thiết kế có độc. Lục Xuyên lắc đầu. Một người nam nhân nhìn đến bản thân nữ nhân mặc bản thân quần áo, hơn nữa là loại này còn có thể lộ ra đại chân dài độ dài, cái loại này thị giác đánh sâu vào ngươi không hiểu. Diệp Từ Trầm mặt sau một lúc lâu liền trực tiếp đã đánh mất điều khăn lông khô đi qua. Không hiểu, cho nên không mặc. Lục Xuyên tay mắt lanh lẹ tránh thoát hắn nàng dâu khăn lông công kích, cười đến thập phần dập dờn hừ ca xoay người đi vào phòng tắm, không mặc cũng tốt không mặc gì cả tốt nhất chờ hắn tắm rửa xong xuất ra diệp từ đã sấy khô tóc mau đang ngủ hắn khinh thủ khinh cướp tắt đèn lên giường vừa nhất nằm xuống một bên nữ nhân liền thập phần tự giác cút đến trong lòng hắn lục xuyên ôm nàng phát ra vừa lòng thở dài thật muốn có thể mỗi ngày liền như vậy ôm nàng ngủ a à, cho dù cái gì cũng không làm cũng tốt ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm trong lòng nữ nhân bỗng nhiên nhỏ giọng nhu nhuyễn mở miệng nghĩ ngươi, lục xuyên cười cười, chính là vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng lưng, không có mở miệng. lục xuyên, ta nghĩ công khai, chỉ cần công khai sau, nàng có thể quan minh chính đại mỗi ngày cùng với hắn, cũng chính là mấy ngày nay hình đồng người lạ ở chung hình thức, mới nhường dịp từ lần đầu tiên cảm nhận được nếu công khai cư Việt, không khỏi lòng sinh dao động. lục xuyên trên tay động tác rõ ràng một chút này hay là hắn nàng dâu lần đầu tiên chủ động đưa ra muốn công khai ý tưởng A. Trầm mặt hảo thời gian dài, nam nhân trầm thấp âm thanh âm mới chậm rãi truyền tới. Chờ ta chụp hoàng này bộ diễn, chúng ta liền công khai. Năm mặt bọn họ hai cái đều phải đều tự bận rộn, sau hắn liền muốn ngựa không dừng vó tiếng tổ quay chụp, liền tính trước tiên công khai hắn cùng dịp từ cũng không có bao nhiêu chung sống thời gian. Hơn nữa, lục xuyên trong tư tâm hy vọng, công khai khi hắn sẽ không cùng dịp từ ở riêng hai, ít nhất hắn muốn tại kia đoạn thời gian cùng nàng đi qua ban đầu một tháng. Dịp từ nghĩ nghĩ, minh bạch nam nhân thâm ý, nhẹ nhàng gật đầu, lấy vi không thể tra thanh âm nhẹ giọng hồi phục. Hảo Lục xuyên lần này quay phim ít nhất muốn thời gian 2 năm, nhiều nhất. Đã nói không tốt. Nhưng dịp từ tính toán bằng thời gian ngắn vậy đến quy hoạch, 2 năm thời gian. Cũng đủ nàng đến phòng ngừa chu đáo sáng sớm hôm sau lục xuyên sớm liền xuất phát trở về thành phố hát chờ hắn xuất hiện tại chính mình gia môn khẩu thời điểm ngạnh sinh sinh đem mẹ nó liền phát hoảng bùi tâm lam xem phong trần mệt mỏi lục xuyên mở miệng khi khẩu khí đều có chút suy yếu con trai a à, ngươi này sẽ không là ra chuyện gì thôi này không năm không chương tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền chạy về đến đây lục xuyên vô lực ngồi phịch ở nhà mình trên sofa lão gia ngài sẽ không có thể trong ta điểm hảo. Lục viên trong ngày thường luôn luôn thanh tĩnh, lục xuyên hắn cha lục đức huyên cả ngày đều ở làm một tỉnh kiến thiết bận rộn nhật lý vạn kỳ, ba ngày căn bản là đừng nghĩ ở nhà nhìn đến hắn bóng dáng. Mà lục xuyên gia gia lục quốc viễn lớn tuổi, chân cẳng không tiện lợi, bình thường cũng không yêu xuất ra đi lại, tình nguyện đãi ở trong phòng của mình tuần hoàng nghe đài, sa gia banh toàn bộ lục viên hiện tại chỉ có bùi tâm lam một người ở trong phòng khách một bên xem tv một bên hạp hạt dưa bảo mẫu cũng đi ra cửa mua đồ buổi tối nguyên liệu nấu ăn bùi tâm lam liếc mắt con trai của nàng đến cùng là trên người bản thân đến rơi xuống thịt chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra lục xuyên lúc này trở về khẳng định có chuyện muốn nói hơn nữa nàng tuy rằng tránh bóng nhiều năm khả trong vòng luẩn quẩn có liên quan con trai của nàng sự tình vẫn là sẽ có người trước tiên cùng nàng mật báo thế nào? Này bộ diễn phát phố, trong lòng cảm thấy ủy khuất. Trở về tìm ba mẹ tố khổ nha. Bùi tâm lam nhàn nhàn mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng chế nhạo. Lục xuyên mặt. Không nghĩ tới ngài còn biết phát phố. Bùi tâm lam hừ nhẹ một tiếng, thật nghiêm cẩn đào ra chính mình di động, mở ra một cái trang web phóng tới con trai trước mắt. Này tính cái gì? ta hiện tại cũng là dùng di động chơi trò chơi nhân được rồi. Lục xuyên quét mắt di động màn hình, chỉ nhìn đến vài cái chữ to siêu hiện thực luyến ái kinh doanh thủ du. Một ngụm nước kém chút không phun ra đến, giảng thực, trò chơi này thật hỏa hắn biết, nhưng là có thể hỏa đến hấp dẫn mẹ nó này tuổi trẻ nữ ngoạn gia. Khi hình ảnh cảm vẫn là rất kinh sợ hảo sao. Lục xuyên dè dặt cẩn trọng mở miệng. Mẹ, ngày ngoạn này khoảng trò chơi. Ba ta biết sao? Bùi tâm lam tà hắn liếc mắt một cái. Hắn nếu biết có thể đem ta di động tịch thu điệu. Nhưng là ta cũng có khỏa thiếu nữ tâm nha được không? Mỗi ngày một người đãi ở nhà thật nhàm chán. Lục xuyên nghe hắn mẹ đề thiếu nữ tâm này từ không là lần đầu tiên. Nghe nàng oán giận nhàm chán cũng không phải lần đầu tiên. Dù sao mỗi lần ngày nghỉ mẹ nó đều phải lấy cái trò này lý do thoái thác ở hắn cha trước mặt hàm súc nói lên một hai thiên cho đến khi Lục Đức Huyên khiên không được, chủ động mang nàng đi ra ngoài lữ hành mới bỏ qua. Nghĩ đến đây, Lục Xuyên trực tiếp đánh gãy mẹ nó lấy di động phạm háo sắc cùng hắn phân tích vì sao Lý Trạch Ngôn là tối xuất, loại này hắn nghe xong trực tiếp mau ngủ trọng tâm đề tài, nghiêm cẩn mở miệng hỏi nói. Mẹ! Ba ta mấy ngày gần đây trở về ăn cơm chiều sao? Bùi tâm lam nghe vậy trong tay di động trực tiếp ném tới một bên, nàng đã nói nghi tử này mang theo tâm sự trở về không có sai đi. Lục xuyên hội chủ động hỏi hắn cha có trở về hay không ra ăn cơm. Lục Đức Huyên nghe xong sợ là đều phải sờ sờ con của hắn cái trán xác định hắn có hay không phát sốt. Nói đi, chuyện gì? Nói đến chuyện đứng đắn thường, Lục Mẫu vẫn là một mặt đương gia chủ mẫu tư thế. Lục Xuyên nhìn hắn mẹ vẻ mặt che giấu không được tò mò, do dự sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Quên đi, ta còn là chờ ta ba trở về cùng nhau nói đi. Biết ngươi tưởng hiện tại biết, sẽ không nói cho ngươi. Bùi Tâm Lam vừa nghe hỏa giận không chỗ phát tiết, nàng đều trang như vậy không thèm để ý vì sao vẫn là bị con trai của nàng liếc mắt một cái nhìn thấu nàng đặc biệt tưởng nhớ biết. Tử thằng nhóc của ngươi, đừng chờ đến lúc đó cha ngươi lấy chổi lông gà trừu của ngươi thời điểm trách ta không giúp ngươi. Bùi Tâm Lam thật nghiêm cẩn uy hiếp. Lục Xuyên phất phất tay, trực tiếp đứng dậy hướng hắn gia gia phòng ngủ phương hướng không cần ngươi giúp ba ta sợ hắn ba ông nội của ta thương ta cho nên hiện tại trọng yếu nhất là thưởng ở hắn cha phía trước lấy được gia gia lục quốc viễn duy trì bùi tâm lam xem lục xuyên phi thường trang ngoan gõ gõ lão gia tử cửa phòng đãi bên trong đáp lại sau mới đẩy cửa nói gia gia ta trở về nhìn ngươi cảm thấy con trai của nàng loại này đầu cơ hành vi thật đáng xấu hổ Bùi Tâm Lam dứt khoát đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cho Lục Xuyên ăn, tổng sao ngồi ở chỗ kia miên man suy nghĩ đến hảo. Bên này Lục Xuyên đẩy ra Lục Quốc Viễn cửa phòng, chỉ nghe đến một trận hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa hí khúc truyền tới, nhớ ngày đó, lão tử đội ngũ mới khai trương tổng cộng mới có mười mấy người thất bát điều thương dương mắt liền nhìn đến hắn gia gia tinh thần quắc thước theo một bên hừ nhẹ một bên trong tay kìm lòng không đậu khoa tay múa chân. Lục Xuyên cười Gia Gia quả nhiên gừng càng già càng cay. Lục quốc viễn nghe vậy quay đầu, theo dõi hắn tôn tử trong ánh mắt đều lóe quang. Tôn tử, ngươi mắng ai đó? Lục xuyên. Đầu năm nay ngay cả gừng càng già càng cay cũng không có thể xem như khích lệ có phải không phải.